Lã Việt Tranh thủ thời gian gọi đám người lên xe để áp giải cha con nhà họ Đào trở về thành phố Bắc Ninh với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không quay về nhà ngay mà dẫn cha con Đào Văn đến trung tâm giải trí của Tiêu Tấn. Hai cánh tay của Đào Quốc Vũ đã bị phế đi, anh ta bị Hoàng Thiên ngược đãi rất thảm, hiện tại anh ta đã tỉnh lại. Lần nữa quay lại trung tâm giải trí này thì trong lòng Đào Quốc Vũ như bị treo lên, sợ hãi không chịu nổi. Thằng nhóc này có ám ảnh với nơi đây về tới đây cũng cảm thấy sợ hãi. Hoàng Thiên để Lã Việt và anh phó dẫn người của mình trở về, chỉ còn lại Tiêu Tấn và Hoàng Thiên ở lại trung tâm giải trí. Sau khi dẫn Đào Quốc Vũ và Đào Văn Lâm vào văn phòng của Tiêu Tấn, Tiêu Tấn dẫn người tạm giam Đào Văn Lâm lại, tất nhiên cũng không dám thất lễ. Cậu Thiên, tôi đã đồng ý sẽ chữa trị mặt cho vợ cậu, sao chấm SAO cậu còn muốn xử lý tôi? Đào Văn Lâm lo lắng hốt hoảng, ông ta phát hiện tiêu tấn và mấy người anh em kia định đánh mình. Cho nên bị giam trong phòng làm việc này làm ông ta sợ hãi trong lòng. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, cậu thiên muốn xử lý ông thì còn cần lý do à? Tên đầu chọc đàn em của tiêu tấn đạp đào văn lâm một cước, lớn tiếng quát. Đào văn lâm bị đạp nhưng không có chút tức giận nào, hiện tại ngay cả nhìn ông A cũng không dám nhìn mà bản thân chỉ có thể thành thật. Hoàng thiên khoát tay ra hiệu đầu chọc đừng đánh đào văn lâm nữa, sau đó nói với tiêu tấn coi kỹ bọn họ đấy đừng đánh mang gì cả chờ tôi quay lại vâng anh thiên tiêu tấn đồng ý hoàng thiên quay người rời khỏi nơi này anh lái xe về nhà đón lâm ngọc an lâm ngọc an đang chờ ở nhà lòng của cô vẫn luôn treo lên một mặt là lo lắng hoàng thiên gặp nguy hiểm một mặt khác là cô lo lắng không tìm thấy đào văn lâm nếu vậy thì mặt của cô không có hy vọng rồi thấy hoàng thiên đã trở về lâm ngọc an rất kích động bước lên đón hoàng thiên sao rồi tìm thấy đào văn lâm rồi đi thôi ngọc an anh dẫn em đi chị mặt thật tốt hoàng thiên nói với lâm ngọc an lâm ngọc an cực kỳ kích động cô dùng sức nhẹ gật đầu rồi đi theo hoàng thiên ra khỏi nhà hoàng thiên lái xe chở lâm ngọc an sau khi đến trung tâm giải trí thì lập tức vào văn phòng của tiêu tấn hiện giờ tiêu tấn đang cho người tạm giam đào văn lâm và đào quốc vũ Tiêu Tấn rất nghe lời Hoàng Thiên, anh ta không hề đánh mắng Đào Văn Lâm, trái lại còn cho ông ta uống nước. Gặp lại Lâm Ngọc An làm Đào Văn Lâm cũng cảm thấy có chút xấu hổ, dù sao cũng là do ông ta động tay động chân mới khiến Lâm Ngọc An trở thành như vậy. Cậu Thiên, đây là loại thuốc tôi cần, cậu cầm đơn thuốc này để mua thuốc là được rồi. Đào Văn Lâm đã viết xong tên các loại thuốc mình cần từ lâu, hiện tại ông ta đưa lại tờ giấy cho Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn thử, có tên một số loại thuốc anh chưa từng nghe thấy. Hoàng Thiên cử một đàn em đi mua thuốc rồi để Lâm Ngọc An chờ trong phòng làm việc. Không lâu sau đó, thuốc đã được mua về. Đào Văn Lâm vào phòng bếp tự mình sắc thuốc. Bản lĩnh của ông già này thật sự không nhỏ, không bao lâu đã sắc thuốc xong, công nhận là quen việc dễ làm. Chờ thuốc sắc xong để nguội, Đào Văn Lâm nói với Hoàng Thiên, "Cậu Thiên, có thể bó thuốc rồi." Sau khi thuốc được đắp lên tôi cam đoan mặt của vợ cậu sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Nếu xảy ra một chút sai lầm nào thì ông tự biết hậu quả. Hoàng Thiên vẫn có chút không yên lòng mà cảnh cáo Đào Văn Lâm. Yên tâm đi yên tâm đi, tôi có một trăm lá gan cũng không dám làm gian đâu. Đào Văn Lâm bảo đảm với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên ở một bên giám sát, anh nhìn thấy Đào Văn Lâm bắt đầu bó thuốc cho Lâm Ngọc An. Sau khi hoàn tất, Đào Văn Lâm nhẹ nhàng thở ra, hèn hạ nói với Hoàng Thiên, cậu thiên, thuốc này rất ghê gớm đấy, chỉ cần một lần là tốt lên ngay. Cậu có thể thả tôi và con trai tôi về nhà được chưa? Về nhà à? Hoàng thiên không khỏi cười lạnh một tiếng, ông Lâm này nghĩ hay thật, còn muốn về nhà sao? Ha ha, trí nhớ của ông kém thế, ông có nhớ đã nói gì với tôi khi ở nhà máy gạch không? Hoàng thiên vỗ vai đào văn lâm hỏi ông ta. Sao đào văn lâm có thể không nhớ? Ông ta chỉ đang cố ý giả ngu thôi. Cậu Thiên, tôi quên rồi. Bốp, Hoàng Thiên thưởng cho Đào Văn Lâm một bạt tai, nhớ ra chưa? Trong lòng Đào Văn Lâm đầy phiền muộn, ông ta nhận ra Hoàng Thiên đánh mình đã rất quen tay. Nhớ rồi, cậu Thiên, vậy cậu muốn nhốt tôi trong bao lâu? Nét mặt Đào Văn Lâm khổ sở hỏi Hoàng Thiên. Có thể là một năm hay nửa năm, cũng có thể là 10 năm hay 20 năm, xem tâm trạng của tôi đi. Hoàng Thiên nói rất tùy ý. Mẹ nó... Đào Văn Lâm trợn trắng mắt, suýt chút ngất đi. Nếu như bị nhốt ở thành phố Bắc Ninh này, vậy thì làm sao ông ta sống đây? Ông ta thật sự rất nhớ người tình Mã Dung Dung bé nhỏ rồi. Hoàng Thiên cũng mặc kệ nhiều chuyện như vậy, trước khi bảo đảm mặt của Lâm Ngọc An không sao thì anh không thể thả Đào Văn Lâm đi. Về phần cánh tay đã bị phế của Đào Quốc Vũ con trai Đào Văn Lâm, Hoàng Thiên cũng không làm khó anh ta mà còn phái người đưa anh ta đến bệnh viện chạy chữa. Cậu Thiên cậu hãy thả tôi đi đi vợ cậu thật sự không sao đâu đào văn lâm thương lượng với hoàng thiên ông ta thực sự không muốn bị nhốt ở đây hoàng thiên hừ lạnh một tiếng rồi nhìn nói đào văn lâm ông dựa vào đâu bảo tôi tin tưởng ông tôi đào văn lâm không còn gì để nói ông ta đã hại lâm ngọc an một lần rồi làm sao lần này hoàng thiên còn có thể tin tưởng ông ta được tiêu tấn tôi sẽ giao đào văn lâm cho cậu cứ bao ăn bao ở ông ta nhưng không cho phép ông ta bước ra khỏi trung tâm giải trí này nửa bước. Hoàng Thiên dặn dò Tiêu Tấn. Tiêu Tấn nghe thấy thì tranh thủ đồng ý, yên tâm đi anh Thiên. Nếu ông ta chạy, anh hãy bắt tôi để thay. Hoàng Thiên vẫn rất yên tâm với Tiêu Tấn, anh lập tức dẫn theo Lâm Ngọc An rời khỏi nơi này. Trên đường về nhà, tâm trạng của Lâm Ngọc An cực kỳ thấp thỏm không yên. Tuy nói Đào Văn Lâm đã cam đoan, nhưng cuối cùng có thể trị khỏi hay không vân là ẩn số, trong lòng cô vẫn không nắm chắc được. Hoàng Thiên đã nhìn ra, anh biết vợ mình đang lo lắng. Chắc hẳn không có vấn đề đâu, mặc dù nhân phẩm của Đào Văn Lâm không ra gì, nhưng y thuật tuyệt đối có thể tin. Hoàng Thiên nói lời an ủi Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An khẽ gật đầu một cái rồi nắm lấy tay Hoàng Thiên. Liên tiếp mấy ngày trôi qua, mặt Lâm Ngọc An thật sự đúng như Đào Văn Lâm nói, triệt để khôi phục bình thường một chút tì vết cũng không có hiệu quả khôi phục thật sự hoàn mỹ tâm trạng hoàng thiên rất tốt anh phát hiện lâm ngọc an cũng vô cùng vui vẻ anh thiên tôi có chuyện gấp muốn gặp nht nhưng vào lúc này thì tiêu tấn gọi điện thoại tới cho hoàng thiên hoàng thiên đang thân mật với lâm ngọc an trong phòng lúc nhận được cú điện thoại này của tiêu tấn làm hoàng thiên nhíu mày giọng nói của tiêu tấn rất nghiêm túc hoàng thiên mới biết chuyện này không nhỏ cậu đang ở đâu Hoàng Thiên hỏi Tiêu Tấn qua điện thoại: "Tôi ở trung tâm giải trí, anh Thiên, hay là để tôi đi tìm anh?" "Không cần, cậu cứ ở đó đi, một lát nữa tôi sẽ đến." Hoàng Thiên nói xong rồi cúp điện thoại. "Trông à, lại xảy ra chuyện thế." Lâm Ngọc An lo lắng nhìn Hoàng Thiên, hiện tại cô có chút đau lòng cho người đàn ông của mình. "Sao không lúc nào anh cũng không được yên tĩnh hết vậy? Anh cứ gặp rắc rối mãi thôi." "Không có việc gì lớn cả." em hãy ngoan ngoãn ở nhà nhé anh làm xong việc sẽ quay lại hoàng thiên sờ lên khuôn mặt trắng noãn của lâm ngọc an ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô nói trong lòng lâm ngọc an có chút gợn sóng cô cảm thấy chưa bao giờ mình được trải nghiệm cảm giác hạnh phúc thế này được em chờ anh lâm ngọc an nói xong đột nhiên cô đứng dậy ôm hôn hoàng thiên một lúc hoàng thiên có chút ngơ ra kết hôn đã lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên vợ chủ động hôn mình như thế sau khi ra khỏi nhà hoàng thiên lái xe đến thẳng trung tâm giải trí của tiêu tấn tiêu tấn đã đứng ở cửa ra vào chờ hoàng thiên từ lâu thấy hoàng thiên tới thì tiêu tấn dẫn hoàng thiên vào bên trong hai người cùng nhau vào văn phòng của tiêu tấn trong văn phòng đã có một người trẻ tuổi với khuôn mặt xa lạ đang chờ cậu ta là ai hoàng thiên chỉ người trẻ tuổi này hỏi tiêu tấn cậu ta là một đàn em của cảnh thiều trung tiêu tấn thở dài nói với hoàng thiên Hoàng Thiên có chút ngoài ý muốn, sao đàn em của cảnh thiều trung lại chạy tới đây? Anh Thiên, là tôi cố ý chạy đến đây tìm anh đó. Đàn em của cảnh thiều trung đi đến gần Hoàng Thiên, vành mắt gã ta đỏ hồng nói. Cậu tìm tôi có việc gì sao? Hoàng Thiên hỏi. Tôi tên là Lương An Phan, mấy năm nay tôi vẫn đi theo anh Thiều Trung. Anh Thiên, anh đi thăm anh Thiều Trung một chút đi, hiện tại anh chấm ANS ấy quá thảm rồi. Lương An Phan khóc nước nở nói với Hoàng Thiên. Trong lòng Hoàng Thiên hơi run lên, cảnh Thiều Trung đã xảy ra chuyện. Mấy ngày trước vừa mới gặp mặt, cảnh Thiều Trung vẫn còn rất tốt mà. Cảnh Thiều Trung thế nào? Hoàng Thiên vội vàng hỏi Lương An Phan. Lương An Phan trông rất đau lòng, gã ta lau nước mắt nói với Hoàng Thiên, "Anh Thiên, anh Thiều Trung đã bị xử phạt theo quy định của đường." "Xử phạt theo quy định của đường à? Quy định của đường là gì?" Hoàng Thiên cảm thấy rất không ổn, tổ chức phá hoại như hắc phong đường này nhất định quy định của đường rất không có tính người, chỉ sợ cảnh thiều trung đã gặp bất chắc. Anh ấy bị đánh đến tứ chỉ tàn phế, sau đó trở thành một người tàn phế rồi. Lương An Phan đau khổ nói. Chuyện này, trong đầu Hoàng Thiên ông ông một tiếng, ấn tượng của anh với cảnh thiều trung rất tốt, đặc biệt là trước mấy ngày cảnh thiều trung còn có ơn tất báo, Hoàng Thiên rất có thiện cảm người này. Thật sự không nghĩ đến, vậy mà cảnh thiều trung lại rơi vào kết cuộc như thế phả lại Hoàng Thiên cũng cảm nhận được, Cảnh Thiều Trung bị xử phạt theo quy định của Đường hẳn có liên quan đến mình. Tại sao anh ta lại bị xử phạt theo quy định của Đường? Hoàng Thiên hỏi Lương An Phan. Lương An Phan nhìn Hoàng Thiên tỏ vẻ muốn nói lại thôi, "Anh Thiên, tôi nói ra anh đừng tức giận nhé. Là vì mấy ngày trước anh Thiều Trung không ra tay với anh, sau khi tổng đường chủ Đinh Quang anh nghe thấy thì đã tự mình chạy tới xử phạt theo quy định của Đường." Quả nhiên là như vậy. Hoàng Thiên hung hăng cắn răng, lửa giận dâng lên đinh quang anh chết tiệt lão già chó chết này cũng đủ độc ác rồi đấy chẳng lẽ không ra tay với hoàng thiên được là phải bị trừng phạt ác độc như vậy sao làm bạn với hoàng thiên tôi sẽ phải chịu kết quả không may à hoàng thiên thật sự càng nghĩ càng giận sau khi anh bình tĩnh hơn mới hỏi lương an phan bây giờ cảnh thiều trung đang ở đâu anh thiều trung hiện tại vẫn ở nhà mấy năm nay anh thiều trung đối xử với tôi rất tốt cho nên tôi liều chết đến thông báo cho anh anh nhất định phải mau chóng cứu anh Thiều Trung, nếu anh ấy cứ ở nhà, nói không chừng còn sẽ gặp bất chắc, chỉ sợ ngay cả người nhà của anh ấy cũng không sống nổi nữa. Lương An Phan khóc nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhíu chặt lông mày, anh phân tích một chút, nếu thật sự đúng như Lương An Phan nói thì cũng rất có thể xảy ra. Lòng dạ đinh quang anh đầy thâm độc, mặc dù đã xử phạt cảnh Thiều Trung theo quy định của đường. Nhưng khó bảo đảm ngày nào đó Đinh Quang Anh lại nổi hứng ra tay ác độc với cảnh Thiều Trung nữa thì sao? đương nhiên rồi cũng có thể là đinh quang anh cố ý lấy cảnh thiều trung làm mồi nhử để lừa gạt hoàng thiên đến thăm hỏi cảnh thiều trung sau đó ra tay độc ác với hoàng thiên hoàng thiên cũng đã nghĩ đến điều này mau dẫn tôi đến nhà cảnh thiều trung hoàng thiên vỗ vai lương an phan nói được lương an phan kích động đồng ý mấy ngày trước gã ta đã nhìn ra hoàng thiên tuyệt đối là người có thực lực chỉ cần hoàng thiên ra tay trợ giúp cảnh thiều trung thì cảnh thiều trung và người nhà sẽ không bị hại lần nữa anh thiên tôi sẽ dẫn người đi với anh tiêu tấn không yên lòng chủ động xin đi giết giặc ừm nhớ mang theo súng hoàng thiên trầm giọng nói với tiêu tấn tiêu tấn sửng sốt một chút nhưng rất nhanh lấy súng ngắn từ ngăn kéo bàn làm việc ra cắm vào sau lưng mặc dù lúc này tiêu tấn không hỏi nhiều nhưng trong lòng cũng đã hiểu lần này ra ngoài với hoàng thiên có thể sẽ có một trận chiến đẫm máu hoàng thiên đã quyết định việc gì thì cho dù có nguy hiểm anh cũng phải đưa được Cảnh Thiều Trung tới thành phố Bắc Ninh trước tiên, và lại người nhà của Cảnh Thiều Trung cũng phải đón được. Dù thế nào đi nữa, cũng không thể trơ mắt nhìn Cảnh Thiều Trung bị Đinh Quang Anh làm hại. Còn mục đích quan trọng nhất là Hoàng Thiên muốn gặp mặt Đinh Quang Anh. Đừng thấy lần trước Đinh Quang Anh bị Vô Thanh làm gãy mất một cánh tay, nhưng lão già này vẫn ở một nơi bí mật nào đó để hành động mọi lúc, nói không chừng lúc nào đó sẽ nhào lên cắn người. Cho nên Hoàng Thiên quyết định vẫn nên chủ động một chút xem xem lúc cứu cảnh Thiều Trung có thể gặp được Đinh Quang Anh hay không đây. Sau khi ra ngoài, Hoàng Thiên để Lương An Phan ngồi trên xe của mình, để Lương An Phan chỉ đường cho anh đến nhà của cảnh Thiều Trung. Tiêu Tấn dẫn theo mười mấy đàn em của trung tâm giải trí. Nhưng cũng để lại mấy đàn em giữ nhà, mặt khác còn giữ người tạm giam Đào Văn Lâm. Bốn chiếc xe chạy trên đường cái, cách mấy trăm cây số nữa sẽ đến nhà cảnh Thiều Trung. Nhà cảnh Thiều Trung ở ngoại ô của một tỉnh thành, cách thành phố Bắc Ninh rất xa. Đám Hoàng Thiên lái xe gần 3 tiếng mới đến được đó. Lương An Phan chỉ dẫn Hoàng Thiên đi tới một tòa nhà hai lầu tách biệt. Mấy năm nay cảnh Thiều Trung làm ăn cũng không tệ cho nên ở căn nhà cũng rất khí phách. Đây cũng là một căn biệt thự cỡ nhỏ. Đến trước cửa thì Lương An Phan cảnh giác nhìn chung quanh, cẩn thận nói với Hoàng Thiên, "Anh Thiên, anh chú ý một chút, có thể tai mắt ngầm của Đường chủ Quang anh ở gần đây." Hoàng Thiên nghe thấy thì cười nhạt một tiếng, hỏi Lương An Phan, cậu giúp Cảnh Thiều Trung như thế, không sợ Đinh Quang Anh xử lý cậu sao? Lương An Phan cắn răng nói với Hoàng Thiên, anh Thiều Trung không tệ với tôi, anh ấy đã thảm như vậy, sao tôi còn tiếc cái mạng nhỏ này chứ? Ừm, Hoàng Thiên rất thưởng thức nhìn Lương An Phan nhẹ gật đầu, không nói thêm gì mà bước xuống xe trước. Lương An Phan đi theo Hoàng Thiên đến trước cổng chính mười mấy tên đàn em của tiêu tấn cũng xuống xe đi theo sau lưng Hoàng Thiên. Lương An Phan đẩy cửa chính ra, dẫn Hoàng Thiên vào nhà của cảnh thiều trung. Vừa mới vào phòng khách tầng trệt thì đã nghe tiếng nước nở rất là đau lòng của một người phụ nữ và một bé gái truyền ra ở phòng bên cạnh. Người phụ nữ và cô bé bên trong khóc rất đau xót, nghe đến khiến lòng người ta lo lắng. Đặc biệt là cô bé kia khóc rất đau lòng không ngừng gọi cha, Hoàng Thiên nghe thấy giọng của cô bé thì quả thật cõi lòng có chút tan nát. Ad hẳn cô bé này là con gái của Cảnh Thiều Trung nhỉ? Trong lòng Hoàng Thiên còn nhiều suy nghĩ nhưng vẫn dẫn mọi người tới trước cửa phòng, sau đó anh tự tay đẩy cửa ra. Vừa đẩy cửa ra, Hoàng Thiên đã bị một màn trước mắt chọc giận. Chỉ thấy Cảnh Thiều Trung đang nằm trên chiếc giường lớn, tứ chỉ của anh ta đã không thể động đậy, nằm ở đó kìm nén đến mặt đỏ bừng, trong mắt tức giận trợn tròn. Đáng giận nhất là trên bụng của Cảnh Thiều Trung lại có một chàng trai trẻ khoảng hơn 20 tuổi ngồi lên. Ở trước giường cũng còn một chàng trai trẻ hơn 20 tuổi đang đứng, trong tay kẹp thuốc lá. Thỉnh thoảng phun khói thuốc ra, nhe răng cười biến thái. Mà ở trong góc phòng lại có một người phụ nữ hơn 30 tuổi đang ôm một cô bé khoảng 7-8 tuổi. Vừa nhìn cảnh thiều trung trên giường vừa khóc rất đau lòng. Hoàng Thiên vừa nhìn thấy một màn trước mắt này đã tức giận đến nắm chặt nắm đấm. Hai thằng nhãi này ở đâu ra thế? Cảnh thiều trung đã thảm như vậy lại còn ngồi trên bụng sỉ nhục anh ta sao? Hoàng Thiên thật sự nổi lên lửa giận ngút trời, quát lên với chàng trai đang ngồi trên bụng cảnh Thiều Trung, mau cút ra. Chàng trai ngồi trên bụng cảnh Thiều Trung nhìn người đến, đầu tiên là giật mình nhưng sau đó trên mặt lập tức tỏ vẻ không hề sợ hãi. "Ôi, người đến có giọng điệu không nhỏ nha, còn dám hung ác với ông đây thế à?" Chàng trai không xuống khỏi bụng cảnh Thiều Trung, trái lại vẻ mặt chế giễu nhìn chằm chằm Hoàng Thiên nói: "Anh Thiên, thằng nhãi kia tên là Vũ Phương Kỳ." còn thằng đang hút thuốc tên là vũ phương đông là hai anh em ruột bọn họ đều là người lăn lộn với anh thiều trung như tôi lương an phan đi lên phía trước giới thiệu với hoàng thiên hoàng thiên nhìn vũ phương kỳ phách lối như vậy khiến anh tức giận không thể bay đến đánh gã ta so sánh với lương an phan thì vũ phương kỳ này thật sự là kẻ phản bội nếu đã đi theo cảnh thiều trung kiếm cơm sao có thể bỏ đá xuống giếng như vậy còn ngồi trên bụng của cảnh thiều trung cơ đấy lôi cậu ta đến đây cho tôi hoàng thiên lớn tiếng nói với tiêu tấn ở sau lưng vâng tiêu tấn đã sớm không nhìn được rồi ấn tượng của anh ta với cảnh thiều trung cũng rất tốt mắt thấy cảnh thiều trung bị người ta xỉ nhục thế này đương nhiên trong lòng anh ta cũng nổi giận chỉ thấy tiêu tấn bước lên vào tới gần vũ phương kỳ muốn bắt lấy gã ta nào ngờ tới vũ phương kỳ như đã chuẩn bị từ sớm lúc này đột nhiên rút một con dao bén nhọn ở bên hông ra chĩa vào yết hầu của cảnh thiều trung đừng tới đây không thì hãy chờ nhặt xác của Cảnh Thiều Trung đi." Vũ Phương Kỳ tỏ vẻ đắc ý cười bị ổi cảnh cáo Tiêu Tấn. Tiêu Tấn không dám làm gì nữa, đây không phải chuyện đùa giỡn, nếu làm không cẩn thận thì mạng của Cảnh Thiều Trung sẽ không còn. Hoàng Thiên cũng không nghĩ tới Vũ Phương Kỳ sẽ dùng đến chiêu này. Vì để Cảnh Thiều Trung không bị thương, Hoàng Thiên đành phải khoát tay ra hiệu với Tiêu Tấn để anh ta đừng hành động nữa. Ha ha, con mẹ nó rất hay nếu như tao không đoán sai thì mày chính là thằng nhãi hoàng thiên đấy à vũ phương kỳ cười lên ha hả chỉ hoàng thiên nói không sai tôi là ông nội thiên của cậu đây hoàng thiên cay nhiệt đáp lại nói ha 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 cũng là người sắp chết rồi mà còn rất phách lối đấy vũ phương đông đứng một bên cạnh hút thuốc hiện tại gã ta cười lên ha hả chỉ hoàng thiên lớn tiếng nói nhìn thấy hai thằng nhãi này không biết sống chết như thế thì hoàng thiên không những không giận mà còn cười anh cảm thấy hai anh em trước mặt này cũng sắp chết rồi lương an phan cảnh thiều trung đã phản bội hắc phong đường mày cũng muốn nối gót theo anh ta sao tổng đường chủ đã bổ nhiệm tao làm đường chủ chỉ nhánh rồi hiện tại tao lấy danh nghĩa đường chủ chỉ nhánh ra lệnh cho mày hãy lập tức xử lý hoàng thiên mặt vũ phương kỳ âm trầm la lớn với hoàng thiên và lương an phan lương an phan hận vũ phương kỳ muốn chết gã ta trung thành tuyệt đối với cảnh thiều trung cho nên mắt thấy cảnh thiều trung bị vũ phương kỳ đối đãi như thế gã ta hận không thể lập tức làm thịt vũ phương kỳ ngay vũ phương kỳ bình thường anh thiều trung đối với mày không tệ không nghĩ tới anh ấy vừa gặp khó khăn thì mày đã lập tức đâm dao vào anh ấy con mẹ nó lương tâm của mày bị chó ăn rồi sao lương an phan chỉ vũ phương kỳ nói lời trách móc vũ phương kỳ không phật lòng chút nào chuyện gã ta có thể lên vị trí đường chủ chi nhánh quan trọng hơn bất cứ thứ gì về phần lương tâm thứ đồ chơi kia đáng giá bao nhiêu tiền một ký đâu ha ha thằng danh con tao biết mày muốn ăn cây táo rào cây sung mà mày cho rằng mày biết đi tìm hoàng thiên còn tao không biết sao ông đây đã sớm phái người theo dõi mày rồi vũ phương kỳ cười lạnh nói với lương an phan lương an phan hết sức khiếp sợ gã ta không nghĩ tới thế mà vũ phương kỳ lại âm hiểm như thế gã ta đã sớm phái người theo dõi mình nên khó trách vũ phương kỳ đã đến nhà cảnh thiều trung chờ sẵn nhưng nơi này chỉ có hai người Vũ Phương Kỳ và Vũ Phương Đông, hai người bọn họ có thể tạo ra sóng gió gì chứ? Bọn họ có thể đối phó với anh Thiên Sao? Lương An Phan nghi ngờ trong lòng, gã ta cảm thấy quả thực Vũ Phương Kỳ và Vũ Phương Đông đang tìm cái chết. Chỉ dựa vào hai người bọn họ ở đây mà cũng dám đối phó anh Thiên à? Đây không phải là bọn ngựa đấu xe sao? Chị dâu, chị đừng khóc nữa, chờ sau khi anh Thiều Trung mất mạng, tôi sẽ đến chăm sóc chị, kha 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 vũ phương kỳ cười khà khà một cách bị ổi gã ta tham lam nhìn ngắm trên người vợ của cảnh thiều trung thêm vài lần đương nhiên vợ của cảnh thiều trung hiểu ý trong lời vũ phương kỳ nói trong lòng chị ta tức giận đến hỗn loạn cậu là đồ không bằng cầm thú lúc cậu thiếu nợ tiền đánh bạc suýt chút bị người ta đánh chết nếu không phải cảnh thiều trung cứu cậu cậu có thể sống đến bây giờ không vợ của cảnh thiều trung lớn tiếng trách móc vũ phương kỳ vũ phương kỳ nghe thấy thì cười ha hả nói con mẹ nó, đã là chuyện của bao nhiêu năm về trước rồi. Còn nhắc lại nợ cũ làm gì? Đồ khốn nạn, năm đó cảnh thiều chung tôi thật sự là mắt mù, lại cứu một người ghê tởm như cậu. Cảnh thiều chung vẫn luôn tức giận đến nói không ra lời, cuối cùng hiện tại anh ta không nhịn được nữa mà mắng chửi gã ta. Bốp! Phú Phương Kỳ đưa tay cho cảnh thiều chung một cái tát, đã phế rồi còn dám la to à? Còn tưởng mình là đường chủ chi nhánh sao? Tôi cho anh biết, Hiện tại ông đây mới là đường chủ chỉ nhánh. Anh dám câu kết làm bậy với Hoàng Thiên, con mẹ nó, anh thật là đáng đời. Cảnh Thiều trung tức giận đến mắt tối sầm lại, suýt chút đã hôn mê. Anh ta là người sĩ diện, từ bao giờ phải chịu nhục nhã thế này? Chuyện này so với giết anh ta còn làm anh ta khó chịu hơn. Nhưng bây giờ tứ chỉ của anh ta đã gãy mất, cơ thể còn bị Vũ Phương Kỳ ngồi lên, ngay cả năng lực xoay người cũng không có cảnh thiều trung đã gấp đến độ trên ót đổ đầy mồ hôi lạnh. Hoàng thiên vẫn luôn không nói chuyện, anh gắt gao nhìn chằm chằm Vũ Phương Kỳ và Vũ Phương Đông. Hai tên lòng lang dạ sói này, Hoàng thiên chỉ muốn hung hăng ngược đãi bọn hỏi Vũ Phương Kỳ dùng đao đặt lên cánh tay cảnh thiều trung. Gã ta biết Hoàng thiên sẽ không dám làm ẩu, cho nên càng không sợ hãi. Sao nào vợ của anh Thiều Trung, đề nghị vừa rồi của tôi chị đã suy nghĩ kỹ chưa? Vũ Phương Kỳ lại bắt đầu trêu chọc vợ của cảnh Thiều Trung, gã ta thật sự là đê tiện không chịu nổi. Vô sỉ, vợ của cảnh thiều trung tức giận đến toàn thân run rẩy. Ha ha, chị nói đúng, tôi vô sỉ như thế đấy. Tới đây nào, quỳ trước mặt tôi cầu xin tôi đi, có thể tôi sẽ nổi lòng từ bi mà tha cho chồng chị một mạng đấy. Vũ Phương kỳ ngoách ngón tay với vợ của cảnh thiều trung nói rất đắc ý. Vợ của cảnh thiều trung đâu chịu được sỉ nhục như vậy, chị ta tức giận đến muốn nhào lên liều mạng với Vũ Phương Kỳ khốn nạn chú không thể bắt nạt mẹ tôi bé gái khóc càng ghê gớm hơn cô bé cực kỳ đau lòng chỉ vũ phương kỳ ha ha tao rất thích bắt nạt mẹ mày đấy thì sao nào vũ phương kỳ cười nói với cô bé sau đó chỉ vợ của cảnh thiều trung nói nếu như chị không quỳ xuống cầu xin tôi thì tôi sẽ lập tức làm thịt cảnh thiều trung ngay dứt lời vũ phương kỳ dùng dao vẽ trên cổ cảnh thiều trung một đường lập tức làn da trên cổ cảnh thiều trung bị xước một miếng rồi chảy máu ra cậu đừng làm tổn thương anh ấy tôi quỳ tôi quỳ vợ của cảnh thiều trung bị ép buộc đến không còn cách nào chị ta lớn tiếng hô hào rồi sau đó quỳ gối vũ trước mặt phương kỳ không tệ không tệ bò đến đây nói chuyện với tôi dễ nghe một chút vũ phương kỳ cười hì hì vẫy tay với vợ của cảnh thiều trung đừng đừng nghe lời nó cảnh thiều trung cắn chặt hàm răng la lên với vợ mình vợ của cảnh thiều trung do dự một chút nhưng vẫn bỏ tới chị ta không thể trơ mắt nhìn cảnh thiều trung mất mạng. Cảnh thiều trung cảm thấy mình nhục nhã vô cùng. Anh ta tuyệt vọng quay đầu nhìn thoáng qua Hoàng Thiên nói, cậu Thiên, cậu hãy giúp tôi xử lý Vũ Phương Kỳ. Cậu cứ mặc kệ sống chết của tôi đi, cảnh thiều trung tôi cầu xin cậu. Hoàng Thiên đã sớm không nhìn nổi nữa. Thấy Vũ Phương Kỳ càng ngày càng quá đáng, Hoàng Thiên đã sớm cầm lấy súng ở sau lưng tiêu tấn rồi. Ha ha ha, anh hỏi xem Hoàng Thiên có lá gan kia không? để anh ta trừng trị tôi à đến cả bản thân anh ta còn khó đảm bảo ấy chứ vũ phương kỳ nói lời đầy hàm ý với cảnh thiều trung rồi lớn tiếng cười nói cảnh thiều trung cũng hiểu rõ ý trong lời nói của vũ phương kỳ anh ta biết đinh quang anh ở gần đây ông ta hẳn là đã bày ra thiên la địa võng cho hoàng thiên cậu thiên nếu cậu không giúp tôi xử lý vũ phương kỳ được vậy hãy tranh thủ thời gian dẫn người rút lui đi nơi này rất nguy hiểm cảnh thiều trung lớn tiếng la lên với hoàng thiên ầm um, vào lúc này đột nhiên vang lên một tiếng súng vang đỉnh tai nhức óc audio điện tử võ tấn bền chính là do hoàng thiên nổ súng sao anh có thể tùy ý để vũ phương kỳ đắc ý ở đây được chứ thưa dịp vũ phương kỳ đắc ý vinh váo hoàng thiên quả quyết nổ súng ui vũ phương kỳ đau đến hết thảm một tiếng cổ tay phải của gã ta đã trúng đạn làm con dao trong tay cũng rất mất tiêu tấn và mấy tên đàn em phản ứng cực nhanh sau khi tiếng súng vang lên thì bọn họ cũng xông tới vũ phương kỳ đang trong trạng thái mù mờ tiêu tấn đã xông lên kéo tóc vũ phương kỳ anh ta mau chóng kéo thằng nhãi này xuống khỏi người cảnh thiều trung bịch bịch một tiếng thân thể vũ phương kỳ bị rớt xuống đất rớt đến thần hồn điên đảo âm vũ phương đông ở bên cạnh đang định ra tay đã bị tên đầu chọc đàn em của tiêu tấn dùng một cước đá trúng bụng dưới á à. Vũ Phương Đông kêu lên đau đớn rồi gục xuống, cảm giác ba khúc ruột bị đứt mất một khúc, đau đến không đứng dậy nổi. Tiêu Tấn đã sớm không thể nhịn được nữa, sau khi quẳng Vũ Phương Kỳ xuống đất thì Tiêu Tấn không ngừng đá vào đầu và người của Vũ Phương Kỳ. Lần này Vũ Phương Kỳ đã cảm giác được mình bị Tiêu Tấn đá đến trước mắt nổi lên ánh sao, lăn lộn trên mặt đất kêu la thảm thiết. Tiêu Tấn thật sự đá vào chỗ hiểm của Vũ Phương Kỳ, đối với loại người bị ổi này thì Tiêu Tấn không chút lưu tình nào. Đấm đá điên cuồng hơn 2 phút, Tiêu Tấn mệt mỏi bất động rồi mới dừng lại. Lại nhìn Vũ Phương Kỳ đã không còn hình dáng, khuôn mặt trắng nõn của gã ta vốn rất đẹp trai lại bị đá đến màu sắc sặc sở, đầu sưng như đầu heo, trên người cũng xanh xanh tím tím. Đột nhiên xảy ra biến cố khiến cho Vũ Phương Kỳ ngu ngơ hơn 2 phút, cho tới hiện tại thằng nhãi này mới tỉnh táo lại. "Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, tôi không chịu được." Giọng nói của Vũ Phương Kỳ run rẩy cầu xin, gã ta sợ Tiêu Tấn lại đá mình trong mắt tiêu tấn cũng trợn tròn, nghỉ ngơi vài giây lại muốn ra tay tiếp. Lúc này Hoàng Thiên đi tới ngăn cản tiêu tấn lại. Cậu nghỉ ngơi trước đi, để tôi. Hoàng Thiên nói với tiêu tấn. Được rồi anh Thiên. Tiêu tấn chưa hết tức giận đứng ở một bên. Không chỉ tiêu tấn tức giận như thế, ngay cả những tên đàn em tiêu tấn dẫn tới cũng tức giận không thôi. Đi ra lan lộn quan trọng nhất là lấy chính nghĩa làm đầu. Thế mà tên Vũ Phương Kỳ này lại lấy oán trả ơn, đối đãi với cảnh thiều trung có ơn với mình như thế quả thật là cực phẩm trong đám cặn bã thậm chí những tên đàn em của tiêu tấn còn muốn đánh chết vũ phương kỳ tại chỗ nhưng hoàng thiên và tiêu tấn không lên tiếng những người này cũng không dám ra tay mà chỉ có thể đứng bên cạnh tức giận chừng mắt nhìn vũ phương kỳ vũ phương kỳ cũng biết bản thân rất thảm hại không có cảnh thiều trung làm con tin thì cái mạng nhỏ của gã ta sẽ khó giữ được thấy hoàng thiên đi tới vũ phương kỳ có dự cảm không lành gã ta nghỉ chỉ bằng tranh thủ thời gian đứng lên nói chuyện với Hoàng Thiên, anh Thiên anh Thiên, xin anh bớt giận, tôi có chuyện quan trọng cần nói cho anh biết. Quan trọng con mẹ gì? Hoàng Thiên nổi giận mắng, anh vung bàn tay thô mãnh liệt quất mạnh vào mặt Vũ Phương Kỳ. Lần này Hoàng Thiên dùng sức mạnh cả người đánh để phát tiết lửa giận trong lòng. Sao Vũ Phương Kỳ có thể chịu đựng được bị đánh thế này? Chưa đến mấy cái đã bị Hoàng Thiên tát lăn ra đất, dụng mất 4 năm cái răng trước tiên anh Thiên đừng đánh nữa, tôi thật sự có chuyện quan trọng cần nói cho. Anh, việc này liên quan đến sống chết của anh và đàn em của anh đó. Vũ Phương kia ôm đầu kêu to. Vừa rồi cảnh Thiều Trung nói nơi này rất nguy hiểm. Hoàng Thiên đã ý thức được rất có khả năng Đinh Quang Anh đã bố trí mai phục, có thể xuất hiện mọi lú. C nhưng vậy thì thế nào? Hoàng Thiên đã tới đây, trong đó có một lý là vì muốn được gặp Đinh Quang Anh. Hoàng Thiên cũng biết lời Vũ Phương Kỳ muốn nói ắt hẳn là chuyện này, cho nên Hoàng Thiên không có hứng thú gì với lời Vũ Phương Kỳ muốn nói. Hiện tại anh chỉ muốn trừng trị Vũ Phương Kỳ một cách độc ác mà thôi. "Không phải cậu rất thích tìm đường chết sao? Không phải cậu rất cứng à? Hiện tại ông đây sẽ dạy cho cậu cách làm người, để cậu hiểu cái giá sớm muộn gì cũng phải trả khi ra ngoài lăn lộn." Hoàng Thiên gầm lên, anh đá điên cuồng vào mặt Vũ Phương Kỳ. Vũ Phương Kỳ bị đá đến thảm hại tiêu tấn lại đang nhàn nhã nghỉ ngơi. Nếu đá trên mặt thì còn có thể chấp nhận, nhưng Hoàng Thiên lại dùng đầu nhọn của giày ra, thứ này đá trên mặt càng có sức mạnh lớn hơn. Không đến mấy lần thì hốc mắt và mũi của Vũ Phương Kỳ đã bị đá gãy xương. Con mắt bị đá đến sưng húp, hàm răng bị đá rụng hết không còn trừ lại cái nào. Ngay lúc này Vũ Phương Kỳ cảm nhận được sự sợ hãi thật sâu. Hoàng Thiên không để người khác đánh, mà tự mình ra tay độc á xê con mẹ nó Hoàng Thiên, lát nữa tổng đường chủ sẽ lấy mạng của anh ngay thôi. Vũ Phương Kỳ măng thầm Hoàng Thiên trong lòng, nhưng gã ta cũng không dám mắng ra mà chỉ có thể lăn lộn kêu thảm trên đất. Hoàng Thiên thật sự bị Vũ Phương Kỳ chọc tức, anh cũng vì xả cơn giận này cho người nhà cảnh Thiều Trung. Vì thế Hoàng Thiên có dự định đánh chết Vũ Phương Kỳ ngay ở đây. Không bao lâu sau thì xương sườn của Vũ Phương Kỳ bị gãy mất ba cây, trên dưới cả người gã ta không còn chỗ nào lành lặn mắt thấy vũ phương kỳ hấp hối rồi lúc này hoàng thiên mới dừng tay anh nhìn thấy vũ phương đông ngồi xổm bên cạnh lửa giận của hoàng thiên lại nổi lên tên khốn nạn này cũng không phải dạng tốt lành gì vừa rồi gã ta cũng rất đắc ý mày đang giả chết gì ở đây thế hoàng thiên sải bước đi qua anh đưa tay nắm chặt tóc vũ phương đông rồi nhấc con hàng này lên vũ phương đông bị dọa mất mật tận mắt nhìn thấy anh trai mình bị ngược đãi quá thảm hại thì gã ta chợt không muốn biến thành như thế anh thiên tôi tôi vũ phương đông lắp ba lắp bắp hỏi trông cứ như thằng ngu đứng trước mặt hoàng thiên ngay cả nói cũng không lưu loát khi nãy phách lối lắm mà không phải mồm mép ghê gớm lắm sao sao bây giờ lại bị cà lăm rồi hoàng thiên quát lên hỏi anh thiên tôi bị dọa vũ phương đông rất không có tiền đồ nói giọng nói của gã ta cũng đang phát run sao không hút thuốc nữa đi vừa rồi hút rất tự nhiên mà Hoàng Thiên nói xong thì vả hai bà tai vào mặt Vũ Phương Đông. Vũ Phương Đông bị vả đến đầu óc choáng váng, mặt gã ta đã sưng lên như một sườn núi nhỏ rồi. Có thể thấy được lực tay của Hoàng Thiên lớn bao nhiêu. Anh Thiên ở đây, tôi nào dám hút thuốc. Vậy con mẹ nó khi nấy mày không hút à? Hoàng Thiên vừa quát to vừa độc ác vả hai mươi mấy cái tát vào mặt Vũ Phương Đông. Bốp bốp, Vũ Phương Đông thật sự không trốn khỏi việc bị đánh, gã ta bị tát đến hôn mê bất tỉnh té ngã trên mặt đất. Lúc này lửa giận của Hoàng Thiên mới tiêu tan một chút. Anh đi tới trước giường của cảnh thiều trung để xem xét vết thương của anh ta. Cậu Thiên, tôi đã bị phế rồi. Tứ chỉ bị cắt đứt và vỡ nát, có thể trị khỏi là hy vọng rất xa vời. Cảnh thiều trung khổ sở nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cắn răng, đinh quang anh cũng quá độc ác. Đây không phải là khiến cảnh thiều trung sống không bằng chết sao quay về tôi sẽ để đào văn lâm xem thử cho anh ông ta rất có năng lực đấy hoàng thiên an ủi tất nhiên là cảnh thiều trung biết đào văn lâm rồi nhưng anh ta cũng không ôm hy vọng quá lớn mà chỉ lắc đầu cười khổ nói cậu thiên đào văn lâm đã chỉ khỏi mặt cho vợ câu chưa thấy cảnh thiều trung còn băn khoăn việc này thì tâm trạng của hoàng thiên càng cảm thấy khó chịu đã chữa khỏi rồi cảnh thiều trung vì anh không đối nghịch với tôi nên mới bị đinh quang anh hại thành như vậy anh yên tâm đi chuyện sau đó tôi sẽ giúp anh xử lý tốt hoàng thiên võ vai nói với cảnh thiều trung cảnh thiều trung cười khổ hổ thẹn nói với hoàng thiên cậu thiên đừng nói như vậy coi như tôi có đối nghịch với cậu thì tôi cũng không phải đối thủ của cậu đáng lẽ hôm đó cậu hoàn toàn có thể tiêu diệu tôi và cả đám đàn em của tôi rồi đừng nói những thứ này nữa tôi đến đây để đón anh và vợ con anh đến thành phố bắc ninh chúng ta mau rời khỏi nơi thị phi này đi hoàng thiên trầm giọng nói Vậy thì tốt quá rồi cậu Thiên, cả đời này Cảnh Thiều Trung tôi sẽ không quên ân đức của cậu. Cảnh Thiều Trung kích động khóc lớn, một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất hiện tại lại khóc đau lòng như thế. Hoàng Thiên cũng rất cảm khái nhưng anh không nói gì nữa, anh chỉ giơ tay lên ra hiệu với Tiêu Tấn để anh ta cho người khiêng Cảnh Thiều Trung ra. Quả thật Tiêu Tấn vẫn có cách, anh ta cho người tháo xuống một cánh cửa trong phòng rồi ra lệnh cho hai đàn em nhấc Cảnh Thiều Trung lên cánh cửa, chuẩn bị khiêng Cảnh Thiều Trung đi cậu thiên tôi thật sự rất biết ơn cậu cậu quả là ân nhân lớn của nhà chúng tôi vợ của cảnh thiều trung đi đến chỗ hoàng thiên chị ta muốn quỳ xuống trước mặt cảm ơn hoàng thiên hoàng thiên tranh thủ thời gian đỡ chị ta nói đừng nói những lời này nữa chị mau dẫn con gái đi theo tôi mau được vợ của cảnh thiều trung vội vàng gật đầu chị ta cũng không kịp thu dọn đồ đạc mà lôi kéo tay con gái đi ra khỏi nhà với đám người hoàng thiên lúc ra đến bên ngoài Hoàng Thiên đang định kêu đám người lên xe thì vào lúc này lại có một chiếc xe tải chạy tới đây, nó đã trực tiếp phá vỡ cửa lớn nhà cảnh thiều chung rồi vọt vào trong sân. Ngay sau đó, trên xe tải nhảy ra hơn 30 người, trong tay mỗi người đều cầm vũ khít cuối cùng có một ông cụ bước xuống từ xe tải, người này trông rất nhăn nheo, cánh tay còn băng vải quấn trên cổ, nét mặt ông ta hung ác đứng ở đó. Hơn 30 người vây quanh Hoàng Thiên và mười mấy tên đàn em của anh một cách kín kẽ, trên khuôn mặt lạnh lùng của Hoàng Thiên không có chút biểu cảm gì, mà anh chỉ bình thản nhìn tất cả mọi chuyện đang diễn ra. Chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể thấy ngay ông già có cánh tay đang bị băng bó kia chính là Đinh Quang Anh, đường chủ Hắc Phong Đường. Hai người là kẻ thù nên nhìn thấy nhau là thấy ngứa mắt, bây giờ lại gặp nhau, tất nhiên là Hoàng Thiên vô cùng tức giận rồi. "Hoàng Thiên, mày không ngờ tới đúng không? Rằng chúng ta có thể gặp lại nhanh như thế." Ha ha hai. Đinh Quang Anh nở nụ cười đắc ý bước dần về phía Hoàng Thiên. Mấy người đàn ông cơ bắp lực lưỡng cũng theo sát ông ta, Hoàng Thiên liếc qua mấy người đó, anh thấy họ rất quen mắt, có lẽ là anh đã thấy họ trước đó ở ngoài ô. Hoàng Thiên cười lạnh lẽo đáp trả Đinh Quang Anh, lão già chết tiệt kia, ông đúng là dai như đỉa đói, xem ra ông thực sự muốn đối nghịch với tôi. Đinh Quang Anh tức giận đến nỗi ria mép dựng thẳng lên. Hoàng Thiên gọi ông ta là lão già chết tiệt làm ông ta thật điên tiết thằng nhãi này là ai mà dám ăn nói hỗn láo như vậy với ông ta chứ? Đinh Quang Anh tức nhưng vẫn cười, ông A nghiến răng nghiến lợi nói, ha ha, tao mới là người phải khâm phục mày đấy, tự cho mình là số một sao, ai cho mày dũng khí để ngông cuồng như vậy hả? Hoàng Thiên cười lạnh nhạt, nhìn Đinh Quang Anh đầy khiêu khích, người nhà họ Hoàng ngông cuồng như vậy đấy, thế nào, ông không phục sao? Đinh Quang Anh bị Hoàng Thiên chọc cho tức điên lên, nhưng ông ta vuốt ngực tự an ủi bản thân rằng ông ta đã cho người mai phục ở xung quanh ngôi nhà để xử lý anh rồi. Thấy mình đã dụ được Hoàng Thiên vào trong, Đinh Quang Anh cảm thấy vô cùng kích động. Chỉ cần bắt sống được Hoàng Thiên là có thể báo cáo nhận thưởng ở chỗ tiêu đông mai rồi. Những năm gần đây, Đinh Quang Anh có thể có một cuộc sống sung sướng như vậy hoàn toàn nhờ vào sự chu cấp của tiêu đông mai, mà tiêu đông mai chu cấp cho hắc phong đường lớn mạnh cũng vì mục đích của bà ta. Bây giờ, hắc phong đường đã phát huy tác dụng chính thức trở thành công cụ của bà ta để đối phó với hoàng thiên đinh quang anh quát hoàng thiên hoàng thiên mày và đồng bọn của mày mau giơ tay chịu trói đi nếu không cái mạng chó của chúng mày cũng không giữ nổi đâu ông quang anh à từ khi nào mà ông làm việc lại nói rông dài như thế hả đúng lúc này bên ngoài cửa truyền đến một giọng nữ quyến rũ ngay sau đó một người phụ nữ gợi cảm có cơ thể nóng bỏng bước vào bà ta vừa bước chân vào ai đứng bên trong cũng có thể ngửi thấy một hương thơm thanh đạm trên người bà ta. Hoàng Thiên nhìn kỹ mới thấy rõ, thì ra người phụ nữ này chính là tiêu đông meo đây là điều mà Hoàng Thiên ngàn lần không ngờ tới. Anh không hề biết rằng Đinh Quang Anh lại có quen biết với tiêu đông mai. Lần trước khi rời khỏi Hà Nội, Hoàng Thiên với Vũ Thanh đi được nửa đường thì bị Đinh Quang Anh đưa theo người chặn giết, trong mấy người đó có cả Phan Hạo với Lương Thiên Vũ, nên Hoàng Thiên chỉ biết là Đinh Quang Anh có liên hệ với bọn Phan Hạo thật không ngờ đằng sau Đinh Quang Anh còn có cả tiêu đông mai nữa, điều này khiến Hoàng Thiên vô cùng bất ngờ. Bọn chúng làm loạn lâu như vậy, thì ra là đằng sau có tiêu đông mai dở trò sai khiến. Có tiêu đông mai ở phía sau là kẻ giật dây, thảo nào hắc phong đường lại giúp đỡ đào văn lâm. Hoàng Thiên thầm nghĩ như vậy. Cuối cùng anh cũng hiểu lý do tại sao Cảnh Thiều Trung mang theo người của Hắc Phong Đường đến giúp đỡ Đào Văn Lâm, thì ra là Cảnh Thiều Trung nghe lệnh của Đinh Quang Anh, mà Đinh Quang Anh nghe theo lệnh của tiêu đông meo quả thực bà già này không đơn giản, ngay cả hắc phong đường cũng nằm dưới sự chỉ đạo của bà tan hoàng thiên tặc lưỡi nghĩ, ánh mắt của anh tối sầm lại. Xem ra hồi ở Hà Nội anh đã quá nhẹ tay với tiêu đông mai rồi, để đến bây giờ lại gặp thêm rắc rối không đáng có. Hoàng thiên à, cậu không ngờ tới là chúng ta lại gặp nhau ở đây đúng không? Tiêu đông mai nở một nụ cười quyến rũ, nhưng trong mắt bà ta lại lộ ra ánh nhìn lạnh lão với hoàng thiên. Hoàng Thiên nở nụ cười lạnh lùng nhắc nhở Tiêu Đông Mai, "Tiêu Đông Mai, quả nhiên bà già rồi nên trí nhớ kém đúng không? Bà đã quên bộ dạng thảm hại của bà ở Hà Nội rồi sao?" Một người kiêu căng tự mãn như Tiêu Đông Mai làm sao có thể chịu nổi câu nói như vậy? Hoàng Thiên càng nói làm bà ta càng cảm thấy nhục nhã. Nhớ lại hồi còn ở nhà họ Hoàng, Hoàng Thiên dám làm bà ta mất hết mặt mũi, khiến bà ta phải ăn trái đắng, tức đến nổ phổi. Tiêu Đông Mai trừng mắt lên mắng Hoàng Thiên, được lắm thằng nhóc này, cậu vẫn có gan ăn nói ngông cuồng vậy sao? Vẻ mặt Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn Tiêu Đông Mai nói, "Ha ha, nói vậy thì làm sao nào? Tiêu Đông Mai, bà cho rằng tôi vẫn là Hoàng Thiên của 10 năm trước sao?" Tiêu Đông Mai ngơ người ra, tất nhiên bà a cũng hiểu rõ năng lực của Hoàng Thiên đã vượt qua quá khứ, không còn có thể đối phó dễ dàng như lúc trước nữa rồi. Từ trước đến nay Hoàng Thiên vẫn là cái gai trong mắt bà ta không diệt trừ sớm chỉ khiến bà ta lo sợ thêm. Huống chỉ bây giờ có cơ hội tốt như vậy, bà ta không thể để vuột mất cơ hội được. Tôi biết cậu rất giỏi, nhưng bây giờ cậu nhìn hoàn cảnh xung quanh mình đi, liệu cậu còn có đường thoát không? Tiêu Đông Mai chỉ vào hơn 30 người của Hắc Phong Đường, buông lời đe dọa với Hoàng Thiên. Được đấy, bà cho rằng bà mang theo đám người vô dụng đấy thì có thể làm gì được tôi sao? Hôm nay tôi sẽ cho bà hiểu rõ đạo lý ác giả ác báo là thế nào. Hoàng Thiên vừa nói, tay anh vừa sờ đến khẩu súng lục bên hông anh. Tiêu Đông Mai không chú ý tới chi tiết nhỏ này, bà ta vừa nghe thấy Hoàng Thiên nói thì đã đắc ý cười to, ha ha. Nói thật, tôi cũng rất khâm phục cậu đấy, sống mà coi trời bằng vung, không coi ai ra gì. Tôi cho cậu biết, cho dù hôm nay Tiêu Đông Mai tôi không xử lý được cậu thì cậu cũng không có khả năng quay về được Hà Nội đâu. Cậu đã đánh bầm dập bọn Phan Hạo với Lương Thiên Vũ đúng không? cậu cho rằng nhà họ phan với nhà họ lương sẽ để cho cậu sống yên ổn sao tuy rằng tiêu đông mai nói như vậy nhưng xem ra hoàng thiên không hề để tâm đến những lời nói vô nghĩa ấy từ trước đến nay hoàng thiên đã làm chuyện gì thì chưa từng hối hận phan hảo với lương thiên vũ ngang ngược tàn bạo đã quen thói bọn họ có tội thì phải gánh tội thôi hoàng thiên không bao giờ hối hận vì đã cho chúng một bài học hoàng thiên hỏi tiêu đông mai bằng tông giọng lạnh lùng nhà họ phan với nhà họ lương rất đáng sợ sao Tiêu Đông Mai, bà bớt nói xàm đi, bây giờ bà có chịu thua không, hay là để tôi phải ra tay bà mới chịu thua. Tiêu Đông Mai đã hoàn toàn bị Hoàng Thiên chọc tức rồi, bà ta không nói gì nữa, mà chỉ liếc mắt ra hiệu với Đinh Quang Anh. Đinh Quang Anh chỉ chờ Tiêu Đông Mai ra lệnh cho ông ta, thấy ánh mắt của Tiêu Đông Mai, ngay lập tức Đinh Quang Anh vung tay lên, ra hiệu cho những tên thuộc hạ đồng loạt xông lên. Hoàng Thiên không muốn để những thuộc hạ của mình phải liều mạng chiến đấu ở trận này. Chém chém giết giết như vậy sẽ có nhiều thương vong, Hoàng Thiên không đành lòng phải nhìn thấy kết cục đẫm máu như vậy. Chính vì vậy, Hoàng Thiên không hề do dự lao đến gần Đinh Quang Anh, đồng thời anh lấy súng lục bên hông ra. "Mẹ kiếp, mày cho rằng ông đây bị mất một cánh tay thì không thể chừng trị được mày sao?" Vẻ mặt Đinh Quang Anh vô cùng giận dữ, ông ta hùng hùng hổ hổ xông lên muốn đánh Hoàng Thiên. Nhưng ông già chết tiệt đó chưa kịp làm gì thì ông ta đã bị Hoàng Thiên chĩa nòng súng vào gáy. Hoàng Thiên lạnh lùng nói, nếu ông chưa muốn chết thì ngoan ngoãn nghe lời tôi đi. Nòng súng lạnh lẽo dần dần di chuyển lên Thái Dương, làm cho trái tim của Đinh Quang Anh nhảy lên nhảy xuống. Súng đạn không có mắt, chỉ cần Hoàng Thiên trượt tay một cái là ông ta có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Cho dù ông ta có nhanh thế nào cũng không thể nhanh bằng tốc độ của súng đạn được. Đỉnh Quang Anh trợn ngược mắt lên mang Hoàng Thiên, mày lén mang theo súng lục sao. Đúng là thằng hèn hại, không những Hoàng Thiên không giận mà anh còn cười, dùng nòng súng dí sát vào Thái Dương Đinh Quang Anh hơn, nói, ông mang theo nhiều thuộc hạ đến đây, lấy nhiều địch ít thì vẻ vang lắm nhỉ. Đinh Quang Anh bị Hoàng Thiên nói đến nghẹn lời, ông ta biết mình đã sơ suất rồi, không hề biết Hoàng Thiên lại giấu súng ở trên người. Nếu ông ta biết trước thì đã mang theo nhiều thuộc hạ hơn rồi, đến lúc đó tất cả bao vây Hoàng Thiên lại, Hoàng Thiên dù có súng cũng không thể làm gì. Tình thế bây giờ khiến ông ta trở thành người bị độc, lại bị Hoàng Thiên dùng súng chĩa vào đầu, ông ta phải làm sao mới ổn đây? Đinh Quang Anh càng nghĩ càng phiền muộn, đặc biệt bây giờ ở trước mặt Tiêu Đông Mai, ông ta càng cảm thấy mất mặt hơn, Tiêu Đông Mai thấy vậy chắc chắn sẽ đánh giá thấp ông ta. Đúng thật là như vậy, bây giờ Tiêu Đông Mai vô cùng điên tiết, bà ta hung hăng chừng mắt nhìn Đinh Quang Anh, bà ta cảm thấy Đinh Quang Anh thật vô dụng. Tiêu Đông Mai đứng ở cách đó không xa lên tiếng cảnh cáo Đinh Quang Anh, ông Quang Anh, nếu như ông không bắt được hoàng thiên thì đừng trách tôi không để yên cho ông đâu mồ hôi trên trán đinh quang anh không ngừng rơi xuống ông ta muốn bắt được hoàng thiên ngay lập tức mới thì có thể lập công nhận thưởng với tiêu đông mai nhưng bây giờ thực lực không cho phép ông ta làm điều đó hơn nữa nếu hoàng thiên nếu như nổ súng thì ông ta phải làm sao bây giờ đôi mắt đinh quang anh đảo qua đảo lại ông ta đau đầu nghĩ làm sao mới có thể đối phó với hoàng thiên Hoàng Thiên cũng biết Đinh Quang Anh là một lão già gian xảo, vì vậy trong lòng anh đã sớm chuẩn bị suy tính kỹ càng để đề phòng ông ta. Thấy ánh mắt Đinh Quang Anh đảo qua đảo lại, Hoàng Thiên biết lão già này muốn dở cho gì rồi, cho nên anh đá mạnh vào khuỷu chân của Đinh Quang Anh khiến ông ta khuyêu xuống. Một tiếng bịch vang lên, Đinh Quang Anh đứng quay lưng về phía Hoàng Thiên nhanh chóng phải quỳ xuống mặt đất. Hoàng Thiên lại dùng súng chĩa thẳng vào thái dương của Đinh Quang Anh, nhắc nhở ông ta, lão già chết tiệt, nếu như ông không ngoan ngoãn nghe lời tôi sẽ bắn nát sọ ông ra đấy đừng đừng mà hoàng thiên có gì chúng ta cứ từ từ nói chuyện đình quang anh hoảng hốt ông ta quỳ gối thương lượng với hoàng thiên nhìn thấy dáng vẻ đinh quang anh bây giờ đang tham sống sợ chết thực sự khiến hoàng thiên vô cùng ngứa mắt một tay vừa tóm chặt lấy cổ áo đinh quang anh hoàng thiên lạnh lùng nói vừa nãy ông hung hăng lắm cơ mà sao bây giờ lại bảo chúng ta phải từ từ nói chuyện hả giọng nói của đinh quang anh lắp ba lắp bắp ông ta trả lời một cách yếu ớt bất lực với hoàng thiên tôi ngài hoàng thiên à vừa nấy thái độ của tôi không tốt là lỗi của tôi cậu đừng để chuyện đó trong lòng bây giờ chúng ta không vội mà chúng ta thương lượng với nhau một chút đi tiêu tấn đứng ở một góc nhìn tất cả liền bu môi thấy đinh quang anh mất hết mặt mũi như vậy trong lòng tiêu tấn chỉ thấy xem thường ông ta mà thôi anh ta nghĩ thầm lão già chó má này mà là đường chủ hắc phong đường Á. can đảm thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy nhát chết, vừa thấy súng là đã cầu xin, vẫy đuôi như một con cún, thế mà cũng xứng làm đường chủ hắc phong đường. Không chỉ có tiêu tấn tỏ ra khinh thường đối với Đinh Quang Anh, bọn đàn em tiêu tấn đứng ở phía dưới cũng xem thường đỉnh Quang Anh. Đỉnh Quang Anh cũng tận mắt nhìn thấy thái độ mà thuộc hạ của Hoàng Thiên dành cho ông ta. Nhưng nếu như vậy thì sao? Đối với Đinh Quang Anh mà nói, được sống là chân lý của cuộc đời không còn sống thì có thể làm được gì nữa tất cả chỉ là phù du mà thôi đinh quang anh căng thẳng nói nhỏ với hoàng thiên với dáng vẻ khúm núm cậu thiên cậu thấy thế nào cậu cậu bỏ súng xuống trước đi được không có gì chúng ta từ từ nói cái gì cũng phải bàn bạc mới được mà tiêu đông mai đứng cách đó không xa nhìn thấy cảnh này bà ta tức giận đến nỗi muốn tìm một cái lỗ để chui xuống cho đỡ mất mặt bà ta có nằm mơ cũng không nghĩ tới đường đường là đường chủ hát phong đường nổi danh khắp cả thủ đô Hà Nội mà lại là một kẻ ham sống sợ chết như vậy. Đưa người này đến đây thật sự khiến bà A vô cùng mất mặt mà. Tiêu Đông Mai càng nghĩ càng điên máu, ban đầu bà ta còn nghĩ có thể nhờ cậy vào Đinh Quang Anh báo thù rửa hận cho bà ta, dù sao lúc ở nhà họ Hoàng ở Hà Nội, bà ta đã bị Hoàng Thiên bắn một viên đạn vào chân, tuy rằng viên đạn đã được lấy ra, nhưng bà ta chỉ có thể đi khập khiếng, không thể đi lại bình thường được nữa bà ta hận hoàng thiên đến tận xương tủy điều này không bao giờ thay đổi tiêu đông mai tức giận điên mất thôi bà ta quát đinh quang anh ầm lên ông quang anh ông chỉ được như vậy thôi sao tôi gọi ông đến để đối phó với hoàng thiên chứ không phải bảo ông cầu xin cậu ta tha mạng ở đây đinh quang anh bắt đầu thấy căng não rồi một bên là hoàng thiên dùng súng chĩa thẳng vào đầu của ông ta đe dọa ông ta có thể mất mạng bất cứ lúc nào còn bên kia tiêu đông mai còn nửa đe dọa nửa ép buộc ông ta, thực sự khiến ông ta không biết phải như thế nào cho đúng. Đình Quang Anh quay lại, bày ra vẻ mặt đau khổ nói với tiêu đông mai, bà mai à, bà không thấy Hoàng Thiên đang chĩa súng vào đầu tôi sao? Lúc này bà phải thông cảm cho hoàn cảnh bắt buộc của tôi chứ. Tiêu đông mai nghe vậy thì quát Đinh Quang Anh ngay, thông cảm sao, thông cảm cái xít. Bây giờ tôi ra lệnh cho ông phải giết chết Hoàng Thiên bằng mọi giá nếu không tôi cũng sẽ không để cho ông sống yên ổn đâu đinh quang anh cũng không dám đắc tội tiêu đông mai tiêu đông mai chính là thần tài của ông ta nếu như ông ta dám làm trái ý tiêu đông mai làm sao có thể duy trì hắc phong đường được nữa thấy đinh quang anh không nói gì cả tiêu đông mai tức giận đến nỗi chân mày cũng đứng lên bà ta ra lệnh cho các thành viên trong hắc phong đường mấy người nghe lệnh của tôi ngay lập tức giết chết hoàng thiên tôi không cần bắt sống cậu ta nữa ai giết được hoàng thiên tôi sẽ cho người đó 35 tỷ. Chuyện này, quả nhiên tiền có ma lực là to lớn, mấy thành viên trong hắc phong đường chỉ vừa nghe thấy giết Hoàng Thiên sẽ có tiền thưởng 35 tỷ thì ai cũng động lòng. Có mấy người trong đó nóng lòng muốn thử, muốn đánh lén Hoàng Thiên lúc anh không để ý đến họ. Hoàng Thiên nghe thấy Tiêu Đông Mai nói như vậy thì trong lòng anh cũng rất bực mình. Hoàng Thiên giận dữ nói với Tiêu Đông Mai, Tiêu Đông Mai, mặt của bà dày thật đấy, bà không biết tiền của bà lấy từ đâu ra à? Không phải tiền của nhà họ hoàng bọn tôi sao? Giờ bà muốn lấy tiền của cha tôi để mua mạng của tôi sao? Trên đời này còn người đàn bà nào vô liêm sỉ như bà không? Tiêu đông mai chống tay vào eo, vô cùng hả hê khiêu khích Hoàng Thiên, ha ha, tôi lấy tiền của cha cậu để thuê người giết cậu đấy, vậy thì sao? Ai bảo cha cậu cam tâm tình nguyện cho tôi tiền chứ? Bên ngoài Hoàng Thiên không nói gì nhưng trong lòng anh đã âm thầm đưa ra một quyết định. Nếu có cơ hội chắc chắn anh sẽ trừ khử Tiêu Đông Mai, không để cho bà ta được sống yên ổn. Thấy mấy người trong Hắc Phong Đường được dục dịch chuẩn bị ra tay với Hoàng Thiên, Tiêu Tấn với mười mấy thuộc hạ đều đề phòng, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Đỉnh Quang anh thấy như vậy, trong lòng ông ra lo lắng vô cùng, chỉ sợ nếu mấy thuộc hạ của ông ta xông lên thì Hoàng Thiên sẽ kéo cỏ súng cướp đi cái mạng già của ông ta mất đình quang anh quát mấy tên trong hắc phong đường mấy người lại gần đây làm gì muốn tạo phản sao bọn người trong hắc phong đường kia đang nóng lòng muốn giết hoàng thiên thì nghe thấy mệnh lệnh của đinh quang anh ngay lập tức tất cả đều lui về phía sau vài bước chứng tỏ bọn họ vẫn rất sợ tổng đường chủ là đinh quang anh tiêu đông mai thấy rõ đinh quang anh đã bị hoàng thiên khống chế hôm nay muốn diệt trừ hoàng thiên là việc không dễ dàng rồi nếu bà ta không làm ăn cẩn thận chỉ sợ Hoàng Thiên còn có thể bắt bà ta lại cũng không biết chừng. Nghĩ đến đây, Tiêu Đông Mai không dám manh động nữa, bà ta lẩm bẩm rằng trong 36 kế, chạy là cách tốt nhất. Vì vậy thừa dịp không ai chú ý bà ta lê cái chân bị thương chạy ra bên ngoài. Hoàng Thiên, bà ta chạy trốn kìa. Tiêu Tấn gấp gáp đến nỗi muốn dậm chân, anh ta vội vàng muốn đuổi theo bà ta. Hoàng Thiên quay đầu liếc mắt nhìn, Tiêu Đông Mai đã chạy vào một hẻm nhỏ ở phố đối diện rồi, Ha ha, bị tật ở chân mà tốc độ khá nhanh đấy." Hoàng Thiên nói với Tiêu Tấn, "Bà ta muốn chạy thì cứ để bà ta chạy đi. Sớm muộn gì chúng ta cũng có thể bắt bà ta lại thôi." Hơn nữa trước mắt họ đang bị mấy chục người của Hắc Phong Đường bao quanh, Tiêu Tấn với các thuộc hạ muốn lao ra đuổi theo Tiêu Đông Mai cũng hơi khó khăn. Tiêu Tấn có chút không cam lòng nhưng anh ta vẫn gật đầu, bây giờ anh ta cùng phe với Hoàng Thiên, thấy Tiêu Đông Mai vô liêm sỉ như thế thì vô cùng muốn bắt bà ta lại. Vẻ mặt Hoàng Thiên không để lộ biểu cảm gì, lạnh lùng nhìn Đinh Quang Anh hỏi, Đinh Quang Anh, ông định làm như thế nào? Trong lòng Đinh Quang Anh càng hoảng sợ hơn, ông ta âm thầm chửi mắng Tiêu Đông Mai hàng nghìn lần, đúng là đồ qua cầu rút ván, Tiêu Đông Mai thấy tình thế không ổn đã vội chạy trước, để ông ta một mình đối mặt với cái chết rồi. Hoàng Thiên, rơi vào trong tay mày, tao nhận thua, mày muốn xử lý tao thế nào cũng được. Đinh Quang Anh cũng biết Hoàng Thiên sẽ không bỏ qua cho ông ta đâu, nên ông ta ỏ ra ngoan cường đối với hoàng thiên vì muốn lấy lại một chút mặt mũi cho bản thân dù sao cái dáng vẻ nhát cáy vừa nấy của ông ta thật sự rất mất mặt vốn dĩ hoàng thiên cũng không có ý định tha cho đinh quang anh thấy lão già này lại vẫn còn muốn giả vờ không những hoàng thiên không giận mà còn cười hoàng thiên cười lạnh lẽo hỏi đỉnh quang anh ha ha mới được một lúc mà ông lật mặt nhanh vậy lại dũng cảm ghê con người của đinh quang anh đảo qua đảo lại nói với hoàng thiên rằng Ông đây vốn dũng cảm như vậy đấy. Nói đi, mày muốn làm gì tao? Tao nhắc nhở mày, nếu như mày dám đụng đến sợi tóc nào của tao, thuộc hạ của tao sẽ không tha cho mày đâu. Vừa nói, Đinh Quang Anh vừa chỉ hơn 30 người đúng xung quanh đó để đe dọa Hoàng Thiên. Hoàng Thiên ghét nhất chính là loại người như Đinh Quang Anh, không biết lượng sức mình, lúc này anh nở nụ cười lạnh lùng, ha ha, ông cho rằng thuộc hạ của tôi chỉ có mấy người này thôi sao? Đinh Quang Anh tiếp tục hù dọa Hoàng Thiên hy vọng hoàng thiên sẽ bị ông ta dọa sợ tao nói lại cho mày biết nếu mày dám động đến tao thì hôm nay cũng sẽ là ngày dỗ của mày nhưng mà đinh quang anh cũng quá ngu ngốc rồi từ trước đến nay hoàng thiên thích mềm không thích cứng nếu như đinh quang anh tiếp tục cầu xin van nài anh thì kết cục của ông ta đã khá hơn một chút rồi thật sao vậy tôi phải cẩn thận không được động đến ông rồi hoàng thiên hừ lạnh một tiếng dùng cái chuôi khẩu súng đập mạnh vào bên trên trán của đinh quang anh AI. Đinh Quang Anh bị đập đến nỗi hét ầm lên, máu tươi cũng chảy từ trên trán xuống, ông ta bị Hoàng Thiên đánh cho choáng váng đầu óc, suýt chút nữa không đứng thẳng được. Này, mấy tên thuộc hạ của Đinh Quang Anh thấy vậy đều dục dịch muốn đi lên, đặc biệt có mấy thành viên nòng cốt muốn xông lên liều mạng với Hoàng Thiên ngay lập tứ. C chúng mày chán sống rồi đúng không? Tiêu tấn phần nộ quát mấy tên thuộc hắc phong đường kia. Mấy thành viên nòng cốt không dám đi lên nữa, điều quan trọng là Đinh Quang Anh đang bị Hoàng Thiên khống chế, bọn họ sợ Hoàng Thiên có thể nổ súng bất cứ lúc nào. Đỉnh Quang Anh trợn tròn mắt lên quát Hoàng Thiên: mày có bản lĩnh thì đánh chết tao đi. Hoàng Thiên chưa từng nghe thấy loại yêu cầu nào như vậy. Ha ha, được thôi, vậy tôi sẽ cho ông xuống chầu Diêm Vương. Hoàng Thiên nở nụ cười lạnh lẽo, sau đó Đỉnh Quang Anh bị nhận vô số cú đánh, đấm nhiệt tình từ Hoàng Thiên. Đinh Quang Anh cao tuổi rồi, thân thể gầy gò ốm yếu làm sao có thể chịu được lực đánh của người trẻ tuổi như Hoàng Thiên chứ? Mới chỉ đánh được một lúc mà ông ta đã bị Hoàng Thiên đánh cho ngã sóng xoài xuống mặt đất, tay ông ta vừa chống xuống định ngồi dậy cũng bị Hoàng Thiên đạp cho. Gãy xương, đau đến nỗi đinh quang anh phải gào thét lên. Bốp! Đột nhiên, Hoàng Thiên đá một cước vào mồm đinh quang anh, đá cho ông ta gấy luôn bốn cái răng chứa. Xê đinh quang anh đau đến nỗi phải kêu lên vô cùng thảm, suýt chút nữa ông ta đã ngất đi rồi ai đau quái đinh quang anh không thể chịu nổi nữa rồi lúc này ông ta đã không còn đủ sức để nghĩ đến việc giữ mặt mũi nữa liền vội vàng xin tha với hoàng thiên đừng đánh đừng đánh nữa cậu thiên tôi phục rồi hoàng thiên cũng không có dự định dừng lại lần trước không phải là anh chưa cho đinh quang anh cơ hội nhưng lão già này lại không biết điều lần này ông ta lại dám mỏ đến lần nữa hoàng thiên làm sao có thể tha cho ông ta một cách dễ dàng được bây giờ ông mới biết xin tha mạng sao. Đã quá muộn rồi, không phải ông bảo tôi có bản lĩnh thì giết ông đi sao. Bây giờ tôi sẽ tác thành cho ông. Hoàng thiên gầm lên, lấy một thanh kiếm từ trong tay một tên thuộc hạ ra. Khi nhìn thấy vẻ mặt như đang muốn giết người của Hoàng thiên, Đinh Quang Anh thật sự cảm thấy sợ hãi. Gương mặt ông ta tối xâm lại, tim cũng suýt vọt ra khỏi lồng ngực. Đường chủ của Hắc Phong đường thì sao chứ? Ông ta vẫn sợ chết như ai? đến giây phút sống còn ông ta cũng sợ hãi hơn nữa lão già này luôn luôn tham tiền lại mê gái ông ta từng kiếm lời khá nhiều từ tiêu Đông Mai tất cả số tiền kia ông ta đều dùng để nuôi vợ bé cuộc sống của Đinh Quang Anh mới là cuộc sống sung sướng như tiên sao ông ta lại không muốn sống thêm vài năm nữa chứ cậu Thiên cậu Thiên cầu xin cậu rũ lòng thương xin cậu nhẹ tay một chút xin cậu đừng đánh tôi nữa xin cậu bất giận xin cậu bớt giận đi. Định Quang Anh liên tục khom lưng cúi đầu xin tha trước Hoàng Thiên, dáng vẻ xấu xí thê thảm của ông ta trông rất buồn cười. Khuôn mặt tất cả thành viên hắc phong đường đều đỏ bừng. Giờ phút này bọn họ đều cảm thấy mình thật mất mặt vì đi theo Đinh Quang Anh. Thật sự vô cùng sâu hổi nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Trước mặt Hoàng Thiên, Đinh Quang Anh sợ hãi rụt rè như chim cút thế này, nhưng ông ta vẫn rất có uy trước mặt họ. Họ cũng chẳng dám nói gì, Tiêu Tấn suýt bật cười thành tiếng. Anh ta cảm thấy rất khinh thường những người như thế, chẳng muốn nhìn thấy dáng vẻ sợ chết của đỉnh Quang Anh lúc này. Tôi nói này, ông có thể chừa lại chút mặt mũi không? Dáng vẻ của ông lúc này mà cũng có thể làm đường chủ của Hắc Phong Đường à? Tôi thấy ông nên từ chức nhường cho ai đó có khả năng đi. Ông không xứng với chức đường chủ. Tiêu Tấn ở bên cạnh, vừa cười nói vừa không quên châm chọc Đinh Quang Anh. Ha ha, anh Tiêu Tấn nói rất đúng, Trước giờ tôi chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như thế vừa rồi ông ta còn nói cứ để anh Thiên đánh chết mình đấy. Bây giờ thì lại câu xin như một thằng cháu trai. Tên đàn em đầu chọc của Tiêu Tấn cũng ôm bụng cười âm lên, chế nhạo Đinh Quang Anh. Đinh Quang Anh thức không thở nổi, hận không thể lập tức giết chết tên đầu chọc và Tiêu Tấn. Nhưng ông ta cũng chẳng dám trả lời. Bất kỳ lúc nào, gậy sắt trong tay Hoàng Thiên đều có thể đánh chết ông ta. Cậu Thiên, xin cậu hãy lên tiếng đi. Cậu cứ im lặng như vậy làm tôi sợ quá." Đinh Quang Anh vẫn yếu ớt cầu xin Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thật sự được mở rộng tầm mắt, trong ấn tượng của anh, dù Đinh Quang Anh chẳng phải người tốt đẹp gì nhưng không đến mức này mà. Đúng vậy, trên đời này hiếm người không sợ chết nhưng chẳng có ai mặt dày và ham sống sợ chết như Đinh Quang Anh. Tất nhiên Hoàng Thiên cũng biết rằng, có thể là Đinh Quang Anh đang cố ý làm vậy. Ông già này cũng không phải là người bình thường chắc là ông ta muốn cầu xin để tìm kiếm một con đường sống sau khi trốn thoát thì ông ta chắc chắn sẽ lén lút trả thù cho mà xem hoàng thiên nghĩ đến đây lại không còn cảm thấy mềm lòng anh cười lạnh lùng độc ác nhìn đinh quang anh lão già tôi rất bội phục gương mặt dày của ông nhưng tôi không thể tha cho ông được cậu thiên cậu đừng làm vậy cậu không thể làm vậy được đừng có ồn ào làm tốn thời gian của ông đây hoàng thiên bực bội gầm thét rồi vung gậy sắt lên và đánh đập một cách hung ác đinh quang anh ôm đầu lăn lộn trên mặt đất liên tục gào to thê thảm thật sự không nỡ nhìn đỉnh quang anh trông vô cùng thảm hại cả người ông ta từ đầu đến chân đều sưng vù chỗ xanh chỗ tím không có một nơi lành lặn cậu thiên cậu cũng đánh đập tôi như vậy rồi cậu có thể thả tôi không đinh quang anh yếu ớt nói với hoàng thiên hoàng thiên hừ lạnh một tiếng xin lỗi lần trước tôi đã cho ông một cơ hội nhưng ông không biết năm chắc bây giờ còn cầu xin cái gì nữa chứ tôi sẽ biến ông thành một kẻ tàn phế để tôi xem sau này ông có thể làm việc ác kiểu gì cái gì cậu không thể làm như vậy đâu cậu thiên cậu không thể làm thế đỉnh quang anh sợ đến mức mặt mày tái mét ông ta gào to giờ phút này ông ta mới thật sự cảm thấy sợ hãi vì ông ta biết rằng hoàng thiên cũng không chỉ hù dọa ông ta anh là một người nói được là làm được Hoàng Thiên không để ý đến Đinh Quang Anh mà chỉ nhìn cảnh Thiều Trung đang nằm cạnh cửa và vợ con anh ta đang vô cùng đau lòng. Lửa giận trong lòng Hoàng Thiên lại dâng lên. Cảnh Thiều Trung là một người đàn ông rất tốt nhưng hai tay hai chân đều bị đánh gây nát. Chuyện này đều do Đinh Quang Anh làm. Lão già này thật độc á. C ông nhìn cảnh Thiều Trung đi. Anh ta chỉ mới hơn 30 tuổi mà bây giờ chỉ có thể nằm một chỗ chờ chết. Ông bảo anh ta phải sống sao bây giờ. Ông đối xử với anh ta như vậy chỉ vì anh ta không muốn giết tôi sao? Nếu tôi không chết thì cũng không thể sống vui vẻ hạnh phúc dù chỉ là một ngày, đúng không? Hoàng Thiên chỉ chỉ vào cảnh Thiều Trung đang nằm trên đất và lớn tiếng hỏi Đinh Quang Anh. Đinh Quang Anh cũng hoảng sợ tê người. Ông ta sợ sệt, nhanh chóng toát mồ hôi lạnh. Cậu Thiên, tôi biết lỗi rồi, tôi xin lỗi cảnh Thiều Trung được không cậu? Đinh Quang Anh ôm một tia hy vọng cuối cùng, muốn cầu xin Hoàng Thiên rũ lòng thương xin lỗi thì có tác dụng gì hả? Hoàng Thiên tức giận, sau đó ném gậy sắt cho Tiêu Tấn. Cảnh Thiều Trung như thế nào thì làm Định Quang Anh biến thành như thế. Hoàng Thiên ra lệnh cho Tiêu Tấn. Vâng. Tiêu Tấn trả lời và cầm gậy vọt đến chỗ Đinh Quang Anh. A a a, đừng mai. Đinh Quang Anh kêu to thảm thiết, sau đó hét thảm một tiếng. Khi thấy Đinh Quang Anh nằm bẹp trên mặt đất như một con chó chết hoàng thiên mới lạnh lùng nói ông cứ yên tâm đi tôi sẽ đưa ông đến viện dưỡng lão để ông vượt qua quãng đời còn lại không để cho ông chết đói đâu con mẹ mày rêu đình quang anh trừng mắt ông ta tức giận sắp lên cơn sốc nhưng vẫn măng chửi hoàng thiên ha ha xem ra ông vẫn chưa rút ra bài học cho mình hoàng thiên cười lạnh anh nhận lấy gậy sắt trong tay tiêu tấn sau đó hung dữ đập vào miệng đinh quang anh một tiếng bốp vang lên đinh quang anh đã yên lặng cả cái giường cũng suýt bị đập sập. Đừng để ý đến chuyện sống chết của tao, tất cả cùng nhau tiến lên giết hết mấy người bọn chúng cho tao." Đinh Quang anh niên cuồng gào to, ra lệnh cho mấy tên đàn em của mình. Bây giờ ông ta cũng chẳng quan tâm đến chuyện mình sẽ sống hay chết, bởi vì lúc này ông ta đã sống không bằng chết. Người của Hắc Phong Đường chỉ có thể trơ mắt nhìn những việc này diễn ra. Lòng họ đều đang trần chờ, không ổn định vì ai cũng lo lắng mình sẽ giống Đinh Quang Anh, bị đánh như thế kia. Nhưng luôn có những kẻ lỗ máng, ngu ngốc, sau khi nghe thấy mệnh lệnh, một tên đàn em trung thành của Đinh Quang Anh lập tức dẫn đầu mấy người, vọt đến trước mặt Hoàng Thiên. Đoàn! Hoàng Thiên không chút do so dự, anh giơ tay bắn một phát đạn, trúng ngay vào chân ên đàn em trung thành kia. Đoàn! Bịch, tên đàn em trung thành của Hắc Phong đường té lăn ra mặt đất, chân anh ta liên tục chảy máu tất cả những người còn lại đều trở nên ngoan ngoãn rất nhiều. Mạng sống của ai cũng đều đáng quý cả, không ai muốn chết một cách vô ích. Hoàng Thiên làm thế cũng vì mục đích gây chấn động, nếu không, hơn 30 thành viên hắc phong đường sông lên cùng lúc cũng rất rắc rối. Kẻ nào không sợ chết thì cứ tới đây thử xem L. Hoàng Thiên đứng đó, lạnh lùng thách thức các thành viên hắc phong đường. Không một ai dám tiến lên, tất cả mọi người đều lựa chọn yên lặng đứng đó hoàng thiên thấy tình hình đã được khống chế lúc này anh mới cao giọng tất cả các người hãy nghe cho kỹ đây đinh quang anh xong đời rồi nếu ai trong các người còn dám làm việc ác thì đừng trách tôi gộp hai tội làm một giết các người từng câu từng chữ đều rất khí thế không gì sánh được sau khi hoàng thiên nói xong không một thành viên nào của hắc phong đường dám phản bác có thể nói bọn họ đều vô cùng sợ hoàng thiên tất cả các người mau cút đi hoàng thiên phất phất tay với đám người hắc phong đường ra hiệu bọn họ có thể cút đi. Vù vù, trong nháy mắt, hơn 30 thành viên Hắc Phong Đường chạy trốn tan tác như chim muông. Có hai người còn đỡ tên thành viên trung thành bị trúng đạn ở chân, cũng cứu lấy tên này chạy đi. Đinh Quang anh thấy tất cả đàn em đều chạy trốn lại bỏ ông ta ở đây một mình, ông ta lập tức tức giận đến mức hai mắt trợn trắng rồi ngất xỉu. Anh Thiên, anh muốn đưa lão già này đến viện dưỡng lão thật à? Tiêu Tấn dò hỏi Hoàng Thiên, tất nhiên là thật làm một thằng đàn ông phải nói được là làm được đưa đinh quang anh đến viện dưỡng lão đi tất cả chỉ phí sẽ do tôi trả hoàng thiên bình tĩnh nói tiêu tấn vội vàng gật đầu đồng ý để đàn em khiêng đinh quang anh ra xe sau đó anh a cũng lên xe hoàng thiên sắp xếp cảnh thiều trung vào xe của mình sau đó dẫn mọi người quay về thành phố bắc ninh sau khi về đến trung tâm giải trí của tiêu tấn hoàng thiên sai người đưa cảnh thiều trung vào văn phòng của tiêu tấn cảnh thiều trung đau đến mức mồ hôi lạnh cứ chảy ròng ròng nhưng có hoàng thiên ở đây nên trong lòng anh ta rất yên tâm anh thiên sao anh lại đưa tôi đến đây cảnh thiều trung nghi ngờ nhìn quanh văn phòng của tiêu tấn anh ta không biết hoàng thiên định làm gì cậu đừng hỏi nhiều tôi để đào văn lâm chữa trị giúp cậu xem sao chắc có hy vọng chữa khỏi hoàng thiên nói với cảnh thiều trung cảnh thiều trung nghe thấy lời này trong lòng cũng dâng lên một chút hy vọng không bao lâu sau đào văn lâm lo lắng không yên bước vào văn phòng của tiêu tấn đích thân tiêu tấn bảo ông ta đến đây lúc này đào văn lâm rất buồn rầu ông ta đã mất hết tự do ông ta có được trả tự do hay không còn phải dựa vào tâm trạng của hoàng thiên nếu hoàng thiên không lên tiếng thì cả đời ông ta đều phải sống trong trung tâm giải trí này ông ta và con trai đừng bao giờ nghĩ đến chuyện rời khỏi đây nữa hoàng thiên thì chưa bao giờ muốn nhốt cha con nhà họ đào ở đây đến suốt đời nhưng trước khi khuôn mặt lâm ngọc an lành hẳn chắc chắn hoàng thiên sẽ không để cho cha con nhà họ đào chạy trốn cậu thiên cậu có việc gì cần tìm tôi thế đào văn lâm vừa đến đã lo lắng sợ hãi hỏi hoàng thiên ông ta rất sợ hoàng thiên sẽ lại trừng phạt mình hoàng thiên cũng không thích dùng sức mạnh như vậy gần đây đào văn lâm không có sai lầm gì nên hoàng thiên cũng sẽ không đánh ông ta nhưng đào văn lâm cũng đâu hề biết chuyện này bây giờ hình ảnh hoàng thiên độc ác đánh đập ông ta đã trở thành bóng ma trong lòng ông ta vừa nhìn thấy hoàng thiên là hai chân ông ta run rẩy cậu thiên sao cậu không nói gì đào văn lâm lấy hết can đảm hỏi lại một câu ông ta nhìn thấy hoàng thiên cứ như chuột thấy mèo vậy hoàng thiên cũng không nén nổi cảm giác buồn cười khi thấy đào văn lâm như vậy xem ra đào văn lâm đã trở thành chim sợ cành cong nghĩ đến đó hoàng thiên đột nhiên lại có một tưởng mới đào văn lâm ông cũng to gan nhỉ hoàng thiên đột nhiên quát to phụt bịch hai chân đào văn lâm mềm nhún ông ta quỳ xuống trước mặt hoàng thiên theo bản năng cậu thiên cậu đừng đổ oan cho tôi lần này tôi thật sự không động tay động chân gì lên mặt vợ cậu tôi vẫn luôn hết lòng chữa trị cho cô ấy mà đào văn lâm vội vàng giải thích với hoàng thiên ông ta còn tưởng rằng hoàng thiên muốn đổ oan cho ông ta đây mà thấy cảnh này trong lòng Hoàng Thiên cũng yên tâm hơn. Xem ra Đào Văn Lâm cũng không dám táy máy chân tay trên mặt Lâm Ngọc An nữa. Vừa rồi Hoàng Thiên chỉ định lừa Đào Văn Lâm một chút thôi. Kết quả nhận được khiến Hoàng Thiên rất hài lòng. Nhưng Hoàng Thiên cũng không muốn bỏ qua cho Đào Văn Lâm như vậy, vẫn nên cẩn thận thêm một chút thì tốt hơn. Có động tay động chân hay không, cũng chỉ có một mình ông biết rõ. Tóm lại, nếu vợ tôi có vấn đề gì, dù chỉ là một chút xíu thì tôi sẽ lột ra ông. Hoàng thiên quát lên. Không có mày tôi thật sự không động tay động chân gì cả. Mong cậu thiên suy nghĩ lại giúp tôi. Đào văn lâm sắp khóc đến nơi, ông ta quỳ xuống hô to với Hoàng thiên. Hoàng thiên cũng không gây thêm khó khăn cho đào văn lâm, anh nói với ông ta, được rồi. Đứng lên đi, ông cũng biết cảnh thiều chung rồi đúng không? Mau chữa trị tay chân cho cảnh thiều chung. Vừa rồi, Đào Văn Lâm đặt hết sự chú ý vào Hoàng Thiên lúc này ông ta mới nhìn thấy cảnh thiều trung đang nằm trên ván gỗ gần cửa đường chủ thiều trung cậu cậu bị sao vậy đào văn lâm ngạc nhiên hỏi cảnh thiều trung cảnh thiều trung chẳng có chút ấn tượng tốt đẹp gì với đào văn lâm lúc này anh ta ngoảnh mặt làm ngơ không thèm trả lời đào văn lâm đừng hỏi những chuyện không nên hỏi nối xương tay chân cho cảnh thiều trung đi coi như ông lập công chuộc tội hoàng thiên nói với đào văn lâm đào văn lâm nghe hoàng thiên nói vậy trong lòng kích động một lúc lâu Ông ta nằm mơ cũng muốn rời khỏi đây Sao lại không muốn lập công chuộc tội chứ Vâng thưa cậu Thiên Tôi chắc chắc sẽ chữa khỏi cho cảnh thiều chung Tôi sẽ không để cậu thất vọng Đào Văn Lâm rất chắc chắn nói với Hoàng Thiên Dù con người Đào Văn Lâm không ra gì Nhưng cũng không thể chối bỏ năng lực chữa bệnh của cái tên này Bác sĩ giỏi nhất cũng không phải là danh hiệu giỏm Ông cần bất cứ thứ gì đều có thể nói với tiêu tấn Hoàng Thiên vỗ đầu Đào Văn Lâm một cái rồi bước từng bước dài đi văn phòng. Sau khi rời khỏi trung tâm giải trí của Tiêu Tấn, Hoàng Thiên lái xe về nhà. Lúc này, Trương Lan Phượng và Lâm Huỳnh Mai đều vắng nhà, chỉ có một mình Lâm Ngọc An ở nhà dưỡng bệnh. Sau khi vào nhà, Hoàng Thiên nhìn thấy Lâm Ngọc An đang cầm một chiếc gương nho nhỏ, ngắm nhìn gương mặt của mình. Gương mặt cô đã lành lặn hẳn, làn da trắng trẻo mịn màng như lúc ban đầu. Tâm trạng Lâm Ngọc An rất vui vẻ thấy hoàng thiên về nhà lâm ngọc an bước tới đón lấy anh rồi vui sướng ôm chầm lấy hoàng thiên hoàng thiên cũng ôm eo thon của lâm ngọc an anh ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô và nói ngọc an chuyện gì khiến em vui vẻ thế sao em có thể không vui chứ mặt em đã lành hẳn rồi hơn nữa đây đều là công của chồng em nữa lâm ngọc an tươi cười nói với hoàng thiên thấy lâm ngọc an vui sướng như vậy tâm trạng của hoàng thiên cũng rất vui vẻ anh dịu dàng nói với cô, "Đừng ở nhà mãi. Như vậy sẽ rất buồn chán." Anh dẫn em đi dạo một lát, nhân tiện đến xem Sơn Trang Cẩm Viên được xây dựng đến đâu rồi. Vừa nghe Hoàng Thiên muốn đi thăm Sơn Trang Cẩm Viên, Lâm Ngọc An vô cùng kích động. Cô nằm mơ cũng muốn Sơn Trang Cẩm Viên mau chóng được xây xong, sau đó buôn may bán đắt, hoàn thành mong ước của cha. "Được thôi, chúng ta đến đó xem thử một chút." Sau khi nói xong, Lâm Ngọc An thu dọn đồ đạc một lát rồi đi theo Hoàng Thiên ra ngoài. Hoàng Thiên lái xe chở cô đến chỗ thi công Sơn Trang Cầm Viên. Lúc này, Sơn Trang Cầm Viên đã bước vào giai đoạn hoàn thiện những bước cuối cùng, chắc chỉ mấy ngày nữa là công trình sẽ hoàn thành. Vì Sơn Trang được buôn bán theo mô hình bán nhà có sẵn nên hiện nay cũng chưa có ai đặt trước. Đối diện bên kia đường là công viên nước do Hoàng Thiên đầu tư xây dựng. Hiện giờ công trình đang thi công với khí thế hừng hực. Trong lòng Hoàng Thiên cũng khó kìm nén vẻ kích động. Sau khi hoàn thành công viên nước, chắc chắn nơi đây sẽ mang lại lợi nhuận rất ấn tượng. Đây cũng là lần thứ nhất Hoàng Thiên đầu tư lớn như vậy, nhưng đó chỉ là bước đầu tiên trên con đường sự nghiệp của anh mà thôi. Thấy Hoàng Thiên nhìn qua khu vực đang thi công công viên nước bên phía đối diện, Lâm Ngọc An nở một nụ cười xinh đẹp. Cô nói với Hoàng Thiên, "Chồng à, anh có đang cảm thấy biết ơn cậu Thiên ở Hà Nội giống như em không?" hoàng thiên sửng sốt một lát nhưng sau đó anh lập tức cười nói đúng vậy đúng là nên cảm ơn cậu thiên đó có thể là cha linh thiêng trên trời nên để cho một người quyền quý như cậu thiên đến đây giúp đỡ chúng ta nếu không nhờ cậu ta thì sơn trang cầm viên cũng không thể tìm đường sống giữa chỗ chết lâm ngọc an bùi ngùi nói lên cảm xúc của mình anh thật không ngờ là vợ anh cũng mê tín như vậy đấy hoàng thiên nở một nụ cười với lâm ngọc an hoàng thiên ôm lấy vai cô lâm ngọc an cũng giúp vào lòng anh cô mỉm cười ngượng ngùng biết làm sao được em cũng chẳng còn cách nào mà anh cứ suy nghĩ lại xem cậu thiên không những đầu tư vào công viên nước mà còn để cho tập đoàn quốc tế toàn cầu giúp chúng ta xây dựng sơn trang cầm viên mà chẳng cần chúng ta tốn một đồng nào ôi đến bây giờ mà cứ nghĩ đến những chuyện này em vẫn cảm thấy mình đang nằm mơ ha ha có lẽ chuyện này giống như lời mẹ em cậu thiên đã âm thầm chú ý đến em từ lâu có khi cậu ta làm những việc này vì em đấy. Hoàng Thiên cười ha ha, nói đùa với Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An lại không xem những lời này của anh như lời nói đùa. Sau khi nghe Hoàng Thiên nói vậy, lúc đầu Lâm Ngọc An hơi sửng sốt, ngay sau đó cô nói, chồng à. Sau này anh đừng nói vậy nữa. Cậu Thiên vừa có tiền vừa có quyền, thế mà em không động lòng sao? Hoàng Thiên nhìn Lâm Ngọc An và hỏi cô một cách nghiêm túc. Sắc mặt Lâm Ngọc An trở nên tối tăm, Cô nói với Hoàng Thiên, vợ anh là loại phụ nữ lẳng lơ, coi trọng đồng tiền như vậy à? Nếu cậu Thiên thật sự có mục đích không trong sáng thì em tình nguyện buông bỏ sơn trang cầm viên, không cần đến sự giúp đỡ của cậu ta nữa. Thấy Lâm Ngọc An chắc chắn như đỉnh đóng cột, trong lòng Hoàng Thiên rất vui vẻ và yên tâm. Có vẻ anh đã không yêu thương vợ một cách vô ích. Phải đi đâu mới tìm được một cô vợ như thế này chứ? Nghĩ đến đó, hoàng thiên vuốt vuốt cái mũi xinh đẹp của lâm ngọc an rồi mỉm cười nói em nói rất đúng cậu thiên thật sự có mục đích không trong sáng với em cậu ta rất yêu y mồ anh lâm ngọc an hung giữ chừng hoàng thiên cô tránh thoát vòng tay hoàng thiên nếu anh còn nói như vậy thì em sẽ nổi giận đấy làm gì có ai như anh chứ một người đàn ông khác đang nhớ thương vợ anh mà anh còn vui vẻ đến vậy lâm ngọc an vừa nói vừa chỉ vào chán hoàng thiên hoàng thiên bật cười bắt lấy ngón tay cô và dịu dàng nói với cô, được rồi. Ngọc An, anh chỉ đùa với em thôi mà, chúng ta vào trong xem một chút nhé. Vâng, Lâm Ngọc An gật đầu rồi nắm tay Hoàng Thiên, hai người cùng nhau bước vào phòng của tổ dự án Sơn Trang Cầm Viên. Lúc này Tô Lạc Yến đang làm việc tại tổ dự án. Nhìn thấy dự án sắp hoàn thành, trong lòng Tô Lạc Yến cũng rất kích động. Cuối cùng cô cũng không phụ lòng tin tưởng của Hoàng Thiên. Nhờ Hoàng Thiên nên họ mới có thể cướp được dự án này. Hoàng Thiên, anh đến rồi à?" Lâm Ngọc An vội vàng đứng dậy chào đón Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An thấy Tô Lạc Yến vừa xinh đẹp, vừa thân thiết với Hoàng Thiên như vậy, trong lòng cô cũng không nén được cảm giác kỳ lạ. Hoàng Thiên cũng không cảm thấy có gì lạ, anh và Tô Lạc Yến là bạn học cũ, hơn nữa quan hệ của hai người vẫn luôn trong sáng. Trong lòng anh chẳng làm gì trái với lương tâm, nên anh rất bình tĩnh sau khi anh trò chuyện vài câu với tô lạc yến tô lạc yến nói với hoàng thiên cha tôi đang giám sát thi công trên công trường để tôi đi gọi ông ấy về không cần đâu chúng tôi chỉ tiện đường nên đến đây xem thử một lát hoàng thiên giải thích với tô lạc yến tô lạc yến hơi gật đầu cô ta len lén nhìn trộm lâm ngọc an trong lòng cô không nén nổi cảm xúc bùi ngùi chẳng trách hoàng thiên trung thủy như vậy thì ra vợ anh rất xinh đẹp Hoàng Thiên lại trò chuyện với Tô Lạc Yến thêm một lát rồi dẫn Lâm Ngọc An rời khỏi nơi này. Hoàng Thiên cũng biết rõ là Tô Lạc Yến có ý với mình, trò chuyện với Tô Lạc Yến trong khi Lâm Ngọc An ở bên cạnh làm Hoàng Thiên cảm thấy càng trò chuyện càng lúng túng. Lâu rồi anh không đi dạo với Lâm Ngọc An như hôm nay nên Hoàng Thiên cũng không vội về nhà. Anh và Lâm Ngọc An lại cùng nhau dạo phố. Họ cùng nhau ăn tối bên ngoài, lúc này đêm đã khuya lắm rồi. Chồng à, chúng ta về nhà đi lâm ngọc an xem đồng hồ rồi nói với hoàng thiên hai người vừa định lên xe về nhà nhưng đúng lúc này trương lan phượng gọi đến mẹ à mẹ có chuyện gì thế lâm ngọc an nghe máy rồi hỏi bên đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói sợ hãi kèm theo tiếng hít thở rồn rập của trương lan phượng ngọc an con đang ở đâu vậy mẹ bị người ta đánh rồi còn có người muốn giết mẹ nữa con mau đến đây mau cứu mẹ trương lan phượng vừa khóc vừa gào vào điện thoại om sòm và thảm thiết như quỷ khóc sói chu, giống như đang bị ma đuổi. Lâm Ngọc An rất lo lắng. Cô biết Trương Lan Phượng rất to gan, nếu không gặp nguy hiểm, không còn cách nào thì bà ta sẽ không gào khóc in ỏi như vậy. Mẹ đang ở đâu thế? Mẹ đang ở đường Lý Thái Tổ, đường dành cho người đi bộ đấy, bên cạnh có một cửa hàng McDonald's. Trương Lan Phượng vội vã nói ra vị trí mình đang đứng. Mẹ, mẹ đừng nóng vội, con sẽ đến ngay lập tức lâm ngọc an an ủi trương lan phượng một câu rồi lập tức cúp điện thoại có chuyện gì vậy hoàng thiên không rõ chuyện gì đã xảy ra anh nghi ngờ hỏi lâm ngọc an lúc này lâm ngọc an thật sự dơ lo cô cũng không biết rõ tình hình của trương lan phượng mẹ nói rằng bà ấy bị người ta đánh còn có người muốn giết bà ấy lâm ngọc an lo lắng nói với hoàng thiên hoàng thiên hơi nhíu mày anh cảm thấy rất khó chịu Khó khăn lắm mới có dịp dạo chơi với vợ mà Trương Lan Phượng lại gây ra chuyện, làm cô lo lắng. Đúng là không để người khác yên tâm được. Nhưng dù sao thì Trương Lan Phượng Vân là mẹ vợ của Hoàng Thiên, anh cũng không thể nào khoanh tay đứng nhìn. "Ngọc An, em đừng nóng vội, anh và em cùng đến đó xem sao." Hoàng Thiên nắm tay Lâm Ngọc An và cố gắng an ủi cô. Lâm Ngọc An có người đáng tin ở bên, chỉ cần có Hoàng Thiên đi theo thì cô cũng yên tâm hơn nhiều. Hoàng Thiên lái xe chở Lâm Ngọc An chạy thẳng đến phố đi bộ Lý Thái Tổ. Trên phố đi bộ chỉ có hai cửa hàng McDonald nên cũng rất dễ tìm. Sau khi cất xe vào bãi đậu xe, Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An nhanh chóng chạy đến cửa hàng McDonald mà mẹ cô nói. Từ đằng xa, chưa tới nơi đã thấy một đám người vây quanh nơi đó, mọi người đều đang xem cảnh tượng náo nhiệt. Người dân Việt Nam như thế đấy, nơi nào đông người mà còn ồn ào, âm là hầu như không thiếu khán giả đứng xung quanh xem trò vui. Từ xa đã nghe thấy tiếng ồn ào, Hoàng Thiên còn loáng thoáng nghe thấy tiếng cãi lộn, nhao nhao mắng người của Trương Lan Phượng. Hình như bà ta đang tranh cãi với ai đó. Lâm Ngọc An cũng nghe thầy nên kéo tay Hoàng Thiên và chạy về phía đám đông. Bây giờ cô chỉ muốn đến đó ngay lập tức, cô rất sợ Trương Lan Phượng thật sự bị người ta giết. Sau khi đến gần đám người, Hoàng Thiên dẫn Lâm Ngọc An lách vào đám đông rồi bước vào trong. Hoàng Thiên lấy lại tinh thần nhìn sang bên đó, anh bỗng giật mình. Trương Lan Phượng đứng đó, đầu tóc bù xù, trên mặt chỗ xanh chỗ tím, mũi còn chảy máu. Rõ ràng là bà ta bị đã bị người ta đánh. Lâm Huỳnh Mai cũng đứng bên cạnh Trương Lan Phượng, tình trạng cũng cô ấy cũng không tốt đẹp hơn bao nhiêu. Mái tóc dài của cô ấy rối tung, vùng mắt tím xanh, có vẻ cô ấy cũng bị đánh khá nhiều. Đối diện Trương Lan Phượng và Lâm Huỳnh Mai là một cô gái cỡ tuổi Lâm Huỳnh Mai. Cô ta chống nạnh đứng đó, quần áo rất xinh đẹp gọn gàng. Nhưng trên mặt cô bé này đầy vẻ kiêu ngạo, khinh người, làm người xem cảm thấy rất khó chịu. Bên cạnh cô gái có một người đàn ông nước ngoài cao to. Anh ta ôm eo cô bé và chĩa ngón tay thối về phía Trương Lan Phượng và Lâm Huỳnh Mai với vẻ mặt khiêu khích. Tôi nói cho các người biết, chúng tôi sẽ không bị đòn vô ích. Hôm nay, nếu các người không cho tôi một lời giải thích hợp lý thì ai cũng đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi đây trương lan phượng giận dữ bà ta vừa chỉ vào cô gái trẻ và người đàn ông người nước ngoài vừa thét lên ô hay ha ha chúng tôi đánh một con chó già như bà thì sao nào bà muốn chúng tôi giải thích cái gì với bà bà định lừa đảo kiếm ít tiền đúng không cô gái trẻ tuổi chỉ vào trương lan phượng rồi phun một bãi nước bọt trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lùng trương lan phượng giận dữ hít thở dồn dập bà ta thật sự không nén được cơn giận đã bị đánh thế này mà còn bị người ta cười nhạo. Từ Lan Doanh, cô ăn nói cho cẩn thận. Cô mắng ai là chó giả hả? Lâm Huỳnh Mai tức giận đến nỗi khuôn mặt trắng bệch, cô ấy nói với cô gái trẻ tuổi. Cô gái trẻ tuổi tên là Từ Lan Doanh, là bạn cùng trường đại học của Lâm Huỳnh Mai. Hai người quen biết, nhưng trước giờ quan hệ giữa hai người rất xấu. Ăn nói cẩn thận cái gì? Ha ha, tôi cứ thích nói năng không cẩn thận đấy, cô làm gì được tôi? mẹ cô là chó giả cô là con chó con gâu 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 từ lan doanh trêu tức vừa cười vừa nói với lâm huỳnh mai tức chết tôi rồi lâm huỳnh mai thật sự không nhìn được nữa cô ấy đang định xông lên ra tay đánh từ lan doanh nào ngờ từ lan doanh kéo người đàn ông nước ngoài kia đến trước mặt mình cô còn muốn ăn đòn à người đàn ông nước ngoài cảnh cáo lâm huỳnh mai bằng tiếng chung chưa thành thạo của mình lâm huỳnh mai nhìn người đàn ông nước ngoài cao to cô ấy vẫn rất sợ sệt không dám ra tay đánh từ lan doanh ha ha smith thân yêu anh giỏi quá lát nữa về nhà em phải thưởng cho anh mới được từ lan doanh vui mừng tươi cười sung sướng suýt nữa là hô tay múa chân hoàng thiên bình tĩnh nhìn cảnh này trương lan phượng chịu thiệt thòi một chút cũng không sao như thế có thể tránh việc bà ta luôn ngang ngược không coi ai ra gì nhưng em vợ lâm huỳnh mai thì đáng thương thật gần đây quan hệ của lâm huỳnh mai và hoàng thiên đã tốt hơn nhiều vì vậy khi thấy lâm huỳnh mai bị người ta đánh đập đến nỗi này hoàng thiên cũng hơi đau lòng huỳnh meo rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra lúc này lâm ngọc an đi tới và hỏi lâm huỳnh mai chị chị đến rồi à anh rể có đến không lâm huỳnh mai vô cùng kích động cô ấy bắt đầu giáo giác nhìn xung quanh tìm kiếm hoàng thiên bây giờ cô ấy rất tin tưởng vào hoàng thiên cô ấy biết chỉ cần Hoàng Thiên đến đây thì chắc chắn anh sẽ ra tay giúp cô ấy. Rốt cuộc cô ấy cũng tìm thấy Hoàng Thiên trong đám đông. Lâm Huỳnh Mai tuổi thân khóc lóc, anh rể ơi, em bị người ta ăn hiếp rất thảm. Thấy Lâm Huỳnh Mai bị người ta đánh như vậy, trong lòng Hoàng Thiên cũng rất khó chịu. Quan trọng là Lâm Huỳnh Mai lại bị một người đàn ông nước ngoài đánh, điều này làm Hoàng Thiên rất tức giận. Cái tên Smith này thật không biết sống chết, nơi này là Việt Nam, anh ta lại dám ngang tàng hống hách ở việt nam đúng là chán sống rồi nghĩ đến đây sắc mặt hoàng thiên càng tối tăm hơn anh không nói một câu mà chỉ đi tới ha ha lâm huỳnh mai tôi nói này cô còn trông chờ anh rể cô làm chỗ dựa cho mình à trong trường chúng ta có ai không biết anh rể cô chỉ là một thằng ở rể một kẻ vô dụng từ lan doanh ha ha cười lạnh cười nghiêng ngã chỉ một câu đã đâm trúng chỗ đau của lâm huỳnh mai từ khi vào đại học cô ấy đã bị mọi người cười nhạo vì hoàng thiên ở rể nhà cô ấy nhưng bây giờ lâm huỳnh mai biết rằng hoàng thiên cũng không phải kẻ yếu ớt vô dụng như người ta nói ngược lại ông anh rể này rất trâu bò cô đừng có nói bậy anh rể tôi không phải đồ vô dụng nếu cô còn dám nói bậy bạ thì cẩn thận tôi xé miệng cô ra lâm huỳnh mai tức giận nhìn từ lan doanh hoàng thiên lại chẳng hề tức giận anh đã rất quen với những việc này nhưng lời nói của Lâm Huỳnh Mai làm Hoàng Thiên bật cười. Cô nhóc này cũng hùng dữ ghê, còn muốn xé miệng từ Lan Doanh nữa chứ. Từ Lan Doanh nghe Lâm Huỳnh Mai nói vậy, lại đột nhiên cười ầm lên. Ha ha, ha ha, Lâm Huỳnh meo mọi người đều biết rõ anh rể cô có phải là thằng vô dụng hay không, dăm ba câu nói của cô cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Còn nữa, sau này trong trường học, cô hãy cẩn thận cho tôi. Nếu cô không ngoan ngoãn thì coi chừng tôi gặp cô một lần là đánh cô một trận đấy. Từ Lan Doanh rất hung hăng càn quấy, cô ta dùng đôi mắt hung tận nhìn Lâm Huỳnh Mai với dáng vẻ khiêu khích. Lâm Huỳnh Mai thật sự bị chọc tức, cô ấy và Trương Lan Phượng đang đi dạo trên phố đi bộ, đúng lúc gặp Từ Lan Doanh. Vừa gặp mặt là Từ Lan Doanh đã châm chọc cô ấy, cố tình kiếm chuyện, cuối cùng lại ỉ vào bạn trai người nước ngoài nên vung tay đánh đập cô ấy và Trương Lan Phượng bây giờ hoàng thiên và lâm ngọc an đều đến rồi vậy mà từ lan doanh vẫn hống hách như vậy lâm huỳnh mai thật sự không thể chịu đựng được nữa có hoàng thiên ở đây nên lâm huỳnh mai cũng không sợ cái tên smith cao o kia bây giờ cô ấy muốn lao lên lý luận với từ lan doanh ha ha sao đây vẫn còn muốn đánh nhau à từ lan doanh nhếch mép cười nhạo lâm huỳnh mai cô nghĩ tôi sẽ bị đòn vô ích à không dễ dàng như vậy đâu bây giờ tôi sẽ để các người trả giá thật lớn. Lâm Huỳnh Mai gay gắt, cô ấy xông lên định kéo tóc từ Lan Doanh. Phá cổ, tên bạn trai Smith của từ Lan Doanh văng tục rồi đấm một đấm vào ngực Lâm Huỳnh Mai. Lâm Huỳnh Mai đau đớn, thét lên một tiếng rồi lùi lại mấy bước sau đó dập mông xuống đất. Sao anh lại đánh người hả? Lâm Ngọc An đứng rất gần Lâm Huỳnh Mai. Cô thấy vậy, rất lo lắng xông lên ngăn cản Smith, để phòng Smith lại đánh Lâm Huỳnh Mai. Cô cút ngay cho tôi. Smith dùng tiếng chung không thành thạo của mình mắng lâm ngọc an một câu sau đó giơ tay phải định cho lâm ngọc an một cái tát khi lâm ngọc an ngã xuống đất thì hoàng thiên cũng xông tới lúc này anh lại thấy Smith còn định đánh lâm ngọc an lửa giận trong anh lại phun trào dữ dội anh đang muốn giáo dục cái người nước ngoài không có mắt này mà anh ta còn dám hung hăng hơn nhỉ hoàng thiên cảm thấy rất khó chịu anh vươn tay gạt cánh tay Smith ra sau đó một nắm đấm sắt nện lên cầm Smith Am. Ôxít. Oh, Smith kêu gào một tiếng rồi dùng hai tay ôm kín cằm, khóe miệng đã chảy máu. "Ôi, ôi, ôi, trời ơi, cái thằng vô dụng này. Sao mày dám đánh người hả?" Thấy Smith bị đánh, cô ta đau lòng như cha ruột bị đánh vậy. Hoàng Thiên càng nhìn Từ Lan Doanh càng cảm thấy khó chịu, anh thấy cô ta vẫn còn dám nói như vậy thì ánh mắt anh nhìn cô a càng lạnh lùng hơn. Từ Lan Doanh đang định trách móc Hoàng Thiên vài câu. Nhưng khi cô ta nhìn thấy ánh mắt sắc bén kia của Hoàng Thiên, lập tức đã bị dọa đến nuốt lời vào bụng. "Thôi đi, thật sự là dã man." Từ Lan Doanh rất bất mãn lẩm bẩm một câu, cô ta còn trợn mắt lên với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên im lặng trong lòng, nói dã man thì chắc hẳn Từ Lan Doanh và tên người nước ngoài kia có vẻ như càng dã man hơn ấy nhỉ. Trương Lan Phượng và Lâm Huỳnh mai bị bọn họ đánh thật thê thảm. Chẳng lẽ mấy người không dã man sao? cô xem mẹ và em tôi đã bị đánh thế nào kìa. Lâm Ngọc An thật sự rất tức giận, cô lớn tiếng nói với Từ Lan Doanh. Từ Lan Doanh quan sát Lâm Ngọc An, trong lòng cô ta càng ghen ghét. Cô ta nghĩ thầm người ta đã trưởng thế nào, làm sao lớn lên lại xinh đẹp như vậy. Em gái là hoa khôi học đường còn chị gái cũng xinh đẹp hơn người. Trong lòng ghen ti cùng lúc từ Lan Doanh cũng hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Ngọc An, cô ta có cảm giác cực kỳ phản cảm với Lâm Ngọc An. Đừng tìm tôi nói những lời vô dụng kia dù sao chồng cô cũng đã đánh Smith L mấy người chờ đó cho tôi. Từ Lan Doanh nói năng bá đạo với Lâm Ngọc An, sau đó lấy ra điện thoại gọi điện thoại. Lâm Ngọc An biết hình như Từ Lan Doanh đang gọi người đến. Nhưng Lâm Ngọc An hiện tại rất có lòng tin với Hoàng Thiên, coi như Từ Lan Doanh có gọi người đến cũng không có gì lớn lao cả, Hoàng Thiên nhất định có thể giải quyết được. Lâm Huỳnh Mai cũng có cùng suy nghĩ. Có anh rể ở đây, đương nhiên cô ấy không còn sợ gì cả nhưng trương lan phượng lại khác bà a luôn xem thường hoàng thiên cho tới bây giờ bà ta cũng không thay đổi cách nhìn với hoàng thiên ngọc an tìm về chút mặt mũi là được rồi chúng ta đi nhanh đi hình như bọn họ đang gọi người đấy trương lan phượng len lén kéo quần áo lâm ngọc an nhỏ giọng nói mẹ đừng sợi bọn họ đã đánh mẹ và huỳnh mai ra nông nỗi này không thể cứ tính như vậy được lâm ngọc an cao giọng nói con mẹ nhà nó, Smith nghẹn đến mặt đỏ dần, hung hăng măng một câu. Một quyền vừa rồi của Hoàng Thiên làm anh ta bị đau không nhẹ, khiến anh ta cắn đầu lưỡi đổ máu. Còn biết mắng người đấy à? Mẹ mày không dạy mày mắng chửi người khác là không đúng sao? Hoàng Thiên lạnh lùng nói với Smith, sau đó lại có một quyền nữa đập lên cằm của Smith. À, Smith bị đau kêu ra tiếng. Anh ta có chút bị Hoàng Thiên đánh cho ngu người. Anh ta không nghĩ tới Hoàng Thiên còn dám đánh mình, từ khi về Việt Nam đến nay vẫn chưa có ai dám đánh anh ta như vậy. Đối xử của hôm nay không giống với ngày thường, bình thường anh ta luôn cảm thấy mình ngồi tiết trên cao. Vì ở trước mặt người Việt Nam anh ta luôn có cảm giác mình càng yêu Việt hơn. Nhưng hôm nay gặp phải Hoàng Thiên coi như Smith thảm rồi. Hoàng Thiên còn không hề nịnh nọt anh ta chút nào. Heo da vàng, mày nhất định phải chết. Smith hùng hổ nói với Hoàng Thiên, sau đó lộ ra tư thế đánh quyền anh để chuẩn bị tấn công Hoàng Thiên. Hoàng Thiên xem xét, Smith bày ra tư thế rất điêu luyện, át hẳn đã từng luyện tập. Hay! Smith phung một quyền lên mặt Hoàng Thiên với khí thế rất mạnh. Hoàng Thiên nghiêng mình tránh qua đã né được một quyền này, ngay sau đó chân Hoàng Thiên quét ngang hai chân nhỏ của Smith. Ui da, hai chân của Smith bị đá đau đến kêu lên một tiếng, thân thể lung lay suýt chút ngã xuống đất. Thằng chó này ỉ vào thân hình to lớn, bằng không với một cước này của Hoàng Thiên thì anh ta vốn không chịu được. Muốn chết à? Smith bị đánh liên tiếp đã tức giận đến muốn nổi điên lên, hiện giờ anh ta giống như một con trâu được muốn sử dụng sức mạnh to lớn, vội vàng đánh từng quyền từng quyền vào Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không có tâm trạng luyện quyền với anh ta, hiện tại anh đã nhắm chuẩn một cơ hội. Sau đó đột nhiên Hoàng Thiên bắt được cánh tay của Smith rồi thuận thế ném qua vai một cách xinh đẹp. Am thân thể mập mạp nặng nề của Smith bị Hoàng Thiên hung hăng ném xuống đất. Cảm giác ruột gan như thay đổi vị trí, một hồi lâu sau Smith cũng không thể lấy lại sức lực. "Đừng nhúc nhích." Hoàng Thiên thấy Smith còn muốn đứng dậy, đột nhiên chân to của anh đạp lên ngực Smith khiến cho con hàng này không thể động đậy. "Hay, thật là giỏi, quá châu bò. Nhất định phải dạy dỗ tên người nước ngoài này, anh ta quá phách lối rồi. Chạy tới Việt Nam tỏ vẻ châu bò để đánh người à?" Mau đánh chết anh ta đi. Đám người vây xem truyền đến những tiếng hô vang, bọn họ đều đang ở bên cạnh ủng hộ Hoàng Thiên. Mấy người la cái gì mà la chứ? Mụ nội nó, mấy người các người cứ trông như kẻ ngu ấy. Từ Lan Doanh ở bên cạnh cực kỳ tức giận xông vào đám người mắng chửi. Cô ta thật là ngu ngốc, không biết như thế sẽ khiến nhiều người tức giận. Bà mẹ nó, con nhỏ đê tiện kia còn dám mắng chửi à? Tìm bạn trai người nước ngoài ngu ngốc là rất hay ho sao? đúng thế đúng thế việt nam có nhiều đàn ông tốt như vậy cô ta còn tìm một tên người nước ngoài về tôi còn chờ đang ngày cô ta khóc lóc đây mấy người dân vây xem cùng nhau mắng từ lan doanh khiến từ lan doanh tức giận đến mặt mũi trắng bệch mẹ nó mau câm họng lại cho tôi tôi đã gọi người rồi cẩn thận lát nữa tôi sẽ xử lý luôn cả các người từ lan doanh mắng chửi nhau với những người dân này trong giọng nói của cô ta đầy uy hiếp hoàng thiên và lâm ngọc an liếc nhau một cái đều không biết phải nói gì với từ Lan Doanh. Miệng cô ta thật sự rất có bản lĩnh, mắng chửi nhau với nhiều người như vậy mà không bị lép vế. Lúc này trong đám người vây xem bước ra một chị mập hơn 30 tuổi. Chị mập này nặng khoảng 100 kg, quần áo trên người rất đẹp đẽ, khuôn mặt tròn vo béo núc trắng noán, trông là biết bình thường bảo dưỡng rất tốt. Chị mập chừng đôi mắt to tròn không nói hai lời vào tới gần từ Lan Doanh. Từ Lan Doanh cũng ý thức được không ổn, Cô ta đối mặt với chị Mập nặng ký này làm trong lòng cô ta có chút trột dạ. Không đợi từ Lan Doanh kịp phản ứng, chị Mập đã nằm chặt tóc của cô tai bốp 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 bốp. Chị Mập tát liên tiếp mấy cái lên mặt từ Lan Doanh để chào hỏi. Vừa đánh vừa măng, bà đây đã sớm ngứa mắt mày. Khi nãy mày còn hay lắm mà, bây giờ mày chửi một tiếng nữa cho tao nghe xem. Từ Lan Doanh bị đánh thê thảm, lực tay của chị Mập này còn lớn hơn đàn ông bình thường hiện tại chị ta tát không chút lưu tình nào khiến mặt từ lan doanh bị đánh sưng lên. Ái cô chờ đó cho tôi, nếu có gan thì cô đừng chạy, từ lan doanh hét lên lớn tiếng, vẫn không quên uy hiếp chị mập này. Mày yên tâm tao sẽ không chạy, tao còn phải đánh mày đó. Chị mập cắn răng nói ra, trên tay lại không rảnh rỗi mà tiếp tục tát từ lan doanh điên cuồng. Tình huống lại hỗn loạn lần nữa, tất cả người xung quanh đều vỗ tay bảo hay từ Lan Doanh và Smith đã sớm khiến nhiều người tức giận rồi. Hoàng Thiên thật sự là mở rộng tầm mắt, nhưng anh cũng rất cảm ơn chị Mập này bởi vì mình không thể ra tay xử lý từ Lan Doanh, đúng lúc đã có chị Mập làm thay. Khốn nạn, mẹ nó, mày thả tao ra. Smith chừng cặp mắt như hạt trâu của mình mắng Hoàng Thiên thật to, con hàng này vẫn còn không thành thật. Hoàng Thiên định dạy dỗ Smith một chút là được rồi, thật không nghĩ đến miệng của thằng nhãi này còn đê tiện như thế mày chửi tao thêm một câu xem, Hoàng Thiên tức giận nói rồi đá dữ dội vào người Smith đang nằm trên đất. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, mới vừa rồi Smith còn làm màu tỏ vẻ trâu bò, thế mà hiện tại đã bị đá thành đầu heo. Đặc biệt là hai cánh môi kia đã bị Hoàng Thiên đá đến biến thành hai cây lạp xưởng, Smith đau đến không ngừng kêu to. Lâm Huỳnh Mai ở bên cạnh nhìn thấy rất kích động, cô ấy cảm thấy đã được chút giận. Nhưng anh rể của mình đã ra tay quá sức khiến tên người nước ngoài ngu ngốc kia bị đánh quá thê thảm rồi. Trong lòng Trương Lan Phượng bình tĩnh lại, bà ta bắt đầu chừng mắt nhìn Hoàng Thiên. Vừa rồi từ Lan Doanh gọi điện thoại gọi người đến, Trương Lan Phượng đã nghe thấy nên sớm đã sợ hãi. Thấy Hoàng Thiên lại đánh Smith thành thế này, mà từ Lan Doanh cũng chịu thiệt thòi lớn như vậy. Trong lòng Trương Lan Phượng không dám chắc chắn, bà ta thật sợ một hồi nữa người từ Lan Doanh gọi tới đến nhìn thấy, vậy coi như xong đời. Huỳnh Mai, chúng ta mau đi thôi, con kéo chị con theo, chúng ta mau về nhà trương lan phượng thúc giục lâm huỳnh mai còn hung hăng nháy mắt với cô ấy lâm huỳnh mai hơi ngẩn ra nói mẹ anh rể còn chưa đi mà chúng ta hãy đợi anh ấy cùng nhau trở về đừng để ý tới cậu ta nữa con xem cậu ta đã ngu mốc thế nào kia ngay cả người ngoại quốc cũng dám đánh lát nữa không chừng còn gặp chuyện xui xẻo đấy ánh mắt trương lan phượng không tốt nhìn hoàng thiên nói với lâm huỳnh mai lâm huỳnh mai nghe lời này thì chợt yên lặng cuối cùng cô ấy cũng ý thức được mẹ mình quá đáng với hoàng thiên bao nhiêu mẹ anh rể tới là để cứu chúng ta sao mẹ có thể nói anh ấy như vậy chứ lâm huỳnh mai tức giận nói lớn tiếng với trương lan phượng trương lan phượng trừng mắt nhìn lâm huỳnh mai bà ta không nói gì nhưng sắc mặt lại rất khó coi hoàng thiên đã nghe rất rõ ràng anh thật sự không còn lời gì có thể nói với trương lan phượng nữa nhưng hoàng thiên cũng không để trong lòng bởi vì bộ dạng này của trương lan phượng cũng không phải mới chỉ ngày một ngày hai cho đến khi smith bị đá không dên nổi nữa thì hoàng thiên mới ngừng lại bên chị mập vốn không dừng được tính tình của chị ta tương đối nóng nảy hiện tại chị ta vẫn đang hung hăng tát từ lan doanh đúng lúc này có bốn chiếc xe máy đường phổ đã qua thay đổi gầm rú chạy đến đây bốn chiếc xe gắn máy này đều đã được cải tiến tạp âm tương đối lớn chạy trên đường phát ra tiếng rùm rùm mạnh đến mức gần như có thể làm người ta điếc tai. Nhưng con đường này là lối đi dành riêng cho người đi bộ, các loại xe cơ giới bị cấm tuyệt đối. Những người đi đường nhìn về phía bốn chiếc xe gắn máy, ai nấy đều nhíu chặt lông mày, cực kỳ phản cảm với hành động bất lịch sự thế này. Nhưng khi từ lan doanh nhìn thấy chúng, cô ta lại vô cùng kích động. Đồ ngu xuẩn, cô dám đánh tôi à, hôm nay tôi nhất định sẽ dạy cô cách làm người. Từ Lan Doanh vừa kêu rên đầy thảm thiết vừa mắng chị Mập. Kiếm hiệp hay. Chị Mập kia cũng không phải dạng không biết động não, chị ta nhìn lướt qua bốn chiếc xe gắn máy đang chạy đến kia, cũng đoán được đây là những kẻ từ Lan Doanh gọi đến để nhờ giúp đỡ. Nhưng chị Mập không hề cảm thấy sợ hãi, nhà chị ta vừa có tiền vừa có quyền, không sợ phiền phức đâu. Dạy tao cách làm người à, vậy để tao dạy dỗ mày trước đi. Chị Mập vừa nói vừa đánh đập từ Lan Doanh một cách thật tàn bạo. Hoàng Thiên nhìn mà thấy hơi dở khóc dở cười, thầm nghĩ, tính tình bà chị này đúng là quá nóng nảy, người Từ Lan Doanh kêu tới đã đến cả rồi mà chị ta còn chưa chịu dừng tay, đúng là một sự dũng cảm đáng khen mà. Địch bà nó, con mẹ này là ai mà dám đánh chị Lan Doanh của tao? Vào lúc này, một người thanh niên khoảng 20 tuổi với phong cách khác người xuống xe gắn máy, nghênh ngang tiến về phía bên này. Sau lưng người thanh niên này còn có năm thằng con trai đi theo tất cả đều ăn mặc như một lũ côn đồ, ra vẻ ta đây đếch sợ ai rất ngạo mạn. Chị mập trừng sáu tên thanh niên kia, nói, tao đánh nó thì có làm sao? Bọn mày thích ý kiến không? Con mẹ nó, mụ đàn bà này, các anh em, lên. Tên thanh niên có phong cách khác người kia lập tức giận dữ, ra lệnh cho bọn tay chân sông về phía chị mập. Chị mập cũng không hề trùn bước e sợ mà sắn tay áo lên, chuẩn bị xử bọn thanh niên mới ra đời này. Hoàng Thiên thấy thế thì mỉm cười lắc đầu, thầm nghĩ, chị mập này đúng là can đảm, nhưng chắc chắn chị ta không phải đối thủ của sáu tên thanh niên này đâu. Ông xã, anh mau giúp đỡ chị gái này đi, vừa rồi chị ấy cũng giúp chúng ta mà. Lâm Ngọc An vội vàng nói với Hoàng Thiên. Cho dù Lâm Ngọc An không nói thì Hoàng Thiên cũng không thể ngồi yên mặc kệ, anh khẽ gật đầu, bước chân đi tới. Tên thanh niên dị hợm kia vừa định ra tay với chị mập thì bị Hoàng Thiên ngăn cản danh con đánh nhau với đàn bà phụ nữ thì không đáng mặt đàn ông đâu có ngon thì đánh với tao đi hoàng thiên nói với vẻ vô cùng thản nhiên thằng chó này tên thanh niên kia hơi sửng sốt một chút rồi quan sát hoàng thiên từ trên xuống dưới dè chừng thật lâu không tùy tiện nhào lên đánh vì tên nhóc này vẫn rất có mắt nhìn nếu không thì đã không làm kẻ cầm đầu cho mấy tên côn đồ này rồi cậu ta đã nhận ra ở hoàng thiên có một khí thế trầm ổn vững vàng chắc chắn là anh không phải người bình thường Đối mặt với sáu lưu manh mà còn có thể bình tĩnh đến vậy, người bình thường làm gì có lòng dũng cảm đó. Mày là ai, mày quen biết con đàn bà ngu xuẩn này à?" Tên thanh niên có phong cách kỳ dị kia sờ khuyên tai của mình, liếc mắt nhìn Hoàng Thiên và hỏi. "Mày nói ai là con đàn bà không biết xấu hổ đấy?" Đồ không biết xấu hổ, chị mập như một cái lò lửa, vừa thêm củi là bùng cháy lên. Chị ta nghe vậy thì vô cùng giận dữ, xông lên cho tên thanh niên kia một bạt tai. Địch mẹ mày. Mày địch ai? Chị mập trợn chừng hai mắt, lại chào hỏi cậu ta bằng hai cái tát. Tên thanh niên kia bị đánh đến nỗi đầu óc cũng đầy sao, thầm nghĩ, tình huống này là sao đây? Sao người nào người nấy đều phách lối vậy hả? Khổng vượng tài, cậu đứng sững ra đó làm gì? Đánh cô ta lại đi chứ? Từ lan doanh vô cùng sốt ruột, đứng một bên dậm chân mà nhắc nhở cậu thanh niên có phong cách khác người tên là khổng vượng tài này. Lúc này cậu ta mới lấy lại tinh thần, bây giờ cậu ta và Từ Lan Doanh gọi nhau là chị em, nhưng trước đây, hai người họ chuyên ăn cơm thắng nhau. Giờ Từ Lan Doanh đã vớ được một người nước ngoài nhưng Khổng Vượng Tài và cô ta vẫn không chấm dứt mối quan hệ ấy, thỉnh thoảng vẫn gọi nhau ra lêu lỏng. Vì có đám lưu manh ngoài trường như bọn Khổng Vượng Tài làm chỗ dựa nên Từ Lan Doanh mới dám phách lối như vậy. Trong trường đại học thì có anh bạn trai người nước ngoài là Smith, thế là cô ta chẳng khác gì một bà Hoàng. Nghe Từ Lan Doanh nói vậy, Khổng Vượng Tài thẹn quá hóa giận, giơ tay ra muốn đánh chị Mập. Đương nhiên là Hoàng Thiên không thể trơ mắt nhìn chị Mập bị đánh, vươn tay tóm lấy cổ tay cậu ta. "Con mẹ nó, mày muốn chết à?" Khổng Vượng Tài phát điên lên, không thèm quan tâm đến việc Hoàng Thiên có phải người mà mình có thể động vào không, chửi thề một tiếng rồi rút con dao phóng lưỡi ra từ bên hông. "Các anh em, lấy đồ ra chơi nó đi." Khổng Vượng Tài quát năm tên thanh niên đang đứng sau lưng mình. Cả năm tên này đều làm côn đồ từ nhỏ đến lớn, đã quá quen với việc đánh đập người khác. Giờ phút này, tất cả bọn chúng đều móc dao ra. Hoàng Thiên thấy thế thì nhíu mày, mấy thằng con trai bây giờ đúng là giữ dẫn thật, lần nào đi ra ngoài cũng mang dao theo à. Lâm Ngọc An đứng bên cạnh đang cảm thấy vô cùng căng thẳng. Mặc dù cô biết Hoàng Thiên rất mạnh nhưng có nhiều người cầm dao như vậy, tình cảnh của Hoàng Thiên thật sự đang rất nguy hiểm đánh nhau không sợ dao nhưng sợ nhất là dao găm và dao phóng lưỡi. Hai loại dao này mà đâm vào một nhát thì kiểu gì cũng sẽ gây ra vết thương chí mạng. Trương Lan Phượng đứng xem mọi chuyện diễn ra từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, bà ta hoảng sợ đến mức sắp bay mất hồn vía. Đừng nhìn bình thường bà ta cậy già lên mặt với Hoàng Thiên thì hay lắm, đối mặt với tình cảnh này thì bà ta sợ khú đế, chân đứng còn không vững nữa là. Huỳnh Mai, Huỳnh Mai, nhanh đỡ chị con đi, chúng ta trốn thôi. Trương Lan Phượng thúc giục Lâm Huỳnh Mai. Lâm Huỳnh Mai lớn tiếng nói, mẹ sợ thì về trước đi, con và chị ở lại với anh rể. Trương Lan Phượng bực tức dậm chân nhưng cũng không thể làm gì hơn ngoài ở lại, vì bà ta lo lắng hai cô con gái của mình sẽ bị vạ lây. Chị Mập thấy bọn chúng đều rút dao ra thì luống cuống, vội vã nói với Hoàng Thiên, người anh em, chạy mau. Vừa dứt lời thì chị Mập vội vàng bỏ trốn, nhưng từ Lan Doanh lại xông lên ôm lấy eo của chị Mập, sợ chị ta chạy đi. Cùng lúc đó, khổng vượng tài dẫn năm tên đàn em bao vây Hoàng Thiên trong thế rình dập như hổ dữ, muốn đâm chết Hoàng Thiên. Đối mặt với đám thanh niên học đòi làm lưu manh này, Hoàng Thiên cũng không dám khinh thường. Dù sao dao cũng không có mắt, đám oát con này sao không dám ra tay. Nhớ đâu bị rạch một nhát thì cũng khá là phê. Nghĩ đến đây, Hoàng Thiên không dám chủ quan, cẩn thận trông chừng đám thanh niên này. Khổng vượng tài lấy dao chĩa vào hoàng thiên rất phách lối mà quát, mẹ mày, mày quỳ xuống cho tao. Một tên côn đồ nhuộm tóc xanh lớn tiếng nói với hoàng thiên, quỳ xuống. Mẹ mày chưa chịu quỳ nữa à, đâm mày mười mấy lỗ bây giờ. Ha ha, tên nào cũng phách lối gây nhỉ. Hoàng thiên nhếch mép cười, tay mò xuống bên hông. Mẹ nó, thằng chó mày chỉ có một mình mà còn dám sắc láo à. Xem ông mày có đâm chết mày không. Khổng vượng tài chửi đồng lên, là người đầu tiên cầm dao chạy tới. Năm tên đàn em của cậu ta đồng loạt bao vây Hoàng Thiên với ý đồ đâm anh mấy nhát. Trong tình huống khẩn cấp thế này, Hoàng Thiên cũng không dám lơ là, nhanh chóng rút súng lục ra từ bên hông. Hoàng Thiên đặt súng lên trán khổng vượng tài, lớn tiếng quát, không được nhúc nhích. Động đậy là bắn bể đầu mày đấy. Bị họng súng lạnh buốt chĩa vào chán, khổng vượng tài lập tức đứng lại, không dám ho he chút nào. Thứ này không phải đồ chơi của con nít, chỉ cần Hoàng Thiên động ngón tay một cái là có thể tiến cậu ta về chầu Tây Thiên rồi. Cầm súng giả hù dọa ai đây? Có ngon thì mày nổ súng cho tao xem. Trong mắt tam giác của khổng vượng tài đảo một vòng, cậu ta giữ dần đe dọa Hoàng Thiên. Mặc dù ngoài miệng thì nói những lời uy hiếp người khác nhưng thân thể khổng vượng tài lại rất thành thật, động một cái cũng không dám. Hoàng Thiên quát khổng vượng tài, vứt dao sang chỗ khác. Hai mắt cậu ta trợn tròn, cậu ta cũng đang rất xoắn suýt, nếu như thứ mà hoàng thiên đang cầm thật sự là súng giả thì cậu ta sẽ bị chơi sỏi nhưng khổng vượng tài lại không dám mạo hiểm như vậy biết đâu là thật thì sao em trai à cậu đừng bị anh ta hù dọa chắc chắn anh ta chỉ có súng giả thôi anh ta chỉ là một đứa ở rể bỏ đi lấy súng thật ở đâu ra từ lan doanh hô hào với khổng vượng tài không sai không thể nào là súng thật được tên Swift kia cũng lọ mọ bò dậy lắc cái đầu bị đá sưng vù đứng bên cạnh từ lan doanh mà nói hùa theo. Khổng vượng tài giận giữ nói chết mẹ mày rồi, dâm lấy súng giả ra hù ông à. Rồi vung dao lên định đâm anh. Cả năm tay côn đồ đều đồng loạt xông lên, Hoàng Thiên bị bao vây không còn một kẽ hở nào. Dù thực lực của Hoàng Thiên có mạnh thế nào đi chăng nữa thì cũng không muốn đối đầu trực diện với đám côn đồ cầm dao này. Sẽ rất nguy hiểm nếu đâm đầu liều mạng với lũ điên bọn chúng thế nên Hoàng Thiên không nói hai lời mà bắn một phát súng về phía bầu trời. Đoàn, một tiếng súng vang lên. Khổng vượng tài và bọn đàn em côn đồ đều ngây ngẩn cả người, mắt trợn trừng lớn như trâu mà ngơ ngác nhìn Hoàng Thiên. Súng thật kìa, giờ thì khổng vượng tài và bọn đàn em đều ngoan ngoãn đứng im, không ai còn dám làm gì Hoàng Thiên. Từ lan doanh thì há to miệng, không dám nháo nhào lên nữa mà đứng im một cục. Bạn trai Smith của cô ta cũng thẫn thờ nhìn Hoàng Thiên, nghĩ kiểu gì cũng không ngờ tới Hoàng Thiên lại có súng thật. Ngay cả Lâm Ngọc An cũng phải ngoại lệ, cũng cảm thấy bàng hoàng không thôi. Cô biết Hoàng Thiên vốn rất trâu bò, nhưng ai mà tin Hoàng Thiên lại có súng thật được chứ những người đang vây xem cũng đều vô cùng ngoài ý muốn. Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu họ chính là chắc chắn công việc của Hoàng Thiên là đặc công hay gì đó tương tự, do tan làm rồi nên mới mặc thường phục thôi. Sau một lúc sừng sốt, từ Lan Doanh lấy lại tinh thần, vừa gào lên vừa lấy điện thoại ra, không được, không được, tôi phải báo cảnh sát tên này giữ súng bất hợp pháp. Thấy từ Lan Doanh lấy điện thoại di động ra để báo cảnh sát, cậu thanh niên có phong cách khác người tên khổng vượng tài kia lập tức mất bình tĩnh. Cậu ta đã làm ra chuyện rối loạn kỳ cương, vi phạm pháp luật không biết bao nhiêu lần, mới hai ngày trước còn đâm chân người khác, cảnh sát còn đang truy lùng cậu A nữa. Nếu từ Lan Doanh là người báo cảnh sát thì chẳng phải khổng vượng tài tự chui đầu vào lưới rồi sao? Chị Lan Doanh, chị đừng báo cảnh sát. Khổng Vượng Tài bật thốt, vội vàng cản Từ Lan Doanh lại. Nghe vậy, cô ta sững sờ, nói với cậu ta, sao vậy? Vì sao không báo cảnh sát? Trong tay tên này có súng, vừa hay báo cảnh bắt anh ta luôn cho rồi. Không không không, bọn em làm xã hội đen có một quy định là gặp chuyện gì cũng không được xin sự giúp đỡ từ cảnh sát. Khổng vượng tài bày ra bộ dáng giảng đạo lại những quy định mà người trong giới phải tuân thủ để che giấu sự trột giả của mình, giả vờ rất ra hình ra dáng. Từ Lan Doanh cũng chỉ đành thôi, nhưng cô ta lại nhìn Hoàng Thiên, căm tức đến nỗi ngứa hết cả hàm răng. Bạn trai Smith bị Hoàng Thiên dạy dỗ làm cô ta đau lòng muốn chết. Vậy bọn này còn chưa chịu cút đi à? Hoàng Thiên nhìn khổng vượng tài và năm tên thanh niên kia, nghiêm mặt nói. Khổng vương tài cắn răng thật chặt, bây giờ cậu ta thật sự chẳng khác gì một con rùa đang bị nhốt trong lò, ấm ức tức giận mà không làm gì được. cậu ta vốn định thể hiện một chút trước mặt Từ Lan Doanh nhưng không ngờ vừa tới đây đã bị Hoàng Thiên cho một đòn phủ đầu. nếu cứng đối cứng với Hoàng Thiên thì chắc chắn là không thể nào, bởi vì trong tay Hoàng Thiên có súng, thứ này quá lợi hại. khổng vượng tài đảo mắt mấy vòng, cậu ta biết dù cơ ở lại đây thì cũng không chiếm được quả ngon để ăn, làm không cẩn thận thì càng bị mất mặt hơn. Mẹ mày hãy đợi đấy. DDE dọa một câu xong, khổng vượng tài phất tay ra hiệu đám đàn em rút lui. Ngay từ đầu Hoàng Thiên đã không có ý định đôi co với khổng vượng tài. vốn dĩ anh cũng không hề xem một tên lưu manh như vào mắt, nhưng đằng này cậu ta lại tự đưa mình vào chỗ chết, dám nói tục với Hoàng Thiên, sao Hoàng Thiên có thể bỏ qua cho cậu ta? Đứng lại, Hoàng Thiên quát. Khổng vượng tài nghe thấy tiếng quát mà người cũng hơi run rẩy. Vì tiếng quát ấy của Hoàng Thiên tràn đầy khí thế, cậu ta không thể không khẩn trương. Quay đầu nhìn Hoàng Thiên bằng đôi mắt như tam giác, Khổng Vượng Tài vẫn ngoan cố cậy mạnh, nói: "Mày còn việc gì nữa không?" Hoàng Thiên lạnh lùng nói với Khổng Vượng Tài: "Mày mới nói cái gì đấy? Có ngon thì nói lại lần nữa đi." Trong lòng cậu ta chột dạ nhưng lại không muốn tỏ ra lép vế, vẫn giữ vẻ nghênh ngang, "Tao nói mẹ mày, hãy đợi đấy." Chát. Hoàng Thiên xông lên tát thẳng vào miệng Khổng Vượng Tài. Mày, chát chát, mày cái gì mà mày, mày không biết nói tiếng người thì tao sẽ dạy cho mày biết làm thế nào để nói tiếng người. Hoàng Thiên tiếp tục thưởng cho cậu ta hai cái bà tai rồi lớn tiếng quát. Khổng Vượng Tài bị đánh đau đến mọi sự vinh váo đều bay biến, cậu ta không dám đánh trả lại vì sợ Hoàng Thiên cho mình ăn một quả đạn. Được lắm, mày dám đối xử với tao như vậy à, mày chờ đấy. Khổng Vượng Tài không biết nói gì hơn, tiếp tục giả vờ ra vẻ hung ác nhưng cũng không dám nói tục nữa. Xong, những người đang có mặt ở đây đều thấy được cậu ta đang miệng nói thì mạnh như bên trong thì đã sợ đến mức muốn chạy mất dép, ai nấy đều khít mũi coi thường cậu ta. Ha ha, không mạnh miệng lên mặt nữa à, thằng nhóc này đúng là muốn ăn đòn. Đúng vậy, anh xem cái kiểu cậu ta ăn mặc kìa, cho mình là ông chủ của trung tâm mua sắm khải hoàn đấy à? Ha ha tôi cũng thấy thế ăn mặc kiểu này là muốn ăn đòn rồi chứ gì nữa những người trẻ tuổi đang đứng xem đều lũ lượt lên tiếng mỉa mai phun máu cho sối đầy đầu khổng vượng tài nếu là bình thường thì cậu ta đã dẫn bọn đàn em xông lên đánh người rồi nhưng giờ thì không được vì khổng vượng tài rất e ngại hoàng thiên cậu ta chừng hoàng thiên một cái mở miệng quát tao có thể đi được chưa hoàng thiên vô cùng cạn lời thầm nghĩ khổng vượng tài này không làm màu thì chết à tao đã định tha cho mày một mạng rồi mà mày còn sức láo kiểu đó là sao? Con mẹ mày, nói chuyện dễ nghe chút không được à? Có phải là do bình thường phách lối quen rồi không? Ai làm mày nhiễm cái tật đó đấy? Hoàng thiên kéo mái tóc dài của cậu ta, vừa đánh vào mặt thằng nhóc này vừa quát. Khổng vượng tài đau đến nỗi kêu gào đầy thảm thiết. Cuối cùng cậu ta đã biết hối hận. Nếu biết trước mọi chuyện sẽ ra nông nỗi này thì cậu ta đã lặng lẽ chuồn đi rồi. Sĩ diện cũng không bị mất, thật là tốt biết bao. Giờ thì không những mất hết mặt mũi mà còn bị đánh cho trận nữa, mất mặt không biết để đâu cho hết. Trong lòng khổng vượng tài hối hận không thôi, nhưng mọi chuyện đã trễ rồi, cậu ta không thể ngược dòng về quá khứ để cứu vấn nữa. Hoàng Thiên đánh cậu ta một hơi hết 30 cú đấm rồi mới thả tóc cậu ta ra. Suy nghĩ cho kỹ nên nói thế nào đi. Hoàng Thiên quát, khổng vượng tài đã no đòn, cậu ta lau máu mũi rồi run rẩy nói với Hoàng Thiên, đại ca, sau này em nhất định sẽ cư xử lịch sự phải phép hơn. Nếu không còn chuyện gì nữa thì em xin phép đi trước. Nhìn thấy Khổng Vượng Tài biến thành một con người ngoan ngoãn như vậy, Hoàng Thiên cũng có chút dở khóc dở cười. Xem ra câu nói nhân chỉ sơ tính bản tiện không hề sai, không dần cho cậu ta một trận thì đừng hòng cậu ta biết làm người. Tất cả cút đi, Hoàng Thiên phất tay với đám côn đồ Khổng Vượng Tài cậu ta như được ban thánh chỉ đặc xá mà nhanh chóng dẫn lũ đàn em leo lên xe máy mà chạy đi thấy đám lưu manh khổng vượng tài bị hoàng thiên trị mà không dám đánh lại phải xám xịt chạy đi những người đang vây xem đều vỗ tay khen hay bởi bọn họ đều căm thù lũ lưu manh này đến tận xương tủy đám khổng vượng tài đi rồi trong lòng từ lan doanh cũng trống rỗng luống cuống không biết nên trông cậy vào ai sở dĩ vừa rồi cô ta dám phách lối kêu gào ầm là vì có khổng vượng tài chống lưng nhưng bây giờ khổng vượng tài bị Hoàng Thiên đánh cho thành chó, từ lan doanh thật sự ngu người. Người nước ngoài tên Smith kia co cụp ở một bên mà trốn, nhìn tròng chọc vào Hoàng Thiên với vẻ không phục, không cam tâm. Anh ta đang cảm thấy rất uất nghẹn, sắp chết đến nơi rồi. Phải biết rằng, trong trường học Smith rất hay được đám con gái theo đuổi xung xoe, ai bảo anh ta là người nước ngoài chứ. Nữ sinh bây giờ rất chuộng kiểu này, luôn cảm thấy có một người bạn trai ngoại quốc là một chuyện rất nở mày nở mặt không chỉ trong trường học ngay cả khi ở ngoài trường thì smith cũng luôn cho là mình hơn người hơn nữa cho tới bây giờ cũng không một ai dám tìm đến anh ta để kiếm chuyện nhưng hôm nay lại không còn như vậy nữa anh ta bị gặp hoàng thiên bị hoàng thiên dần cho một trận không còn mặt mũi nào thế nên smith hận hoàng thiên thấu xương con hàng này còn chưa chịu phục đang chuẩn bị đấu đơn với hoàng thiên để lấy lại thể diện thì chợt bị từ lan doanh kéo lại anh yêu chúng ta đi thôi từ Lan Doanh nói với vẻ vô cùng tức giận, muốn kéo anh ta đi để cùng nhau chạy trốn. Thực tế thì Từ Lan Doanh cũng biết mình ở đây cũng chẳng làm được gì nên lúc này mới muốn kéo Smith đi. Nhưng Smith thì không cam tâm, anh ta cảm thấy nếu cứ thế mà đi thì quá mất mặt, người khác sẽ cười chê anh ta mất. Đặc biệt là khi đang đứng đây với Từ Lan Doanh, anh ta càng không thể nhận thua. Nghĩ vậy, Smith bèn chỉ thẳng tay lên trời, máu nóng lên não mà nói, không. Anh muốn quyết đấu với nó. Từ Lan Doanh có chút sửng sốt, cô ta không còn đặt lòng tin vào Smith như trước nữa, vì ngay vừa rồi, Smith đã bị Hoàng Thiên đánh rất thảm, anh ta hoàn toàn không phải là đối thủ của Hoàng Thiên. Lâm Ngọc An thấy thế thì lập tức tức giận đến mức thở phì phò. Cô phát hiện cái gã nước ngoài này đúng là phách lối, ra tay đánh người khác trước đã đành, đằng này bị tẩn cho một trận nhớ đời mà còn không phục. Thật sự là chẳng ra gì. Lâm Ngọc An cắn môi một cái, nói với Hoàng Thiên, Ông xã, anh cẩn thận một chút." Hoàng Thiên hơi ngoài ý muốn, vì bình thường nếu gặp phải mấy chuyện như thế này, chắc chắn bà xã sẽ khuyên anh đừng cậy mạnh háo thắng. Nhưng rất rõ ràng là vừa rồi Lâm Ngọc An nói thế với hàm ý ủng hộ anh ra tay. Cũng không thể trách Lâm Ngọc An nói như vậy, mẹ và em gái cô đều bị cái tên Smith và Từ Lan doanh này đánh, bây giờ Smith còn phách lối như thế, nếu ai là cô thì cũng sẽ tức giận thôi. Con heo da vàng kia vừa rồi mày đánh tao sướng tay lắm chứ gì, bây giờ tao sẽ cho mày biết tay. Smith cứng nhắc nói, xông lên đánh Hoàng Thiên bằng một bộ quyền tổ hợp. Con hàng này hết đấm thẳng đến đấm móc trông rất bài bản, có vẻ rất chuyên nghiệp. Nhưng trong mắt Hoàng Thiên, Smith chỉ là một nửa tay quyền anh, thực lực này còn kém xa lắm. Bốp! Sau khi Hoàng Thiên né tránh hai quyền của Smith thì đột nhiên phi ra một cước, đá vào bụng Smith. Ái Smith làm gì chịu nổi cú đá siêu mạnh này của Hoàng Thiên, anh ta cảm giác phía bụng dưới đau đớn đến mức anh ta phải lùi lại mấy bước ra sau, che bụng ngồi xổm xuống. Hoàng Thiên cũng không muốn cho con hàng này cơ hội lấy lại sức, đuổi theo đá mạnh một cước vào đầu con hàng này. AI Smith kêu lên một tiếng đầy đau đớn, không giữ được trọng tâm, cơ thể đô con ngã xuống đất cái, dầm. Hoàng Thiên không muốn nương tay với cái gã đã ăn đòn mà vẫn chưa chừa này, đá mấy cước liên quan về phía Smith đang nằm dưới đất. Smith ôm đầu lăn qua lăn lại dưới đất, dáng vẻ chật vật ấy trông chẳng khác gì một con chó. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, cái tên khốn nạn dã man này, từ lan doanh thức giận đến mức chửi mắng Hoàng Thiên, cô ta xông lên túm lấy cánh tay Hoàng Thiên với ý đồ muốn ngăn cản Hoàng Thiên đánh Smith. Hoàng Thiên đang đánh anh ta rất hả hê, bị từ lan doanh quấy dày nên có chút bực bội, vung tay tát vào mặt từ lan doanh. Chát, tiếng bà tai vang lên rất rõ, từ lan doanh bị đánh mà sững người ra. Anh, anh đánh cả phụ nữ ư từ lan doanh trợn mắt há hốc mồm đứng bên cạnh hoàng thiên không thể tin được đây là sự thật mày có đáng mặt đàn ông không vậy đến cả phụ nữ mà cũng đánh tao thật sự con mẹ nó khinh bỉ mày từ lan doanh vừa khóc gào vừa xông về phía hoàng thiên hoàng thiên thật sự cảm thấy rất nực cười phụ nữ thì sao là phụ nữ thì có thể làm loạn à ai cho cô ta cái đặc quyền vô lý đó thế thế nào Tôi đánh cái gã người nước ngoài ngu xuẩn này nên cô đau lòng à?" Hoàng Thiên lạnh giọng hỏi Từ Lan Doanh. Nếu là mọi khi thì Từ Lan Doanh đã nhảy lên cào Hoàng Thiên từ lâu rồi. Nhưng bây giờ cô ta không dám, cô ta chỉ là một kẻ chỉ biết ức hiếp kẻ yếu thôi, gặp phải người mạnh như Hoàng Thiên thì cô ta không dám lên mặt dậy đời nữa. "Hừ, mày mới là kẻ ngu xuẩn ấy, Smith là bạn trai của tao, tao không đau lòng anh ấy thì đau lòng ai?" Từ Lan Doanh vẫn không biết điều, Lý Nhí nói chát hoàng thiên không thèm nể nang gì từ lan doanh lại tát cô ta một cái cô cho rằng có bạn trai là người nước ngoài thì đáng để tự hào lắm à cô tìm một kẻ thế nào làm bạn trai thì tôi không xen vào nhưng cô đừng có mạ ỉ vào việc có bạn trai là nước ngoài để ra ngoài lấn hiếp người khác hoàng thiên chỉ vào mũi từ lan doanh mà mắng mặt từ lan doang nóng phừng phừng lên cô ta bị hoàng thiên đánh nhiều đến mức choáng đầu hoa mắt giờ phút này cô ta hoàn toàn hoài nghi về cuộc sống. Hơn nữa, cô ta cũng phát hiện Hoàng Thiên không giống như những người đàn ông bình thường khác. Anh không hề quan tâm đó là đàn ông hay phụ nữ. Hai cái tát vừa rồi làm cô ta phải xây sầm mặt mày. Tôi bạo lực với người khác hồi nào. Hu hu hu, anh đánh phụ nữ, anh mới là kẻ bạo lực. Từ lan doanh hòa khóc để được những người đang vây xem bênh vực. Nhưng cô ta đã tính sai, không những không có ai bênh vực cho cô ta mà ngược lại đều cảm thấy cô ta rất đáng bị đánh đánh em dâu và mẹ vợ tôi như thế mà không phải bạo lực sao em dâu tôi đắc tội cô thế nào mà cô lại dám đánh con bé đến vậy không phải do con bé đẹp hơn cô gấp trăm lần nên cô đố kia à bao giờ hoàng thiên cũng nói chúng tim đen bây giờ cũng vậy vừa mở miệng đã nói chúng phóc cái gai trong lòng từ lan doanh quả thật là vậy Sở dĩ Từ Lan Doanh đến tìm Lâm Huỳnh Mai gây chuyện là vì cô ta ghen tị với ngoại hình của cô ấy. "Mai, mày, mày nói bậy nói bạ gì đây? Làm gì có chuyện đó." Từ Lan Doanh lắp ba lắp bắp mà phản bác, nhưng ai cũng có thể thấy được cô ta đã bị nói trúng tim đen, bằng chứng là biểu hiện vừa xấu hổ vừa tức giận này. Hoàng Thiên cười ha ha, nói với Từ Lan Doanh, "Được thôi, tôi không muốn lãng phí thời gian với cô, cút với thằng bạn trai ngu đần của cô đi." từ lan doanh đã định chửi rủa hoàng thiên thêm một câu nhưng nghĩ tới kết cục mà khổng vượng tài phải chịu vừa rồi cô ta bèn nhịn xuống không dám nói ra lại gần smith từ lan doanh muốn kéo con hàng này lên nhưng smith không đứng dậy nổi anh ta bị hoàng thiên ra tay đánh quá nặng hoàng thiên không để ý đến smith và từ lan doanh nữa nói với lâm ngọc an chúng ta về nhà đi vâng lâm ngọc an nhẹ gật đầu một cái cô thật sự vô cùng sùng bái hoàng thiên Gần đây ở anh có một sự thay đổi rất lớn, có thể đem đến cho cô niềm vui bất ngờ vào bất cứ lúc nào. Lâm Huỳnh Mai chạy tới khoác lấy cánh tay Hoàng Thiên, vừa cười vừa nói, anh rể, may mà có anh ở đây, chứ không thì em đã bị tức chết rồi. Thấy trên mặt Lâm Huỳnh Mai còn giấu tay hơi hồng hồng, Hoàng Thiên sờ đâu cô ấy và nói, đã vậy rồi mà còn cười được, em đúng là không tim không phổi mà. Hi hi, giờ người đánh em còn thảm hơn cả em, vậy là đủ rồi ạ. À? lâm huỳnh mai nở nụ cười đầy đáng yêu vừa rồi hoàng thiên có biểu hiện mạnh mẽ đầy khí thế như vậy trương lan phượng cũng không thể không phục chẳng qua bà ta có thành kiến quá sâu với hoàng thiên nên không hề nói lấy một câu bày ra vẻ mặt khó chịu như hoàng thiên thiếu nợ bà ta vậy hoàng thiên cũng không trông chờ gì vào việc trương lan phượng sẽ tỏ ra mang ơn cảm kích mình chỉ cần con cọp cái này đừng cư xử quá đáng với anh là được rồi hoàng thiên lái xe đưa lâm ngọc an và những người khác về nhà qua một đêm bình thường như mọi ngày, vào sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Ngọc An và Hoàng Thiên cùng nhau ăn sáng, sau đó Hoàng Thiên lái xe đưa Lâm Ngọc An đi làm. Trong thời gian qua, Lâm Ngọc An nghỉ việc trên công ty nên có rất nhiều công việc bị tồn đọc. Hôm nay cô định xử lý những công việc ấy cho xong. Sau khi đưa Lâm Ngọc An đến công ty Nguyên Đạt, Hoàng Thiên bèn lái xe đến trung tâm giải trí của Tiêu Tấn. Bây giờ cảnh Thiều Trung đang còn ở trong trung tâm giải trí của Tiêu Tấn, không biết tình hình như thế nào rồi, Hoàng Thiên rất lo lắng cho anh ta. Dù sao cảnh thiều trung cũng vì đã không đối nghịch với Hoàng Thiên nên mới bị ông già Đinh Quang Anh kia làm gấy tay chân. Lúc nào Hoàng Thiên cũng cảm thấy hơi băn khoăn trong lòng. Anh Thiên, anh tới rồi ạ. À. Khi nhìn thấy Hoàng Thiên, tất cả các nhân việc làm việc trong trung tâm giải trí đầu cúi người xuống chào, vô cùng cung kính. Không vậy thì phải làm sao, ông chủ tiêu tấn của bọn họ mà gặp Hoàng Thiên thì cũng phải ngoan ngoãn nghe lời cơm mà, huống gì là họ. Tiêu Tấn nghe cấp dưới báo tin thì vội vàng đi ra đón, cười niềm nở nói với Hoàng Thiên, anh Thiên đến thăm cảnh Thiều Trung à. Nghe anh ta nói vậy, Hoàng Thiên thản nhiên cười một tiếng, nói, đúng vậy, giờ anh ta thế nào rồi? Đào Văn Lâm đã giúp anh ta nối xương về vị trí, cũng đã bôi thuốc rồi, nhưng không biết liệu tay chân của anh ta có thể lành lặn, trở về trạng thái như ban đầu không nữa. Tiêu Tấn lắc đầu, báo cho Hoàng Thiên biết hoàng thiên không nói gì mặc dù anh rất tin tưởng vào khả năng chữa bệnh của đào văn lâm nhưng cả tay lẫn chân cảnh thiều trung đều đã bị gấy muốn khôi phục ư đâu dễ dàng như vậy hoàng thiên lên tiếng dẫn tôi đi xem anh ta đi tiêu tấn vội gật đầu đồng ý dẫn đường cho hoàng thiên đi vào một căn phòng sang trọng ở tầng trên lúc này cảnh thiều trung đang nằm trên một cái giường lớn tay chân anh ta đều quấn kín băng gạc nhìn vào còn có thể thấp thoáng thấy có thuốc thấm ra thấy người đến là Hoàng Thiên, vẻ mặt của cảnh thiều trung trông vô cùng kích động, anh ta còn định dẫy ruộng ngồi dậy nhưng đã bị Hoàng Thiên nhanh tay giữ lại. Hoàng Thiên hỏi Han, đừng cửa quẩy. Anh thấy sao rồi? Trong lòng cảnh thiều trung đang rất xúc động, anh ta nhận thấy được người ân nhân này của mình vô cùng tốt tính. Cảnh thiều trung không hề nghĩ rằng Hoàng Thiên lại quan tâm đến việc mình bị thương như vậy. Cậu Thiên, tôi cảm giác đã tốt hơn nhiều rồi, phiền cậu quan tâm quá. Nói đến đây, Cảnh Thiều Trung nghẹn ngào, không nói gì được nữa. Hoàng Thiên cũng cảm thấy cảm khái, anh phát hiện Cảnh Thiều Trung là một người trọng nghĩa, loại người này rất đáng kết giao. Hoàng Thiên nói với Cảnh Thiều Trung, đừng nói nhiều nữa, khi nào vết thương của anh lành rồi thì anh đi theo Tiêu Tấn làm việc đi, sinh hoạt thường ngày vẫn không có vấn đề gì đâu. Nghe vậy, Cảnh Thiều Trung cảm kích đến mức ước gì có thể xuống giường quỳ trước mặt anh. Bây giờ anh ta đã không còn là đường chủ chi nhánh Hắc Phong đường nữa vả lại một kẻ chuyên đi chém giết đánh người như anh ta hầu như chẳng có hy vọng gì để tìm được một công việc đàng hoàng việc ăn uống nay đây mai đó sẽ trở thành một vấn đề khó khăn nhưng không ngờ hoàng thiên lại sắp xếp công việc xong hết cho anh ta rồi sao anh ta có thể không biết ơn hoàng thiên chứ cậu thiên từ nay về sau mạng sống của cảnh thiều trung này do cậu nắm giữ cảnh thiều trung kích động lớn tiếng nói với hoàng thiên anh võ vào vai cảnh thiều trung an ủi nói đừng nói vậy là anh em cả mà. Nhưng mà không biết anh Tiêu Tấn có muốn nhận một kẻ tàn phế như tôi không nữa. Cảnh Thiều Trung nhìn Tiêu Tấn với vẻ mặt hổ thẹn, anh ta vô cùng lo lắng, nếu Tiêu Tấn không chịu nhận anh ta thì sau này anh a nên nuôi vợ con thế nào đây. Tiêu Tấn nghe vậy thì không khỏi bật cười, nói với Cảnh Thiều Trung, anh Thiều Trung, Tiêu Tấn này là hạng người như thế sao? Hơn nữa, cả anh Thiên cũng lên tiếng rồi, sao tôi dám không nhận chứ, đúng không? Nghe vậy Cảnh Thiều Trung cũng mỉm cười, vừa định nói gì thì đột nhiên cửa phòng bị ai mở ra, thấy Đào Văn Lâm cầm mâm thuốc đi vào. Bất chợt nhận ra Hoàng Thiên đang ở đây, Đào Văn Lâm mềm nhũn cả chân, suýt nữa chúi đầu quỳ xuống. Không sai, Đào Văn Lâm bị Hoàng Thiên đánh cho ra bóng mà tâm lý nên khi vừa nhìn thấy Hoàng Thiên, sự sợ hãi lập tức dâng lên trong lòng ông ta như một bản năng. "Cậu, cậu Thiên tới rồi à?" Đào Văn Lâm thấp thỏm chào hỏi với Hoàng Thiên trên khuôn mặt mập mạp là nụ cười vô cùng xấu hổ. Nhìn thấy Đào Văn Lâm hoảng sợ như thế, Hoàng Thiên hơi buồn cười. Xem ra ông già này đã khuôn phép hơn rất nhiều rồi, không còn ngang ngược cản rỡ như trước nữa. Hoàng Thiên cũng không muốn dài dòng với Đào Văn Lâm, hỏi thẳng, ông có chắc được 100% là sẽ chữa khỏi cho anh Thiều Trung không? Có chứ, cậu Thiên, xin cậu cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ chữa khỏi cho người bạn này của cậu, nếu tôi không thể làm tay chân cậu ta khôi phục như lúc ban đầu thì cậu cứ làm thịt tôi đi." Đào Văn Lâm rất biết nói chuyện, ông ta vỗ ngực bảo đảm với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên rất hài lòng với biểu hiện của Đào Văn Lâm. Anh nhìn Đào Văn Lâm, nói: "Thế thì tốt rồi, nếu ông có thể chữa khỏi cho anh ta, tôi sẽ ghi nhớ cái ơn này của ông." Nghe anh nói vậy, Đào Văn Lâm gật đầu lia lịa: "Tôi hiểu rồi cậu Thiên, cậu không cần phải lo lắng đâu." Hoàng Thiên nở nụ cười, nói với Đào Văn Lâm: Ông Lâm à, không cần biết con người ông như thế nào, nhưng tôi hiểu rất rõ ông là một tay bác sĩ rất cừ. Đào Văn Lâm nghe anh nói vậy thì thật sự có cảm giác được khen mà mang lòng sợ hãi. Được Hoàng Thiên khen ngợi, ông ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Nhưng điều quan trọng hơn chính là, Đào Văn Lâm rất muốn đi khỏi thành phố Bắc Ninh này. Đối với ông ta mà nói, nơi này thật sự rất đáng sợ, mấy anh lớn quanh ông ta đều có khả năng sẽ đòi cái mạng già này của ông ta vào bất cứ lúc nào tranh thủ tâm trạng hoàng thiên đang vui vẻ đào văn lâm vội vàng nói cậu thiên nếu tôi lập được công thì cậu có thể thả tôi đi không hoàng thiên hơi giật mình anh chưa có ý định để đào văn lâm đi vẫn chưa có gì là bảo đảm khuôn mặt của lâm ngọc an sẽ không có dấu vết gì hoàng thiên không muốn liều lĩnh nếu xảy ra vấn đề gì thật thì anh đi đâu để tìm đào văn lâm bây giờ ngay lúc anh định từ chối đào văn lâm thì chợt có người gọi đến cho anh sau khi anh bắt máy không đợi Hoàng Thiên lên tiếng, ở đầu dây bên kia điện thoại đã chuyển đến giọng nói thật khẽ của một cô gái, anh Thiên, anh mau tới công ty đi. Audio điện tử võ tấn bền Hoàng Thiên còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy tiếng bụp từ đầu dây bên kia, ngay sau đó là tiếng hét đầy sợ hãi của cô gái, cuối cùng là âm thanh cúp điện thoại. Trong lòng Hoàng Thiên kêu lên hai tiếng lộp bộp, đúng là đau hết cả đầu mài. Rốt cuộc là mọi người bị sao thế? sóng gió này chưa xong thì bão táp khác lại nổi lên, không thể để cho người ta yên ổn được hai ngày sau. Dù cuộc gọi vừa rồi chỉ chóng vánh thoáng qua nhưng Hoàng Thiên vẫn nhận ra giọng nữ trong điện thoại là ai, đó là giọng của Hoa Minh Ngọc, nhân viên tiếp tân của công ty Nguyên Đạt. Thực chất thì người nắm quyền công ty Nguyên Đạt chính là Hoàng Thiên, Hoàng Thiên đã mua lại công ty nhỏ này từ tay người khác, hoàn toàn đều vì Lâm Ngọc An. Công ty xảy ra chuyện à, có thể xảy ra chuyện gì chứ, lòng hoàng thiên đã chán trường đến mức có thể mọc cả cỏ tiếng thét chói tai vừa rồi của hoa minh ngọc và cả việc điện thoại bị cúp ngang ngay sau đó nữa tất cả đã cho hoàng thiên biết tình hình hiện tại đang rất nghiêm trọng anh thiên có chuyện gì rồi sao tiêu tấn rất có kinh nghiệm thấy vẻ mặt hoàng thiên chợt trở, trở nên trầm trọng thì đã biết đã có chuyện không hay xảy ra đến chỗ này với tôi đi hoàng thiên khua tay về phía tiêu tấn rồi sải bước ra khỏi căn phòng sang trọng này tiêu tấn không hỏi gì chỉ lập tức đi theo Hoàng Thiên ra ngoài. Xuống tầng dưới, Tiêu Tấn gọi mười mấy tên đàn em đi theo, tổng cộng đi hết vài chiếc xe chạy giáo giết sau xe của Hoàng Thiên, chạy thẳng tới công ty Nguyên Đạt. Từ khi nhận được cuộc gọi từ Hoa Minh Ngọc cho đến lúc chạy tới công ty Nguyên Đạt, Hoàng Thiên chỉ dùng không tới 10 phút. Trên đường đi, Hoàng Thiên cố gọi điện thoại cho Lâm Ngọc An nhưng bên kia lại không hề bắt máy, điều này làm cho Hoàng Thiên vô cùng sốt ruột tại cửa ra vào của công ty không có lấy một bảo vệ nào đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra sau khi xuống xe hoàng thiên dẫn bọn tiêu tấn chạy vào công ty tại quầy lễ tân cũng cũng không có một ai vắng ngắt hoàng thiên tiếp tục tiến vào trong không được bao xa thì nghe thấy giọng nữ thỉnh thoảng sợ hãi kêu lên khiến người nghe cũng phải hốt hoảng theo đi qua một ngã rẽ cuối cùng cũng thấy có người ở đằng trước Tầm hai mươi mấy gã đàn ông mặc đồ đen, đeo khẩu trang và cầm đoàn côn bao vây mấy chục nhân viên của công ty Nguyên Đạt vào giữa. Các nhân viên đều ngồi xổm dưới đất, hai tay ôm đầu. Các nhân viên đã bao giờ gặp phải cảnh này đâu? Hơn nữa nhân viên nữ lấy chiếm số lượng rất động, số ít nhân viên nam còn lại cũng không dám phản kháng, ai nấy đều ngồi co do dưới đất, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Hoàng Thiên vô cùng bất ngờ, vì anh rất quen thuộc với đoàn côn mà mấy tay mặc đồ đen này đang cầm trong tay toàn bộ những người thuộc hắc phong đường đều sử dụng loại vũ khí này chẳng lẽ chúng là người của hắc phong đường ư hoàng thiên thầm nghĩ anh cũng hoàn toàn sửng sốt tiêu tấn đang đứng bên cạnh thì thầm hỏi hoàng thiên anh thiên mấy kẻ này nhìn quen quá hoàng thiên thuận miệng nói đúng vậy hình như trước đây từng gặp bọn chúng anh cũng cảm giác như mình có quen biết với những kẻ mặc đồ đen và đeo khẩu trang này đặc biệt là đoàn côn trong tay bọn chúng trông chúng chẳng khác gì người của hắc phong đường vì lo lắng cho an toàn của Lâm Ngọc An nên Hoàng Thiên không nói gì nữa, tìm Lâm Ngọc An đang ngồi đâu trong số những nhân viên kia. Kha kha, tìm vợ mày đấy à, đừng mất công tìm làm gì, cô ta không ở đây đâu. Nhưng vào lúc này, một người đàn ông hơn 20 tuổi gan giọng cười mà đi ra khỏi đám người, đứng tại phía đối diện Hoàng Thiên. Là mày, Hoàng Thiên nhìn người đàn ông với vẻ cực kỳ ngạc nhiên. Người đàn ông này không phải ai khác mà chính là thành viên của chi nhánh Hắc Phong Đường mà anh từng gặp ở nhà cảnh Thiều Trung, Vũ Phương Đông. Lúc ấy Vũ Phương Kỳ, anh của Vũ Phương Đông, vẫn đang ngồi trên bụng cảnh Thiều Trung. Trong cơn nóng giận, Hoàng Thiên đã đánh Vũ Phương Kỳ thành một gã tàn phế. Còn Vũ Phương Đông này, Hoàng Thiên cũng không lơ là mà tha cho gã A, cũng đánh gã ta một trận. Sau đó Đinh Quang Anh xuất hiện, Hoàng Thiên cũng quên bén mất hai anh em Vũ Phương Kỳ và Vũ Phương Đông, không ngờ bây giờ Vũ Phương Đông này lại dẫn một đống người mà chạy đến công ty Nguyên Đạt kiếm chuyện như vậy. Không sai, là tao đây. Họ hoàng kia, chắc mày cũng không ngờ Vũ Phương Đông tao đây lại kéo người tới chứ gì. Ha ha, vốn là tao định tối nay mới đánh chết mày, nhưng còn ả à lễ tân kia lại lén gọi điện thoại cho mày. Trên khuôn mặt Vũ Phương Đông đầy vẻ đắc ý, gã ta gật gù nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn dáng vẻ vô sỉ gợi đòn này của Vũ Phương Đông, Thật sự rất muốn tiến lên giết chết gã ta. Nhưng Lâm Ngọc An vẫn chưa rõ còn sống hay đã chết, Hoàng Thiên cũng không muốn hành động lỗ mãng. "Được lắm, mày cũng to gan lắm đấy nhỉ, vợ tao đâu?" Hoàng Thiên lạnh lùng hỏi Phương Đông với sắc mặt âm trầm. Vũ Phương Đông hừ lạnh một tiếng, bĩu môi nói với Hoàng Thiên, "Xem ra mày thật sự rất thương con vợ mày. Thế thì dễ giải quyết rồi, vì vợ mày, chuyện gì mày cũng chịu làm nhỉ?" "Mày có ý gì?" "Ý gì cơ à?" ha ha, đánh anh tao thành một kẻ tàn tật, không những vậy mày còn đánh gãy cả tổng đường chủ của bọn tao, mày cho rằng chỉ cần ngoảnh đầu đi là xong rồi à. Vẻ mặt Vũ Phương Đông bây giờ trong vô cùng độc ác, gã ta chỉ vào chỉ vào mặt đất, tiếp tục nói với Hoàng Thiên, bây giờ tao ra lệnh mày lập tức quỳ xuống dập đầu 100 cái, cầu xin tao tha cho cái mạng chó của mày đi. Nếu mày làm thì tao có thể xem xét chỉ đánh gãy tay chân mày thôi. Vũ Phương Đồng nói khoác mà không biết ngượng mồm, vẫn giữ nụ cười khẩy huynh hoang mà nhìn Hoàng Thiên, bày ra vẻ đã thắng chắc Hoàng Thiên rồi. Hoàng Thiên không nói lấy một câu. Càng ở trong tình huống nguy cấp, anh càng có thể giữ được sự bình tĩnh. Nhưng Tiêu Tấn thì đã không nhịn nổi nữa, bắt đầu nổi điên lên. Anh Thiên, bây giờ tôi qua xử gã đây. Nói xong, Tiêu Tấn định xông về phía Vũ Phương Đông nhưng lại bị Hoàng Thiên cản về. Trước khi thấy Lâm Ngọc An, Hoàng Thiên không muốn ra tay mà chưa suy nghĩ. Trước hết cho tao thấy vợ tao trước đã, xong rồi thì nói sao cũng được." Hoàng Thiên nói với Vũ Phương Đông. Đôi mắt dữ tợn như sói của Vũ Phương Đông lóe lên một tia độc ác, gã ta nhìn Hoàng Thiên với vẻ khinh thường, nói, "Họ hoàng kia, mày xem tao như con nít ba tuổi mà đùa giỡn đấy à? Mày có bản lĩnh thế nào thì tao cũng đã thấy rồi, phe tao có nhiều người hơn mày nhưng chắc gì đã là đối thủ của mày, nếu cho mày thấy vợ mày thì tao còn cái mạng nào không?" Hoàng Thiên ép cơn giận giữ xuống. Cái gã Vũ Phương Đông này đúng là xảo trá mài. Đúng như Vũ Phương Đông đã nói, chỉ cần Hoàng Thiên thấy được Lâm Ngọc An thì anh sẽ thật sự rút súng ra ngay. Nghĩ ngợi một lúc, Hoàng Thiên cho rằng Vũ Phương Đông không lớn gan như vậy, có khi sau lưng gã ta có người sai khiến cũng không chừng. Nghĩ đến Tiêu Đông Mai đã trốn thoát trong lúc anh đang chừng trị Đinh Quang Anh, trong lòng Hoàng Thiên chấn động. Chẳng lẽ kẻ đứng sau là Tiêu Đông Mai? Nghĩ đến đây, Hoàng Thiên nói với Vũ Phương Đông Tao chắc là mày không khôn đến mức nghĩ ra kế hoạch tới công ty của vợ tao mà đe dọa tao đâu nhỉ? Có phải là Tiêu Đông Mai đã bảo mày làm vậy không? Nghe vậy, sắc mặt Vũ Phương Đông hơi thay đổi, gã ta cũng không ngờ rằng mới đó mà Hoàng Thiên đã đoán ra được mọi chuyện như vậy, còn suy đoán được Tiêu Đông Mai là người đã chỉ đường cho anh ta luôn ư? Ha ha, đừng tự cho mình thông minh, Vũ Phương Đông nghĩ một đằng nói một nẻo. Hoàng Thiên không hề quan tâm đến lời mạnh miệng này của gã ta. Anh vừa nhìn nét mặt bây giờ của Vũ Phương Đông thì đã biết mình đoán không lầm, chắc chắn Tiêu Đông Mai là kẻ đứng sau lưng chuyện này. Nói đi, Tiêu Đông Mai cho mày bao nhiêu tiền, tao có thể trả cho mày gấp 10 lần. Để đảm bảo vợ mình bình yên vô sự, Hoàng Thiên quyết định nhãn nhịn và dùng tiền để giải quyết Vũ Phương Đông này. Huống chỉ Vũ Phương Đông đối nghịch với anh đơn giản chỉ vì muốn báo thù cho Vũ Phương Kỳ ngoài ra còn một nguyên nhân quan trọng nhất là chắc chắn tiêu đông mai đã hứa hẹn sẽ cho gã ta lợi lộc gì đó những kẻ mà vũ phương đông mang tới hoàn toàn đều là thành viên của chỉ nhánh hắc phong đường trước đây cảnh thiều trung là lãnh đạo trực tiếp của bọn chúng nhưng bây giờ cảnh thiều trung đã bị đinh quang anh phế đi vũ phương đông cũng trở thành kẻ cầm đầu của đám người trong chỉ nhánh hắc phong đường thật vậy hoàng thiên đã đoán đúng tiêu đông mai đã hứa hẹn vũ phương đông rằng sẽ nâng đỡ vũ phương đông lên làm tổng đường chủ của hắc phong đường hơn nữa sẽ cung cấp tài chính ủng hộ gã ta giống như trước đây bà ta đã ủng hộ Đinh Quang Anh. Một sự cám dỗ mãnh liệt như thế thì làm sao Vũ Phương Đông có thể kháng cự được chứ? Hiển nhiên là ngoan ngoãn trở thành bù nhìn của Tiêu Đông Mai rồi. Thấy Hoàng Thiên cam kết sẽ trả gấp 10 cho mình, Vũ Phương Đông cười khẩy, nói với Hoàng Thiên, "Họ hoàng kia, mày đúng là thẳng như ruột ngựa, nghĩ gì nói nấy. Mày có biết bà Đông Mai đã cho tao bao nhiêu tiền không?" mày có trả nổi giá tiền gấp 10 lần mà mày đã nói không? Mày nói thử xem, bà ta cho mày bao nhiêu tiền? Hoàng Thiên nhẫn nhịn hỏi Vũ Phương Đông. 35 tỷ, ha ha, nhưng đây mới chỉ là giá khởi điểm thôi, chỉ cần tao đánh mày tàn phế thì còn 70 tỷ đang chờ tao đấy. Vũ Phương Đông hả hê cười, cảm giác mình sắp sầu to rồi. Vậy là tổng cộng chỉ 105 tỷ thôi à? Chỉ cần mày thả vợ tao ra thì tao có thể cho mày 1.050 tỷ hoàng thiên nói chuyện này vũ phương đông thật sự nghi ngờ mình đã nghe lầm đó là một năm mươi tỷ cơ đấy sao hoàng thiên có thể nói ra một cách hời hợt như thế hả dĩ nhiên vũ phương đông cũng hoàn toàn không tin hoàng thiên có thể lấy ra nhiều tiền như vậy chỉ cho rằng hoàng thiên đang cố kéo dài thời gian để chờ cứu viện đến đừng có mà nói khoác với tao mà không biết ngượng còn dám hô một năm mươi tỷ nữa à tao thấy cả một triệu năm mươi ngàn mày cũng không lấy ra được đâu vũ phương đông hung tợn quát hoàng thiên rồi chỉ vào mặt đất tiếp tục nói mày xem lời tao nói như gió thoảng bên tai đúng không lập tức quỳ xuống xin tha tội cho tao vũ phương đông liên tiếp khiến cho hoàng thiên quỳ gối vì gã ta điều này đã hoàn toàn chọc giận hoàng thiên theo như sự quan sát và đánh giá của hoàng thiên thì cái tên vũ phương đông này là cái thá gì chứ thứ người như vậy mà cũng dám kiêu ngạo như vậy sao nhưng hoàng thiên cũng không phải là kiểu người có đầu óc bốc đồng như vậy trước khi đảm bảo được an toàn cho Lâm Ngọc An thì Hoàng Thiên vẫn có thể nhẫn nại. Mày không tin tao có thể cho mày một nghìn tỷ đồng sao? Hoàng Thiên kiên nhẫn hỏi Vũ Phương Đông. Vũ Phương Đông thực sự không tin, gã ta không biết rõ lai lịch của Hoàng Thiên, gã chỉ biết Hoàng Thiên là một người khá lợi hại ở thành phố Bắc Ninh, hơn nữa anh còn là người mà Tiêu Đông Mai muốn xử lý. Nếu nói Tiêu Đông Mai có thể đưa ra một nghìn tỷ đồng thì Vũ Phương Đông còn tin tưởng nhưng nếu là Hoàng Thiên có thể đưa ra thì Vũ Phương Đông nghìn lần đều không tin. Ha ha, một nghìn tỷ tiền đô la Zimbabwe à, tôi thấy hình như anh bị chứng co giật não à, pháo như thế mà cũng dám nổ sao. Mặt Vũ Phương Đông tràn đầy châm biếm mà nhìn Hoàng Thiên. Nói xong những lời này, gã ta còn phá lên cười to với đàn em của mình. Có hơn 20 thành viên chi nhánh của Hắc Phong Đường, tất cả đều cười đến mức không thể duỗi thẳng eo mà đứng lên, tỏ rõ ý vô cùng chế diêu Hoàng Thiên hoàng thiên đứng bất động ở nơi đó anh biết rằng vào giờ phút này rất có thể lâm ngọc an đang ở công ty nguyên đạt nhưng lại bị vũ phương đông giam giữ vợ anh đang ở trong tay của người ta cho nên hoàng thiên đương nhiên không dám manh động nhưng khi anh nhìn thấy bộ dạng ngang ngược kia của vũ phương đông thì trong lòng anh đã âm thầm quyết định chỉ cần thấy được vợ mình anh nhất định sẽ tiêu diệt vũ phương đông được rồi nếu mày không tin thì tao sẽ lập tức đưa tiền đến trước mặt mày hoàng thiên rất bình thản nói rõ. Vũ Phương Đông nghe vậy thì hơi ngẩn ra, gã ta thu nụ cười lại, cẩn thận quan sát Hoàng Thiên. Gã ta cũng không ngu, vào lúc này, đương nhiên gã ta cũng đã nhìn ra rằng Hoàng Thiên giống như nói thật. Chẳng lẽ Hoàng Thiên thật sự có thể đưa ra một nghìn tỷ đồng sao? Nếu thật sự như vậy thì quá tốt rồi. Nếu có một nghìn tỷ đồng thì gã ta còn muốn làm tổng đường chủ hắc phong đường làm gì chứ? Với số tiền này, gã ta có thể xuất ngoại rồi định cư ở đấy và tiêu đến mấy đời cũng không hết. Vũ Phương Đông càng nghĩ càng thấy kích động, gã ta kiềm chế xúc động trong lòng, nhau mắt hỏi Hoàng Thiên, Hoàng Thiên, anh thật sự có thể cho tôi một nghìn tỷ đồng sao? Tao nói thật, chỉ cần mày thả vợ tao ra thì một đồng cũng không thiếu cho mày. Hoàng Thiên lớn tiếng nói, dứt khoát như đỉnh chém sắt. Ha ha, được rồi, được rồi, với số tiền lớn như vậy nên tôi sẽ nguyện ý tin tưởng anh một lần xem ra anh rất yêu vợ của mình đó, có thể dùng một nghìn tỷ đồng đồng để mua lấy mạng của cô ta, một nghìn tỷ đồng có thể tìm được bao nhiêu cô gái đẹp hơn đấy. Vũ Phương Đông cười ha ha, cười như một tên thô bỉ. Lúc này, Hoàng Thiên không nói gì nữa. Anh lấy điện thoại di động ra, gọi điện cho Lưu Nguyệt Hoa, yêu cầu cô ấy đưa một nghìn tỷ đồng tiền mặt tới đây một cách nhanh nhất. Thông thường rất khó lấy được một số tiền mặt lớn như vậy, nhưng tập đoàn quốc ế toàn cầu lại không giống như vậy nó có vị thế rất đặc biệt ở các ngân hàng, nhiều ngân hàng cũng sẽ bật đèn xanh cho tập đoàn quốc tế toàn cầu nên việc huy động được 1.000 tỷ đồng đồng không thành vấn đề. Nhưng lượng công việc phải làm cũng không hề nhỏ nên sau khi Hoàng Thiên nói chuyện điện thoại xong, phải gần khoảng một tiếng sau Lưu Nguyệt Hoa mới lái một chiếc xe toàn tiền mặt đến nơi này. Nhưng đối với Vũ Phương Đông mà nói, đây đã là tốc độ đáng kinh ngạc rồi. Đối với Vũ Phương Đông, trong một giờ này chính là cực hình đối với gã ta, gã ta cảm thấy vô cùng thấp thỏm. Gã ta vừa mong đợi Hoàng Thiên có thể lấy được nhiều tiền mặt như vậy, nhưng gã ta cũng sợ Hoàng Thiên không thể làm như thế. Vũ Phương đồng tự mình làm mình căng thẳng đến chết. Anh Thiên, theo như chỉ thị của anh, một nghìn tỷ đồng tiền mặt đã được chuyển đến. Lưu Nguyệt Hoa mặc trang phục công sở đang báo cáo lại với Hoàng Thiên. Mặc dù Lưu Nguyệt Hoa đã chuẩn bị tâm lý từ lâu rằng ở bên này Hoàng Thiên đã xảy ra chuyện lớn, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp ở đây lưu nguyệt hoa vẫn rất kinh hãi anh thiên có chuyện gì xảy ra ở đây vậy anh có muốn tôi thông báo cho nhân viên bảo vệ ở đây để họ đến giải quyết những người này không lưu nguyệt hoa ghé vào tai của hoàng thiên nhỏ giọng nói hoàng thiên lắc đầu với cô tỏ ý cô không cần làm như vậy nếu như muốn giải quyết đám người vũ phương đông này chỉ cần hoàng thiên anh và tiêu tấn là có thể làm được C chẳng qua là vẫn chưa thấy Lâm Ngọc An nên Hoàng Thiên cũng là ném chuột sợ vỡ bình. Nếu thật sự ép Phú Phương Đông vào ngõ cụt, gã ta có thể chó cùng cắn rậu mà thật sự ra lệnh cho đàn em giết chết Lâm Ngọc An ồ ôi, người đẹp này xinh quá. Ha ha, cô có chắc chắn rằng mình đã mang đến một nghìn tỷ đồng không? Phú Phương Đông thèm thuồng nhìn Lưu Nguyệt Hoa, gã ta đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp và hình thể hấp dẫn của Lưu Nguyệt Hoa. Lưu Nguyệt Hoa bị ánh mắt của Vũ Phương Đông quấy dày đến mức không chịu được, cô hung hăng trợn mắt nhìn vũ phương đông một cái tên này thật sự là một tên cực kỳ đáng ghét mài nhưng vũ phương đông cũng không quan tâm đến những điều này gã ta còn rất đắc ý mà đến gần lưu nguyệt hoa nói người đẹp tại sao em lại không để ý đến anh vậy ha ha thật sự mang một nghìn tỷ đồng đến đây sao nếu em có hứng thú nghe theo lời anh thì anh có thể cho em bốp lưu nguyệt hoa giơ tay lên cho vũ phương đông một cái tát tính tình của người đẹp này cũng không phải dễ đùa giỡn đừng nhìn thấy cô một mực cung kính với hoàng thiên mà nghĩ rằng cô đối với người khác cũng vậy có thể nói chuyện cùng cũng không dễ dàng đâu một cái tát này đánh cho vũ phương đông tỉnh mộng làm sao gã ta có thể nghĩ đến lưu nguyệt hoa này lại nóng tính đến như vậy ngay cả hoàng thiên cũng hơi sửng sốt anh không ngờ lưu nguyệt hoa lại tức giận đến mức như vậy đừng có ra hiệu với tôi nó vô dụng thôi nếu anh không tin thì mình đi ra ngoài đi Lưu Nguyệt Hoa chỉ về hướng cửa công ty và nói lớn tiếng với Vũ Phương Đông. Nhưng Vũ Phương Đông cũng không tức giận, nói đi nói lại với Lưu Nguyệt Hoa, ha ha. Em gái này tính tình hơi nóng nảy nhưng mà anh thích nha. Người xinh đẹp như vậy, tối nay anh sẽ rủ em đi chơi, rồi cho em thêm 3 tỷ rưỡi, em thấy thế nào? Lưu Nguyệt Hoa giận đến nghiến răng nghiến lợi, cô không nhịn được nữa, chỉ muốn cho Vũ Phương Đông thêm mấy phát tát nhưng hoàng thiên lại không lên tiếng nên lưu nguyệt hoa chỉ sợ làm hỏng chuyện của hoàng thiên vì vậy cô đành phải nhịn xuống thực ra hoàng thiên đã muốn đánh chết vũ phương đông từ lâu rồi bây giờ là để cho con hàng này tiếp tục đi vào chỗ chết trước tiên cứ để gã ta vui mừng thêm chút nữa đi với tôi đi lưu nguyệt hoa vừa nói vừa dẫn vũ phương đông đi đến cửa công ty ngược lại vũ phương đông cũng không quan tâm lắm Gã ta biết có Lâm Ngọc An ở trong tay thì sẽ chẳng ai dám động đến gã ta. Gã ta mang theo hai tên đàn em ở sau lưng rồi đi cùng với Lưu Nguyệt Hoa đến cửa công ty. Hoàng Thiên cũng mang người đi theo, lúc này những người bảo vệ tiền mặt cũng đã để sẵn mấy thùng tiền mặt lên sàn ở quầy lễ tân, toàn bộ mọi người đều có tinh thần đề phòng. Mấy người bảo vệ tiền mặt còn hiếm khi được thấy nhiều tiền như vậy. Nhìn thấy những người bảo vệ tiền mặt cùng với súng thật đạn thật, trên mặt Vũ Phương Đông lộ rõ sự sợ hãi. Bởi vì trong lòng gã ta có quỷ nên gã ta rất sợ Lưu Nguyệt Hoa để cho những người bảo vệ tiền mặt này đối phó với gã ta. Anh không cần lo lắng, sẽ không ai động vào anh đâu. Hoàng Thiên nhìn thấu những suy nghĩ trong lòng Vũ Phương Đông, lạnh lùng hừ một tiếng. Mẹ nó, ông đây mà phải sợ sao? Vũ Phương Đông vẫn cố gắng thể hiện mình là anh hùng, khinh thường nói một câu sau đó bắt đầu kiểm tra tiền mặt nhìn thấy nhiều tiền mặt ở trước mặt như vậy, Vũ Phương Đông kích động đến mức sắp hôn mê. Kiểm tra sơ qua một chút cũng thấy được số tiền ở đây tuyệt đối sẽ đủ một nghìn tỷ. Ha ha ha, được rồi đại gia thiên, tôi thật không nghĩ đến anh lại có nhiều tiền như vậy. Vũ Phương Đông kiềm chế kích động trong lòng, cười nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên, lập tức quay trở lại bên cạnh xe của chính mình, mở cửa rồi lôi Vũ Phương Đông ra ngoài. Vũ Phương Đông bước đi với đôi chân run rẩy, gã ta không biết mình lại làm sai điều gì nữa rồi cậu thiên tôi tôi đã đưa các anh đến đúng nơi rồi mà tiêu đông mai đang ở trong thôn nhỏ ở ngay trước mặt kia vũ phương đông sợ là hoàng thiên lại sẽ xử lý chính mình cho nên gã ta vội vàng lên tiếng giải thích làm sao mà bà ta có thể biết đến chỗ này mà chọn nó làm nơi ẩn náu được chứ hoàng thiên hỏi vũ phương đông gã cũng hiểu được lời này của hoàng thiên nghĩa là anh không tin lời nói của mình một lần nữa vội vàng giải thích, cậu Thiên, anh không cần phải nghi ngờ nữa, tôi lấy đầu mình để đảm bảo với anh, Tiêu Đông Mai đang ở trong cái thôn nhỏ này, bà ta đã ở đây được mấy ngày rồi. Tôi cũng đã từng hỏi bà A ta tại sao bà ta lại chọn cái địa phương rách nát này, nhưng mà bà ta lại nói rằng, chỉ có những nơi như thế này mới là nơi an toàn nhất, anh nhất định sẽ không nghĩ đến chuyện sẽ tìm được bà ta ở một nơi như thế này. Khuôn mặt của Hoàng Thiên không lộ ra bất cứ biểu cảm nào, anh chỉ bình tĩnh ngồi đó lắng nghe, từ đầu đến cuối cũng không nói gì nhưng mà hoàng thiên vẫn luôn quan sát vẻ mặt của vũ phương đông anh phát hiện ra được tên này hẳn là không phải đang nói dối tiêu đông mai ở trong ngôi nhà nào chắc là mày cũng biết mà đúng chứ anh phó hỏi vũ phương đông biết rất rõ biết rất rõ vũ phương đông sợ nhất là anh phó nhanh chóng gật đầu như giã tỏi cậu thiên anh xem anh phó xin chỉ thị từ phía hoàng thiên vào thôn Hoàng Thiên thản nhiên nói. Anh phó nghe xong thì lập tức hành động, kéo Vũ Phương Đông quay trở lại xe, sau đó nhanh chóng lái xe tiến vào thôn nhỏ ở phía trước mặt. Hoàng Thiên rút khẩu súng lục ở trong ngực ra, mở chốt, kéo đạn lên nòng. Đối với Tiêu Đông Mai, Hoàng Thiên vẫn không dám khinh thường và lơ là cảnh giác, người đàn bà này quá mức nham hiểm và thâm độc, muốn đối phó được với bà ta thì không thể nào nhẹ dạ cả tin được. Chẳng mấy chốc Cả năm chiếc xe đều đã tiến hết vào trong thôn nhỏ kia. Thôn này rất nhỏ, chỉ có khoảng hơn 20 hộ gia đình, vị trí lại vô cùng hẻo lánh, cho nên nơi này là một địa phương vừa hết sức tầm thường lại cũng cực kỳ kín đáo. Nếu như không phải là có Vũ Phương Đông dẫn đường, thì cho dù Hoàng Thiên có ỉm một năm cũng đừng nghĩ đến việc sẽ tìm ra được nơi ẩn náu này của Tiêu Đông Mai. Hoàng Thiên nhìn thấy Vũ Phương Đông đang bày ra dáng vẻ rẻ rúng như vậy thì trong lòng anh thật sự chỉ muốn tiêu diệt cái tên này ngay lập tức ha ha nếu như mày đã kiểm tra tiền xong rồi thì chắc hẳn cũng nên thả người đi rồi chứ nhỉ hoàng thiên lạnh lùng cười rồi nói với vũ phương đông vũ phương đông cảnh giác đưa mắt nhìn mấy người hộ tống việc chuyển tiền một lượt trong lòng gã ta vẫn cảm thấy rất không an tâm hoàng thiên có thể lấy ra được từ ngân hàng một số tiền lớn đến như vậy như vậy thì anh cũng chỉ cần hô lên một tiếng đội hộ tống chuyển tiền kia nhất định cũng sẽ đứng ra để giúp hoàng thiên anh để cho những người hộ tống chuyển tiền này rút lui khỏi nơi đây trước đi đã vũ phương đông hạ thấp giọng nói của chính mình sau đó hung dữ nói với hoàng thiên sợ rằng sẽ bị những người hộ tống chuyển tiền này nhìn ra vấn đề cô đưa bọn họ quay trở về trước đi nhớ là không được phép gây thêm rắc rối hoàng thiên nói với lưu nguyệt hoa lưu nguyệt hoa hiểu được lời hoàng thiên nói đừng gây thêm rắc rối có nghĩa là đang ám chỉ rằng cô ta không được báo cảnh sát Lưu Nguyệt Hoa đương nhiên là sẽ nghe theo những lời mà Hoàng Thiên nói. Sau khi gật đầu một cái với anh coi như là đã đồng ý thì cô ta cũng nhanh chóng rút lui cùng với những người hộ tống chuyển tiền. Một số lượng tiền mặt cách xù đang bày ra ở trên mặt đất, hai con mắt của Vũ Phương Đông cũng bị màu sắc trên tờ tiền phản chiếu lại trở thành màu xanh biếc. Trong thời điểm này, gã ta làm sao còn có tâm tình để đối phó với Hoàng Thiên được nữa. Điều mà Vũ Phương Đông cần làm gấp bây giờ chính là chuyển hết số tiền khổng lồ này đi các người mau chóng chuyển hết chỗ tiền này lên xe đi phú phương đông hạ lệnh cho đám đàn em của mình đại ca bọn em muốn chuyển nhưng cũng không cách nào nâng lên được một tên đàn em xấu hổ mở miệng báo lại vậy mày cũng không biết gọi thêm những người khác tới để mà phụ giúp hay sao phú phương đông trừng mắt rồi quát lên với tên đàn em kia vâng 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 tên đàn em bị mắng xong thì nhanh chóng đi gọi thêm khoảng mười mấy tên đồng bọn tới sau đó bắt đầu tiến hành việc chuyển tiền ra bên ngoài. Có thể thả người đi được hay chưa? Nhìn thấy tiền cũng đã được chuyển đi gần xong hết rồi, Hoàng Thiên u ám lên tiếng. Phú Phương Đông đã hoàn toàn bị tiền làm cho mở mắt, hơn nữa gã ta cảm thấy, bên mình còn có hơn 20 tên đàn em, còn bên Hoàng Thiên chỉ có tầm mười mấy người, dù như thế nào thì cũng không cần phải sợ Hoàng Thiên nữa. Hi hi, cảm ơn sự hào phóng của anh Thiên nhé nếu như anh đã rộng rãi đưa cho tôi một nghìn tỷ như vậy thì tôi đương nhiên cũng sẽ thả vợ của anh ra chứ. Vũ Phương Đông đắc ý đến mức cười không khép được miệng lại, lấy bộ đàm ra sau đó ra lệnh cho mấy tên đàn em dẫn Lâm Ngọc An xuống dưới. Có hai tên đàn em được giao nhiệm vụ trông chừng Lâm Ngọc An đang bị trói ở tầng trên, sau khi nhận được mệnh lệnh của Vũ Phương Đông, hai tên thành viên của Hắc Phong Đường lập tức dẫn Lâm Ngọc An xuống tầng dưới. Hoàng Thiên mong đợi nhìn về hướng cầu thang, khi nhìn thấy được Lâm Ngọc An đi xuống thì trong lòng của anh cũng nhanh chóng trở nên vô cùng kích động. Chỉ có điều là, sau khi Hoàng Thiên thấy được hai tay của Lâm Ngọc An đang bị trói vòng ra phía sau lưng, trên miệng còn bị nhét kín bằng một chiếc khăn lông, dáng vẻ xinh đẹp, tràn đầy sức sống nay lại trở nên tiều tụy, nhợt nhạt giống như đóa hoa bị phai mất màu sắc kia của cô thật sự khiến cho lòng người đau nhói, lửa giận của Hoàng Thiên cũng không thể nào đè ép xuống được nữa. Người đẹp Ngọc An, Chúc mừng cô đã tìm được một người chồng vô cùng thương yêu chính mình nhé. Anh ta đã đem một nghìn tỷ đến đây để mà chuộc lại cái mạng nhỏ cho cô. Cô đúng là khiến cho người nào nhìn vào cũng phải nổ mắt ghen tị mà. Vũ Phương Đông vô cùng đắc ý. Ba Hoa nói với Lâm Ngọc An. Miệng của Lâm Ngọc An vẫn còn bị chặn bởi chiếc khăn lông cho nên cô không thể phát ra tiếng được nhưng mà cô có thể nghe thấy được rất rõ ràng. Cái gì chứ, một nghìn tỷ. Hoàng Thiên vậy mà lại đem một nghìn tỷ đến đây để chuộc mình chuyện này là sự thật sao? Những cơn sóng trong lòng Lâm Ngọc An dâng trào, vừa cảm động lại vừa không thể nào tin tưởng được những gì mà cô vừa mới được nghe thấy, thậm chí cô còn thiếu chút nữa đã quên mất rằng bản thân mình vẫn còn đang ở trong tình cảnh nguy hiểm. Lâm Ngọc An ngơ ngác nhìn Hoàng Thiên, cảm thấy có những lúc, Hoàng Thiên đối với cô mà nói, thật sự là vô cùng xa là tối ngày hôm qua, vào thời điểm mà hai người vẫn còn ở trên phố đi bộ, khi Hoàng Thiên đối phó với đám côn đồ kia, anh vậy mà lại rút súng ra. Cho đến bây giờ Lâm Ngọc An cũng vẫn không biết được tại sao Hoàng Thiên lại có thể có được súng. Bởi vì gần đây, Hoàng Thiên đã thay đổi quá nhiều, cho nên có những lúc Lâm Ngọc An thực sự cũng không dám hỏi sâu thêm, cô sợ rằng nếu như bản thân mình hỏi càng nhiều thì cũng sẽ phá hủy càng nhiều hình ảnh của anh ở trong lòng của chính mình. Căn biệt thự có trị giá hàng trăm tỷ đã bị Tiêu Đông Mai cho người thiêu rụi, Hoàng Thiên nói đó là tài sản mà mẹ của anh ấy để lại cho anh ấy, điều này cũng coi như là có nguồn gốc và căn cứ đi nhưng còn một nghìn tỷ tiền mặt hiện tại, anh ấy sẽ lại giải thích với cô như thế nào đây? Lâm Ngọc An càng nghĩ càng cảm thấy khiếp sợ, ngơ ngác nhìn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn Lâm Ngọc An đang đứng trước mặt mình, anh biết vợ của anh hiện tại đang có rất nhiều chuyện không hiểu được, nhưng mà lúc này không phải là thời điểm thích hợp cho việc giải thích, có chuyện gì thì cũng đợi đến lúc về nhà rồi lại nói sau. Ngọc An, đừng sợ, em sẽ không sao đâu. Hoàng Thiên gấp gáp bước mấy bước lại gần phía Lâm Ngọc An, muốn ôm lấy Lâm Ngọc An, bao bọc cô vào trong ngực mình. Nhưng mà hai tên thành viên đang áp giải Lâm Ngọc An của Hắc Phong Đường lại không để cho anh thực hiện được ý muốn của mình. Trong hai tên đàn ông thì có một tên cao to vạm vỡ, trên mặt để bộ dâu quai nón đột nhiên trợn tròn hai con mắt lên mà hét lớn, mày con mẹ nó đã hỏi ai chưa mà đòi cứu người đi thế hả? Bốp! Hoàng Thiên đã phải đè ép một bụng lửa giận từ lâu, đến lúc này làm sao còn có thể tiếp tục chiều theo cái đám phần tử cặn bã này được nữa? Ngay tại thời điểm tên đàn ông cao lớn, thô kịch kia vừa mới dứt lời, Hoàng Thiên cũng đã vung ra một nắm đấm, đánh thẳng tới. Ối a à, tên đàn ông cao thô kịch, mặt để dâu quai nón bị đấm đau lập tức hét lên một tiếng thảm thiết, ngửa mặt lên trời mà ngã vang ra đằng sau. Tiếng cái gáy của tên đô con đó va chạm với nền đất vang lên bình bịch một tiếng, dâm gì dầm gì nhưng không thể đứng được dậy nổi, có lẽ đã bị chấn động não ở mức độ nghiêm trọng rồi. Tao đệt con mẹ mày! một tên oát con chịu trách nhiệm trông chừng lâm ngọc an khác lập tức mắng to một câu tuy rằng thân hình vừa gầy đét lại còm cõi nhưng dáng vẻ thì lại toát lên sự hung ác đồng thời tên này cũng có sức lực rất lớn tên gầy nhanh chóng rút con dao sắc nhọn gài ở bên hông ra sau đó lao thẳng đến muốn đâm vào bụng của hoàng thiên lâm ngọc an lập tức mở thật to hai mắt lo lắng quan sát hết tất thảy những chuyện đang xảy ra ở trước mắt này gấp gáp đến mức toát ra một nắm mồ hôi thay cho hoàng thiên cùng ngay lúc đó Tiêu tấn cũng dùng tốc độ nhanh nhất để mà chạy tới giúp Hoàng Thiên đối phó với cái tên gầy kia. Nhưng mà mấy người bọn họ rõ ràng là đã lo quá hóa thừa, bản lĩnh của Hoàng Thiên mà dùng để đối phó với những hạng người xấu như thế này, vẫn luôn là thành thạo có dư, vô cùng điêu luyện. Chỉ nhìn thấy Hoàng Thiên lật cổ tay một cái đã bắt được cổ tay của tên gầy kia, một tay đang tự do còn lại nhanh chóng cướp lấy con dao găm của tên đó. "Á, à, mày!" Tên gầy chỉ cảm thấy trên cổ tay truyền tới sự đau xót con dao trên tay cũng không cầm vững nữa, trong lòng cả kinh từng trận liên hồi, hoảng sợ đến mức cả người đều thấy rét lạnh. Bụp! Không đợi cho tên gầy kia kịp phản ứng lại, con dao trong tay của gã ta đã bị Hoàng Thiên cướp được, ngay sau đó Hoàng Thiên nhấc chân lên, mạnh mẽ đá một cú lên trên bụng của tên gầy. Ôi ái! Tên gầy hét lên một tiếng thảm thiết sau đó thì bị hất văng ra ngoài, bay thẳng ra vị trí cách xa Hoàng Thiên khoảng 2-3 mét, sau đó ngã nhào rồi nằm dán trên mặt đất chỉ cần dùng đến thời gian mấy giây hoàng thiên đã có thể giải quyết xong hai tên côn đồ chịu trách nhiệm trông giữ lâm ngọc an vũ phương đông thấy được cảnh này thì không ngừng tặc lưỡi hít hà dường như gã ta cũng đã mơ hồ cảm nhận được một loại cảm giác không ổn mặc dù gã ta đã từng được thấy qua sự lợi hại của hoàng thiên nhưng mà lần trước chỉ có hai người là gã ta và anh trai vũ phương kỳ của gã ta mà thôi cho nên sau khi gã ta bị hoàng thiên xử lý xong thì vẫn luôn cảm thấy không phục hôm nay đã mang nhiều người tới đây như vậy, trong lòng gã ta vốn dĩ cũng đã có chút năm chắc phần thắng. Nhưng mà, mới vừa rồi Hoàng Thiên đã biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ đến như vậy, trong lòng Vũ Phương Đông lại đột nhiên cảm thấy được có chút trột dạ. Mẹ nó, cái tên kia, tao cũng đã thả vợ của mày ra rồi, sao mày lại còn đánh bị thương người của tao nữa vậy? Vũ Phương Đông tức giận mắng, dáng vẻ hoàn toàn là đang rất có lý, bắt đầu dùng giọng điệu lý luận phải trái với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghe xong lời này của Vũ Phương Đông thì không khỏi nhếch mép cười nhạt một trận, anh cười Vũ Phương Đông quá tự coi trọng chính bản thân mình, vậy mà lại còn muốn chơi trò một tay giao tiền một tay giao người. Không chỉ là đánh bị thương người của mày, mà ngày hôm nay, mày cũng đừng nghĩ đến chuyện có thể rời khỏi đây nữa. Hoàng Thiên lạnh lùng nói với Vũ Phương Đông, ý của mày là gì? Chẳng lẽ mày còn muốn lật lọng hay sao? Ha ha, người của ông đây nhiều hơn, ông đây sẽ sợ mày sao? vũ phương đông ha ha cười nhạt một trận gã ta quả thực là không sợ hoàng thiên mày nói đúng lắm tình huống hiện tại đúng là chính là như vậy hoàng thiên vô cùng thản nhiên nói sau đó dùng ánh mắt ra hiệu cho tiêu tấn tiêu tấn từ sớm đã phải kìm nén lại đến giờ cũng đã sắp nổ tung mới vừa rồi anh ta đã muốn xông lên để xử lý cái tên vũ phương đông này rồi cái tên vũ phương đông này tỏ ra đắc ý như vậy cả nửa ngày tiêu tấn vẫn luôn nhãn nhịn chịu đựng hoàng thiên không lên tiếng anh ta cũng không dám làm loạn giờ phút này cuối cùng hoàng thiên cũng đã để cho anh ta được phép ra tay nỗi tức giận bị đang đè ép của anh ta cuối cùng cũng được giải phóng ra ngoài rồi khiến cho bọn họ cùng nằm xuống hết sao 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 tiêu tấn giơ tay lên ra hiệu cho đám đàn em nhất thời mười mấy tên đàn em của tiêu tấn lần lượt xông lên giống như mãnh hổ xuống núi vậy từng người từng người nhanh như vũ bão lao về phía đám đàn em của vũ phương đông đeo lên hết cả cho tao. Hai con người của Vũ Phương Đông nổi lên những tia máu đỏ ngầu, hét lên với mấy tên đàn em đang trông chừng nhân viên của công ty Nguyên Đạt. Nhất thời, mấy tên thành viên của Hắc Phong Đường bên kia lập tức cùng nhau vào tới, tụ tập lại cùng một chỗ với mười mấy người của Vũ Phương Đông ở bên này. Đây cũng chính là kết quả mà Hoàng Thiên mong muốn. Dù sao thì ngày hôm nay, những thành viên đi tới nơi này của Hắc Phong Đường, một tên cũng đừng hòng có thể toàn thân yên ổn không chịu bất cứ thương tổn nào mà rời khỏi đây. Hơn 20 tên thành viên của Hắc Phong Đường vẫn còn rất kiêu ngạo, trong tay mỗi người bọn họ đều cầm một cái côn ngắn, dáng vẻ chuẩn bị đánh nhau đúng thật là đâu ra đó, không hề kém chút nào. Mà mười mấy người của tiêu tấn ở nơi này cũng là ông tổ trong việc đánh lộn, hơn một nửa trong số này đều đã từng đi theo tiêu tấn lăn lộn giang hồ nhiều năm, cãi lộn đánh nhau tưởng chừng như không cân đến mạng sống nữa vậy. Mười mấy người đàn ông, trong tay người nào cũng cầm theo một cây gậy ba khúc, đồng loạt lao lên tấn công đám người thành viên của Hắc Phong Đường. Trận chiến diễn ra vô cùng khốc liệt, mấy chục người xen vào thành một đám đông lộn xộn, ra đòn rồi đáp trả lẫn nhau, tiếng chém giết vang lên đinh tai nhức ó. C Hoàng Thiên không gia nhập vào chiến đoàn hỗn loạn trước mặt. Anh tin tưởng Tiêu Tấn nhất định có thể giải quyết được đám phần tử bại hoại kia, cho nên lúc này, anh tiến lên cắt đứt dây thường giúp cho Lâm Ngọc An và rút chiếc khăn lông ra khỏi miệng của cô. Ông xã, Lâm Ngọc An bật khóc, nhào vào trong ngực của Hoàng Thiên, cô cảm thấy vô cùng tủi thân cũng vô cùng bất lự. C ngày hôm nay đối với Lâm Ngọc An mà nói giống như là người ngôi trong nhà cũng có thể phải hứng chịu tai họa từ trên trời rơi xuống vậy, đang yên ổn làm việc ở công ty cũng có thể gặp phải tai bay vạ gió như thế này. Vẫn còn may là có Hoàng Thiên tới đây cứu cô, nếu không, Lâm Ngọc An thật sự không biết được, sau ngày hôm nay chính mình sẽ có kết cục như thế nào. Sợ rằng, dù cho cô có muốn chết cũng không thể chết được chắc chắn sẽ phải chịu hết sự làm nhục của đám người kia hoàng thiên ôm lâm ngọc an vào trong ngực sau đó nhẹ nhàng võ về ở sau lưng của cô không sao không sao nữa rồi đừng sợ có anh ở đây hoàng thiên dùng giọng nói dịu dàng an ủi lâm ngọc an lâm ngọc an khóc rất thương tâm Bây giờ cô cũng không có tâm trí nào để mà hỏi Hoàng Thiên về chuyện một nghìn tỷ kia là như thế nào nữa mà chỉ muốn núp thật sâu vào trong ngực của Hoàng Thiên, thỏa thê khóc một trận thật lớn. Tất cả những nhân viên của công ty Nguyên Đạt bị bắt cóc cũng đã đứng hết dậy, bọn họ đứng ở phía xa xa nhìn hai người, trái tim cũng nhảy lên, nghẹn lại ở cổ họng. Đặc biệt là cô tiếp Tân Hoa Minh Ngọc đang đứng cùng với đám nhân viên kia, cô ấy cũng đứng ở phía xa nhìn về phía Hoàng Thiên, cảm thấy chính mình quả thực vô cùng thông minh, lanh lợi, nếu như không phải là do cô ấy gọi điện cho Hoàng Thiên, vậy thì cô ấy cùng những đồng nghiệp ở nơi này không biết sẽ gặp phải loại kết cục như thế nào nữa. Mấy phút trôi qua, trên mặt đất đã nằm đầy người, đa số đều là thành viên của Hắc Phong Đường. Đừng thấy số lượng đàn em của Tiêu Tấn ít hơn, nhưng nếu bàn về đánh nhau, những tên thành viên của Hắc Phong Đường kia vẫn chưa đủ tư cách để làm đối thủ của bọn họ đâu. Đặc biệt là phía bên này còn có Tiêu Tấn có khả năng lấy một địch người, mà Vũ Phương Đông thì lại quá yếu, căn bản là không thể đạt được đến cùng một đẳng cấp với Tiêu Tấn. Bốp. Ai nha mẹ ơi. Vũ Phương Đông ngồi xổm dưới đất gào thét kêu đau, đầu của gã ta đã bị gậy ba khúc của Tiêu Tấn đập trúng, máu chảy không ngừng. Tiêu Tấn nhảy lên, duỗi thẳng chân đá vào Vũ Phương Đông, ngay lập tức đạp bay gã ta ra ngoài. Vũ Phương Đông ôm đầu lăn ra xa thêm mấy mét, hoa mắt ngồi dậy nhìn Tiêu Tấn, trong mắt của mặt hàng này đã lộ ra vẻ sợ hãi tràn ngập. Tiêu Tấn cũng không để ý tới Vũ Phương Đông nữa, nhanh chóng giúp đàn em đánh ngã nốt những tên thành viên còn lại của Hắc Phong Đường, đợi khi tất cả bọn chúng đều đã nằm dạp trên rồi thì anh ta mới dừng tay lại. Hoàng Thiên ôm Lâm Ngọc An ngồi ở một bên, dùng ánh mắt lạnh lùng quan sát hết tất cả những chuyện này. Hoàng Thiên khá hài lòng với màn thể hiện của Tiêu Tấn. Nhìn qua một chút, bên của Tiêu Tấn chỉ có bốn người bị thương tương đối nghiêm trọng, còn những người khác chẳng qua cũng chỉ là bị thương ngoài da, còn lại đều không có gì đáng ngại. Nhưng phía Vũ Phương Đông và đám chân tay của gã ta thì lại vô cùng thê thảm, hơn 20 người đều nằm trên mặt đất không đứng dậy nổi, nhẹ nhất cũng là vỡ đầu chảy máu, nghiêm trọng hơn thì là gãy tay gãy chân, hoàn toàn mất hết sức chiến đấu. Vũ Phương Đông chẳng qua cũng chỉ là bị đánh cho trên đầu nở hoa, nếu như đem ra so sánh với đám đàn em của gã ta mà nói thì loại mặt hàng này vẫn còn chiếm được một món hời lớn. Lúc này Sắc mặt của Hoàng Thiên u ám như đáy nước sâu, anh ôm theo Lâm Ngọc An đi tới trước mặt Vũ Phương Đông. Thấy Hoàng Thiên bước về phía mình, Vũ Phương Đông hoảng hốt đến mức chảy ra từng dòng mồ hôi lạnh. Cái kết quả này, gã ta có nằm mơ cũng không ngờ được tới. Hơn 20 người đánh mười mấy người, đánh xong trận chiến này thật sự là đã khiến cho người ta quá mức bực bội. "Chu, Hoàng Thiên, ông đây đúng là đã xem thường mày rồi." Vũ Phương Đông ngồi trên mặt đất hung ác trợn mắt nhìn chằm chằm Hoàng Thiên, đồng thời không phục mà hét lên. Hoàng Thiên hừ lạnh một tiếng xem thường, nói với Vũ Phương Đông, mày thì được xem là cái thứ gì, tao còn cần mày phải xem trọng hay sao? Mẹ nó, đã thỏa thuận là đưa tiền thì thả người, ông đây cũng đã thả người ra rồi, tại sao mày vẫn còn ra tay như vậy nữa chứ? Vũ Phương Đông tức giận hét lên với Hoàng Thiên, dáng vẻ giống như là người rất có lý. Thằng khốn kiếp mày đang nói chuyện phải trái đúng sai với tao đấy sao? Hoàng Thiên khom người xuống hỏi Vũ Phương Đông đang ngồi trên mặt đất. Đúng như thế thì thế nào? Mày lật lọng mà vẫn còn mặt mũi nói những lời này với tao hay sao? Vũ Phương Đông vô cùng tức giận nói. Bốp 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 bốp. Hoàng Thiên đáp lời lại bằng bốn cái tát vào hai bên mặt của Vũ Phương Đông, khiến cho Vũ Phương Đông bị rơi mất bốn năm cái răng to, trong miệng toàn là máu nếu như mày đã cố tình muốn nói đến chuyện phải trái đúng sai vậy thì đã không thể ra tay với vợ của tao rồi mới phải có bản lĩnh thì cứ nhắm vào hoàng thiên tao mà giải quyết nhắm vào vợ của tao thì được coi là loại biện pháp gì hoàng thiên càng nói càng tức giận tung lên một cú đá hung hăng hất tung cằm của vũ phương đông lên ối an tiếng kêu gào thảm thiết của vũ phương đông thể hiện ra một nỗi đau đến thấu tim cằm của gã ta bị hoàng thiên đá cũng thiếu chút nữa gấy vụn hết từ rồi à Vừa rồi không phải vẫn còn rất thích nói đạo lý hay sao? Hoàng Thiên nắm lấy tóc của Vũ Phương Đông, kéo đầu của gã ta lên để gã ta đối diện với chính mình, sau đó giận dữ hỏi. Vũ Phương Đông thật sự không còn lời nào có thể nói nữa. Chuyện Hoàng Thiên lật lọng gã ta cũng không có cách gì để nói nổi, nhưng mà gã ta bắt cóc vợ của Hoàng Thiên, sau đó lợi dụng chuyện này để uy hiếp Hoàng Thiên, nếu nói ra thì dường như Vũ Phương Đông gã ta càng không có chút liêm sỉ nào hơn nữa vũ phương đông cũng đã nhìn ra được hoàng thiên cũng không phải là người bình thường lần này tay của gã ta quá đen rồi thực sự đã bị đánh vào chỗ chết rồi nói chuyện nếu còn tiếp tục giả câm nữa ông đây cắt đầu lười của mày để cho cả đời này mày được trở thành người câm luôn tiêu tấn tức giận lấy con dao găm ra bày ra tư thế sẵn sàng xuống tay vũ phương đông bị dọa cho sợ mất mật dáng vẻ hung ác dữ tợn của tiêu tấn thật sự không hề giống như chỉ đang đơn thuần là hù dọa người khác vâng 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 anh thiên là tôi không biết phải trái tôi không nên ra tay với vợ của anh vũ phương đông bị dọa sợ đến tè cả da quần vội vàng khua tay mềm mỏng nói hoàng thiên trao mày anh xem thường nhất chính là loại người như thế này mày muốn ngang ngược thì cứ ngang ngược đến cuối cùng đi hiện tại lại giả bộ thành cháu trai hèn mọn làm gì hoàng thiên giận dữ hỏi túm lấy tóc vũ phương đông sau đó kéo vũ phương đông lên đây không phải là lần đầu tiên vũ phương đông phải nhận lấy sự tàn bạo của hoàng thiên lần trước bị hoàng thiên đánh đến giờ gã ta vẫn còn nhớ rất rõ ràng cậu thiên cậu thiên chúng ta có gì thì từ từ nói đừng như thế này vũ phương đông hoảng sợ nhìn hoàng thiên giờ phút này gã ta chỉ là một tên hề tham sống sợ chết mà thôi bây giờ mới biết có lời thì từ từ mà nói hay sao cho rằng tiền của tao dễ tiêu đến như vậy hay sao mày có còn mạng để mà tiêu xài một nghìn tỷ đó nữa hay không đây? Hoàng Thiên hỏi. Một nghìn tỷ kia tôi một đồng cũng không dám đòi nữa. Cậu Thiên, anh tha cho tôi đi. Vũ Phương Đông bị dọa cho sắp phát khóc, chỉ còn thiếu nước quỳ xuống trước mặt Hoàng Thiên để mà cầu xin nữa thôi. Mới vừa rồi mày vẫn còn muốn tao quỳ xuống dưới chân mày. Trong mắt Hoàng Thiên toát ra vẻ lạnh lão, cản giang nghiến lợi nói. Lục bụp. Vũ Phương Đông lập tức quỳ xuống dưới chân Hoàng Thiên, vừa tự tát vào mặt của chính mình vừa run giọng nói, là do tôi gan o hơn trời, cậu Thiên, tôi quỳ xuống cầu xin anh còn không được hay sao? Hoàng Thiên càng nhìn cái tính tình này của Vũ Phương Đông thì lại càng cảm thấy con nghé này đáng ghét vô cùng. Khi giành được quyền thế thì không ngừng kiêu ngạo, khi mất quyền lực thì lại lập tức giả làm cháu trai, nghĩ rằng bày ra dáng vẻ cầu xin hèn mọn như vậy thì chính mình sẽ không làm sao à? Trên đời này làm sao có thể có được món hời như thế chứ? Nhưng mà Hoàng Thiên cũng đã dự đoán trước được rồi, cái tên Vũ Phương Đông vừa không có lá gan cũng không có đầu óc này ngày hôm nay lại dám cùng với đám phần tử cặn bã này bất ngờ đánh lén, bắt cóc người của công ty Viễn Đạt, nhất định là vì sau lưng có người sai khiến, chỉ đạo. Còn về phần có liên quan đến Tiêu Đông Mai hay là không, Hoàng Thiên vẫn không thể chắc chắn được 100%. Là ai đã sai mày đến đây? hoàng thiên đột nhiên lạnh lùng hỏi vũ phương đông hiện tại điều mà hoàng thiên khẩn cấp muốn biết được nhất chính là rốt cuộc tiêu đông mai có phải là người xúi dục đứng ở phía sau màn hay là không với thứ mặt hàng không có đầu óc giống như cái tên vũ phương đông này mà có thể nghĩ ra được loại kế hoạch nham hiểm như thế thì sợ rằng không thể chạy thoát được chỉ sự điểm của bà mẹ kế đáng chết tiêu đông mai kia nhớ lại khoảng thời gian khi vẫn còn ở hà nội vì để giữ thể diện cho cha của anh là hoàng văn thành cho nên Hoàng Thiên đối xử với Tiêu Đông Mai cũng vẫn được coi như là dơ cao đánh khẽ, chẳng qua chỉ là ghim một viên đạn lên trên đùi của Tiêu Đông Mai mà thôi. Hoàng Thiên cũng biết được, điều này hoàn toàn không đủ để cho Tiêu Đông Mai biết khó mà lui, chỉ là chính mình lúc đó đã để một hơi thở độc ác thoát ra mất rồi. Vào thời điểm mà Hoàng Thiên rời khỏi Hà Nội, Tiêu Đông Mai cũng đã sớm rời khỏi nhà họ Hoàng một cách lặng lẽ, sau đó biến mất không rõ tung tích. Dựa theo những gì mà quản gia chân đã nói, Hoàng Văn Thành đã cho người lật tung cả Hà Nội lên để tìm tiêu đông mai, nhưng không có kết quả. Cuối cùng, ngay cả Hoàng Văn Thành cũng không biết được là rốt cuộc tiêu đông mai đã đi đâu. Cho đến khi tiêu đông mai xuất hiện ở vùng lân cận, gần với thành phố Bắc Ninh, Hoàng Thiên mới chắc chắn được một điều, tiêu đông mai lộ mặt là vì muốn đối phó với anh. Trong lòng vừa nghĩ đến những thứ này, Hoàng Thiên đột nhiên nắm lấy tóc của Vũ Phương Đông, gắt gao nhìn chầm chầm vào cái tên bại hoại này, chỉ muốn moi ra được từ trong miệng của gã ta tung tích chính xác hiện tại của Tiêu Đông Mai. Vẻ mặt của Vũ Phương Đông lúc này lộ ra sự sợ hãi khôn cùng, nhưng mà hai con ngươi lại chỉ không ngừng đảo qua rồi lại đánh lại, không biết được trong lòng gã ta vẫn còn đang suy nghĩ điều gì nữa. Như thế nào, không muốn nói. Giọng nói trầm thấp của Hoàng Thiên được phủ thêm một tầng âm u, xé qua không khí mà hỏi Vũ Phương Đông. Vũ Phương Đông cuống cuồng nhìn Hoàng Thiên, gã ta há to miệng nhưng mà cuối cùng lại vẫn không hề nói bất cứ lời nào. Hoàng Thiên quả thật là đã đoán đúng rồi, Vũ Phương Đông xác thực là do Tiêu Đông Mai sai tới làm vi hệ. C nhưng mà nỗi sợ hãi của Vũ Phương Đông đối với Tiêu Đông Mai là nỗi sợ hãi xuất phát từ tận trong đáy lòng, ngay cả nhân vật lớn giống như Đinh Quang Anh kia cũng sợ hãi Tiêu Đông Mai có thừa, huống chỉ là một loại nhân vật nhỏ bé như Vũ Phương Đông chứ. Không không, anh Thiên, không, không có ai sai khiến tôi tới hết. Vũ Phương Đông lắp ba lắp bắp nói với Hoàng Thiên, rất hiển nhiên là gã ta đang không thành thật. Với mắt nhìn tinh tường của Hoàng Thiên, làm sao anh có thể không nhìn ra được trong lòng Vũ Phương Đông có bóng ma cơ chứ? Ngay cả Tiêu Tấn đang đứng ở một bên lúc này cũng phát hiện ra được Vũ Phương Đông nhất định là có vấn đề. Xem ra mày vẫn còn bị đánh ít quá, cho nên vẫn chưa học được bài học gì thì phải. Một tên quát như mày mà ra cũng cứng đấy nhỉ, đúng là thiếu đòn mà Tiêu Tấn nổi giận, rút thắt lưng bằng da của chính mình xuống, sau đó không ngừng quất xuống một trận roi lên trên người của Vũ Phương Đông. Vũ Phương Đông làm sao có thể chịu đựng được trận đòn roi như thế này chứ? Trước đó gã ta cũng đã bị đánh cho thê thảm, bầm dập cả rồi, đâu còn chịu được những đợt roi liên tiếp này của tiêu tấn nữa. Đừng đánh, đừng đánh nữa. Cậu Thiên, anh bảo đàn em của anh một câu đi, nếu như còn đánh nữa thì sẽ đánh chết tôi mất. Vũ Phương Đông kêu la thảm thiết như quỷ khóc sói gào, hét lên với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên lạnh lùng hừ một tiếng coi thường, đối với loại mặt hàng nhu nhược nhưng lại cứng miệng như Vũ Phương Đông, cứ coi như Tiêu Tấn không ra tay thì chính Hoàng Thiên cũng sẽ ra tay xử lý gã ta. Đánh chết thì đánh chết, loại hàng cặn bã giống như mày thế này, còn sống cũng chỉ làm lãng phí không khí mà thôi. Hoàng Thiên không nhanh không chậm, thản nhiên mà đáp lại lời kêu gào của Vũ Phương Đông. Vũ Phương Đông tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, trong lòng không ngừng âm thầm chửi rủa nhưng lại không dám mắng ra thành tiếng. Sau khi tiêu tấn quất liên tục hơn mười mấy roi, Vũ Phương Đông cuối cùng cũng không chịu đựng được nổi nữa. Đừng đánh, đừng đánh nữa. Tôi nói, tôi sẽ nói hết tất cả cho anh biết. Khuôn mặt Vũ Phương Đông tràn ngập dáng vẻ tuyệt vọng, khua khua tay với Hoàng Thiên, la lối như quỷ khóc sói gào mà hét lên với Hoàng Thiên. Lúc này Hoàng Thiên mới nâng tay lên, phẩy tay một cái, ra hiệu cho tiêu tấn ngừng tay không đánh vũ phương đông nữa tiêu tấn cũng lập tức dừng tay mục đích của anh ta không phải là đánh vũ phương đông mà chỉ là vì để cho loại mặt hàng này có thể nói thật vũ phương đông không ngừng thở dốc một cách kịch liệt những nơi bị làn roi quất qua trên toàn thân đều nổi lên những vết lằn màu đỏ trói mắt đúng là đã chịu đựng đủ thống khổ nói đi nếu như vẫn không dám nói ra sự thật vậy thì tự mình ngầm nghĩ thử xem hậu quả sẽ như thế nào trước đi Hoàng Thiên trầm giọng nói với Vũ Phương Đông. Vũ Phương Đông thực sự không còn dám nói dối tiếp nữa. Gã ta cũng có thể thấy rõ được, nếu như bị Hoàng Thiên phát hiện ra chính mình đang nói dối, kết cục của gã ta có lẽ sẽ vô cùng thê thảm. "Cậu Thiên, tôi không dám nói dối, đúng vậy, đúng là do bà Đông Mai ra lệnh cho tôi làm như vậy." Sau khi Vũ Phương Đông lắp bắp nói xong thì mới dám thở dài một hơi, trong lòng gã ta lúc này đang cực kỳ thấp thỏm. Dù sao thì Tiêu Đông Mai có lòng dạ vừa độc ác, ra tay lại tàn nhẫn, là một người phụ nữ không dễ trêu chọc, nếu như bán đứng bà ta, Vũ Phương Đông biết kết quả của chính mình cũng không thể nào tốt đi đâu được. Nhưng mà trong tình cảnh trước mắt như thế này, không muốn bán đứng Tiêu Đông Mai cũng không thể được, cửa ải Hoàng Thiên này cũng không phải dễ dàng là có thể vượt qua êm đẹp được. C sau khi Hoàng Thiên nghe xong lời này thì không kiềm chế được mà hung hăng nghiến chặt răng. Quả nhiên không nằm ngoài sự dự đoán của chính mình đúng thật là tiêu đông mai đã lén lút, âm thầm dở trò quỷ trong bóng tối. Đinh Quang Anh đã bị Hoàng Thiên phế bỏ khỏi chức vụ tổng đường chủ, hắc phong đường hiện tại có thể nói giống như là rằn không đầu, nhưng mà tiêu đông mai cũng không buông tha cho đám cặn bã còn lại này, còn muốn bồi dưỡng vũ phương đông, biến gã ta trở thành bù nhìn của bà ta. Chỉ cần nghĩ tới những điều này thôi, cơn tức giận của Hoàng Thiên cũng đã dâng lên đến đỉnh điểm rồi. Rất sốt, mày còn biết điều gì nữa không, tiếp tục nói Hoàng Thiên đè ép ngọn lửa giận trong lòng xuống, nói với Vũ Phương Đông. Vũ Phương Đông dứt khoát chọn đi con đường, một là không làm, hai là đã làm rồi thì sẽ không ngừng nghỉ. Dù sao thì gã ta cũng đã khai ra tiêu đông mai rồi, cho nên cũng không cần phải tiếp tục giấu giếm nữa, nếu không Hoàng Thiên có thể sẽ không tha cho gã ta. Anh Thiên, tôi đã nói hết những gì tôi biết với anh rồi. Tiêu Đông Mai ra lệnh cho tôi đi tới công ty Nguyên Đạt, bắt cóc vợ của anh là Lâm Ngọc An, sau đó đưa người đến ngoại ô của thành phố rồi giao lại cho bà ta nhưng mà tôi vẫn còn chưa kịp đưa vợ anh đi thì anh đã đuổi tới nơi rồi vũ phương đông sợ hãi đưa mắt liếc nhìn hoàng thiên thận trọng khai báo nghe xong lời này của vũ phương đồng hoàng thiên khẽ gật đầu anh biết được những lời này của vũ phương đông chắc hẳn không phải là nói dối như vậy thì tiêu đông mai đang ở ngoại ô của thành phố sao bà ta đang ở nơi nào chắc hẳn là mày cũng biết được, đúng chứ? Hoàng Thiên hỏi Vũ Phương Đông. Sao ừ? Vũ Phương Đông chỉ nhanh chóng gật đầu, sau đó cũng không tiếp tục nhiều lời nữa. Nắm đấm của Hoàng Thiên lặng lẽ siết lại thật chặt, trong đầu sắp xếp lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, sau khi ngẫm nghĩ một hồi thì mới phát hiện ra, chuyện này cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Cô vợ nhỏ chỉ bị dọa sợ chứ không gặp nguy hiểm gì quá lớn, nhưng mà Tiêu Đông Mai lại để lộ ra cái đuôi cáo của chính mình, hơn nữa hành tung của bà ta cũng đã bị bại lội Hoàng Thiên liếc mắt nhìn quanh một lượt hơn 20 tên thành viên của Hắc Phong Đường đang nằm lê lết ở dưới mặt đất không dậy nổi, sau đó nói với Tiêu Tấn, đưa hết toàn bộ đám người này quay trở về, chú ý và chăm sóc lại cho bọn họ một phen thật tốt. Sau đó lại giúp bọn họ chụp mấy bức ảnh đẹp, sau này nếu như còn nhìn thấy bọn họ ở thành phố Bắc Ninh thì cứ gặp một lần lại đánh một lần. Vâng, Tiêu Tấn lên tiếng đáp lại lời của anh, sau đó ra lệnh cho đám đàn em áp giải mấy tên thành viên đang nửa sống nửa chết của hắc phong đường kia rời đi nhưng mà tiêu tấn lại không rời đi theo anh ta biết được hoàng thiên nhất định sẽ đi tìm tiêu đông mai anh ta không yên tâm để cho hoàng thiên đi tìm bà ta một mình tại sao cậu còn chưa đi hoàng thiên hỏi tiêu tấn anh thiên anh nhất định là muốn đi đến ngoại ô thành phố để tìm tiêu đông mai tính sổ đúng chứ nhưng nếu như để anh đi một mình tôi không yên tâm Tiêu Tấn giải thích với Hoàng Thiên, anh ta biết nếu lỡ như Hoàng Thiên có xảy ra sơ suất gì, lão Việt chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh ta được, cho nên anh ta không dám có bất cứ một chút lơ là nào. Hoàng Thiên suy nghĩ một chút, nếu như tự đi một mình thì đúng quả thật là không ổn, có quỷ mới biết được bên người Tiêu Đông Mai có bao nhiêu tay chân. Vậy như thế này đi, cậu dẫn theo đàn em đưa đám thành viên của Hắc Phong đường quay về trước đi, tôi sẽ bảo anh phó đi cùng với tôi chuyến này. Hoàng Thiên nói với Tiêu Tấn. Tiêu Tấn nghe xong những lời này thì lập tức yên tâm, ở thành phố Bắc Ninh, anh phó và Tiêu Tấn anh ta đều là những kẻ có tiếng tăm, tên đó cũng là một viên tướng dũng mãnh. Được rồi cậu Thiên, vậy thì tôi sẽ bảo anh phó dẫn theo một ít đàn em nữa đi theo. Tiêu Tấn vừa nói vừa lấy điện thoại ra gọi cho anh phó, bảo anh ta dùng tốc độ nhanh nhất dẫn theo đàn em rồi chạy tới nơi này. Sau khi gọi điện thoại xong, Tiêu Tấn áp giải hơn 20 tên thành viên của Hắc Phong đường đi dưới sự chỉ đạo và mưu tính của Hoàng Thiên, Lâm Ngọc An cũng được tiêu tấn đưa đi, rời khỏi nơi này và quay trở về trung tâm giải trí của anh ta. Hoàng Thiên kéo theo Vũ Phương Đông, sau đó gọi điện thoại cho Lưu Nguyệt Hoa, bảo cô ta lập tức đưa xe hộ tống tiền đi tới, chuyển lại 1.000 tỷ tiền mặt trở về. Không mất nhiều thời gian, Lưu Nguyệt Hoa đã chạy tới nơi, sau khi cho người chuyển tiền lên xe rồi thì lập tức mang trở về. Lại qua thêm mấy phút nữa, mười mấy chiếc ô tô con dùng vận tốc lớn lao tới rồi dừng lại ở trước cửa công ty nguyên đạt hoàng thiên vừa nhìn qua một lượt những chiếc xe con vừa mới dừng lại ở trước cửa công ty nguyên đạt thì cũng biết được đó là người do anh phó gọi tới cậu thiên tôi tới rồi anh phó là người đầu tiên bước xuống khỏi đoàn xe sau đó anh ta cũng nhanh chóng chạy đến bên cạnh hoàng thiên mở lời chào hỏi cường điệu quá rồi sao lại đưa theo nhiều người tới đây như vậy hoàng thiên nở một nụ cười mỉm Ý định ban đầu của anh chỉ là muốn để cho anh phó tùy tiện dẫn theo vài người đến là được rồi. Nhưng thật không ngờ tới, anh phó lại gây ra một trận náo động lớn đến như thế, vậy mà lại đưa đến hơn 30 người. Anh phó gãi gãi đầu cười, nói với Hoàng Thiên, người càng đông thì khí thế càng mạnh mà, nhất định phải đảm bảo được sự an toàn cho cậu Thiên Anh chứ. Hoàng Thiên khẽ mỉm cười, nói với anh phó, để lại 10 người, còn những người khác thì đều quay trở về đi. Hả? anh phó giật mình, ngẩn người ra. Nhưng mà anh ta cũng không dám chống lại ý của Hoàng Thiên, ngay lập tức tự mình chạy đi chọn ra 10 người có bản lĩnh cũng được xem là khá nhất, sau đó đuổi hết những người còn lại quay trở về. Vũ Phương Đồng ngồi xổm ở bên chân của Hoàng Thiên, không có mệnh lệnh của Hoàng Thiên, loại hàng này cũng không dám nhúc nhích thân người dù chỉ là một chút. Sau khi nhìn thấy Hoàng Thiên chỉ cần gọi một cuộc điện thoại đã có thể huy động được nhiều người đến như vậy, trong lòng Vũ Phương Đông thật sự vẫn luôn khiếp sợ không thôi. Vốn dĩ Vũ Phương Đông cho rằng Hắc Phong Đường đã đủ trâu rồi, nhưng mà ngày hôm nay gã ta mới biết được, thực lực của Hoàng Thiên ở thành phố Bắc Ninh này thế mà cũng lớn đến như vậy, không hề thua kém so với Hắc Phong Đường. Càng huống chỉ, hiện tại Hắc Phong Đường đã là con rắn mất đầu rồi, tổng đường chủ Đinh Quang Anh đã bị Hoàng Thiên phế truất khỏi chức vị, thực lực của Hắc Phong Đường hiện tại đã không còn được lớn mạnh như lúc trước nữa. Trong lòng Vũ Phương Đông tính toán thiệt hơn trong những thứ này, gã ta có thể mơ hồ cảm nhận được, việc mình giúp đỡ Tiêu Đông Mai đi đối phó với Hoàng Thiên quả thực là một hành động vô cùng ngu xuẩn. Nhưng mà bây giờ có hối hận thì cũng đã muộn, tuy rằng gã ta đã bị Hoàng Thiên xử lý bầm dập đến như thế này rồi nhưng mà chuyện này hình như vẫn chưa được tính là đã giải quyết xong, dường như Hoàng Thiên không hề có ý định sẽ bỏ qua cho gã ta. Đợi đến lúc gặp được Tiêu Đông Mai, vậy thì gã ta sẽ rơi vào tình huống phải đối mặt với cả hai bên mà hai bên đều không phải người, hơn nữa, kẻ nào gã ta cũng đã đắc tội hết rồi. Đúng là đặc sắc chết được. C trong lòng Vũ Phương Đông vô cùng buồn phiền, hối hận nhưng mà gã ta cũng không dám lên tiếng nói gì, chỉ ngoan ngoãn ngồi xổm ở nơi đó, giống như một tên nô lệ thấp hèn vậy. Anh phó liếc mắt một cái cũng có thể thấy được Vũ Phương Đông đang ngồi xổm ở bên chân của Hoàng Thiên, sau đó lại không kiềm chế được mà nhíu mày một cái. Cậu Thiên, tên oát này chính là kẻ cầm đầu đám người đi tìm phiền phức kia đấy à. Anh phó chỉ vào Vũ Phương Đông đang ngồi xổm trên mặt đất, vừa tức giận vừa khinh thường trước dáng vẻ thấp kém kia của gã ta, lên tiếng hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cười nhạt, hờ hững đáp lời, không sai, chính là anh ta. Con mẹ nói, anh phó đột nhiên bộc phát cơn giận dữ, xông lên năm lấy tóc của Vũ Phương Đông, ngay sau đó nhấc chân, hung hăng tung hai cú đá xuống mặt của gã ta. Vũ Phương Đông bị đá cho đến mức trong miệng toàn là máu tươi, răng cửa cũng rơi ra ngoài, hoàn toàn bị dậy dỗ như một con chó. Thằng nhãi con này, mày ăn phải gan hùm mật gấu rồi có đúng không? Dám động vào cậu thiên của bọn tao, có phải là mày cảm thấy mày sống đủ lâu rồi hay không? Anh phó túm lấy Vũ Phương Đông rồi kéo gã ta lên, trợn trừng hai con mắt dữ tợn mà quát lên hỏi. Giờ phút này ruột gan của Vũ Phương Đông cũng dối như tơ vò, hối hận không thôi sớm biết sẽ có loại kết quả như thế này thì cho dù có như thế nào, gã ta cũng sẽ không đồng ý với đề nghị của Tiêu Đông Mai. Cùng lắm thì không làm đường chủ của Hắc Phong đường nữa mà thôi, hiện tại thì hay rồi, đã bị hành thành một thằng cháu trai, cái này cũng quá mức dày vò rồi thì phải. Trong lòng Vũ Phương Đông không ngừng âm thầm kêu khổ, đối diện với dáng vẻ hung thần khát máu giống như anh phó, bắp chân của Vũ Phương Đông cũng bị chuột rút đến căng cứng. Người anh em này, tôi, vừa mới đây thôi tôi cũng đã nhận sai với cậu thiên rồi vũ phương đông mở miệng dùng giọng nói run rẩy nói với anh phó mày con mẹ nó vẫn còn dám cố tình già mồm anh phó đấm một cú vào bên miệng của vũ phương đông vũ phương đông hoàn toàn không dám mở miệng lên tiếng nữa gã ta quả thật là không chịu nổi những cú đánh dữ dội như vậy của anh phó sao lại giả thành thằng câm rồi nói chuyện mau anh phó lại tiếp tục dáng hai bạt tai xuống mặt của vũ phương đông Dùng lực mạnh đến nỗi khiến cho Vũ Phương Đông suýt chút nữa thì té ngã trên mặt đất. Trong lòng Vũ Phương Đông lập tức trào ra tiếng mắng tám đời tổ tông của anh phó, nói chuyện cũng bị đòn, không nói chuyện cũng vẫn bị ăn đòn, rốt cuộc có để cho người ta sống hay là không đây? Anh Thiên, anh nói với anh ta một câu đi, tôi thực sự không chịu nổi nữa rồi. Vũ Phương Đông ngước khuôn mặt đau khổ lên đều cầu cứu Hoàng Thiên, dáng vẻ kia thật sự là yếu ớt lại tội nghiệp đến vô cùng. Hoàng Thiên dĩ nhiên không cảm thấy loại mặt hàng này đáng thương, nhưng mà anh vẫn còn cần thứ hàng này dẫn đường, nếu như đánh cho đến mức không dẫn đường nổi nữa thì cũng không được. Đừng đánh tên đó nữa, đưa anh ta lên xe đi, để cho anh ta dẫn đường, đi tìm tiêu đông meo. Hoàng Thiên trầm giọng nói với anh Phó. Những lời này quả nhiên rất có tác dụng, nếu không phải vì có Hoàng Thiên lên tiếng, nói không chừng anh Phó vẫn còn muốn xử lý tên Vũ Phương Đông này tiếp. Lên xeo anh phó quát lên với vũ phương đông. Tông đông nào dám không nghe theo. Gã ta ngoan ngoãn trèo lên xe của anh phó. Anh phó lái xe đi dẫn đầu, để cho vũ phương đông chỉ đường. Hoàng thiên lái xe đi theo ở phía sau. Mười tên đàn em mà anh phó giữ lại chia ra ngồi vào trong ba chiếc xe khác. Một đoàn xe năm chiếc nhanh chóng nối đuôi nhau lao về phía ngoại ô của thành phố. Lái xe ra phía ngoài được khoảng mấy chục cây số, trong lòng Hoàng Thiên đột nhiên lại có chút lo lắng nếu như những gì mà Vũ Phương Đông nói là sự thật, vậy thì dễ giải quyết hơn rất nhiều. Ngày hôm nay 8, 9 phần 10 là có thể gặp được Tiêu Đông Mai. Nhưng nếu như Vũ Phương Đông đang giả mù nói nhảm, vậy thì cũng đồng nghĩa với việc anh đã bị gã ta đùa giỡn một phen rồi. Nghĩ đến điểm này, trong lòng Hoàng Thiên cũng có chút bất an, anh thật sự rất cần phải gặp được Tiêu Đông Mèo bởi vì điểm quan trọng là thủ đoạn của Tiêu Đông Mai vô cùng ác độc. Hơn nữa bà ta còn nấp ở trong bóng tối để mà sai khiến đồng bọn, Hoàng Thiên sao có thể chịu nổi sự dày vò như vậy của bà ta đối với cuộc sống của anh chứ? Lại đi thẳng về phía trước thêm mười mấy cây số nữa, xa của anh phó mới quẹo sang trái, chạy lên trên con đường đất về hướng một thôn nhỏ. Trong lòng Hoàng Thiên cảm thấy vô cùng bất ngờ, không ngờ tới tiêu đông mai vậy mà lại chọn một địa phương vắng vẻ như thế này để làm nơi lẩn trốn. Ở trong loại hoàn cảnh như thế này chắc hẳn là rất gian khổ, người luôn luôn sống trong nhung lụa xa hoa giống như tiêu đông mai có thể chịu đựng được cuộc sống ở nơi này hay sao? Không đợi Hoàng Thiên tiếp tục nghĩ sâu thêm về vấn đề này, xe của anh phó ở phía trước đã dừng lại. Hoàng Thiên cũng nhanh chóng dừng xe lại bên đường, sau đó chỉ thấy anh phó xuống khỏi xe rồi chạy chậm về phía xe mình. Cậu Thiên, có nhìn thấy cái thôn nhỏ ở phía đăng trước kia không? Vũ Phương Đông nói tiêu đông mai đang ở chỗ đó anh phó chỉ chỉ vào một cái thôn nhỏ cách đó khoảng hơn 100 mét, vừa chỉ vừa nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không nói gì, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu cho anh phó, ý bảo anh phó dẫn Vũ Phương Đông ra ngoài thăm dò trước. Anh phó nhanh chóng hiểu được ý tứ của Hoàng Thiên, lập tức quay trở lại bên cạnh xe của chính mình, mở cửa rồi lôi Vũ Phương Đông ra ngoài. Vũ Phương Đông bước đi với đôi chân run rẩy, gã ta không biết mình lại làm sai điều gì nữa rồi. Cậu Thiên, tôi, tôi đã đưa các anh đến đúng nơi rồi mà tiêu đông mai đang ở trong thôn nhỏ ở ngay trước mặt kia vũ phương đông sợ là hoàng thiên lại sẽ xử lý chính mình cho nên gã ta vội vàng lên tiếng giải thích làm sao mà bà ta có thể biết đến chỗ này mà chọn nó làm nơi ẩn náu được chứ hoàng thiên hỏi vũ phương đông tông đông cũng hiểu được lời này của hoàng thiên nghĩa là anh không tin lời nói của mình một lần nữa vội vàng giải thích cậu thiên anh không cần phải nghi ngờ nữa tôi lấy đầu mình để đảm bảo với anh Tiêu Đông Mai đang ở trong cái thôn nhỏ này, bà ta đã ở đây được mấy ngày rồi. Tôi cũng đã từng hỏi bà ta ta tại sao bà ta lại chọn cái địa phương rách nát này, nhưng mà bà ta lại nói rằng, chỉ có những nơi như thế này mới là nơi an toàn nhất, anh nhất định sẽ không nghĩ đến chuyện sẽ tìm được bà ta ở một nơi như thế này. Khuôn mặt của Hoàng Thiên không lộ ra bất cứ biểu cảm nào, anh chỉ bình tĩnh ngồi đó lắng nghe, từ đầu đến cuối cũng không nói gì. Nhưng mà Hoàng Thiên vẫn luôn quan sát vẻ mặt của Vũ Phương Đông, anh phát hiện ra được tên này hẳn là không phải đang nói dối tiêu đông mai ở trong ngôi nhà nào chắc là mày cũng biết mà đúng chứ anh phó hỏi vũ phương đông biết rất rõ biết rất rõ vũ phương đông sợ nhất là anh phó nhanh chóng gật đầu như giã tỏi anh thiên anh xem anh phó xin chỉ thị từ phía hoàng thiên vào thôn hoàng thiên thản nhiên nói anh phó nghe xong thì lập tức hành động kéo vũ phương đông quay trở lại xe sau đó nhanh chóng lái xe tiến vào thôn nhỏ ở phía trước mặt. Hoàng Thiên rút khẩu súng lục ở trong ngực ra, mở chốt, kéo đạn lên nòng. Đối với Tiêu Đông Mai, Hoàng Thiên vẫn không dám khinh thường và lơ là cảnh giác, người đàn bà này quá mức nham hiểm và thâm độc, muốn đối phó được với bà ta thì không thể nào nhẹ dạ cả tin được. Chẳng mấy chốc, cả năm chiếc xe đều đã tiến hết vào trong thôn nhỏ kia. Thôn này rất nhỏ, chỉ có khoảng hơn 20 hộ gia đình, vị trí lại vô cùng hẻo lánh, cho nên nơi này là một nơi vừa hết sức tầm thường lại cũng cực kỳ kín đáo. Nếu như không phải là có vũ phương đông dẫn đường, thì cho dù Hoàng Thiên có tìm một năm cũng đừng nghĩ đến việc sẽ tìm ra được nơi ẩn náu này của tiêu đông mai. Anh Thiên, chính là ở trong hộ gia đình này. Sau khi Vũ Phương Đông xuống xe thì lập tức chỉ vào một căn nhà mái bằng nhỏ bên đường. Hoàng Thiên nhìn theo hướng ngón tay của Vũ Phương Đông, đó là một căn nhà mái bằng ba gian rưỡi, tường gạch vỡ mái lập ngói, Nhìn qua thì cũng chỉ là một ngôi nhà của hộ nhà nông rất đối bình thường. Chặn hết tất cả cửa trước và cửa sau lại, không được để cho Tiêu Đông Mai chạy thoát khỏi nơi này. Hoàng Thiên ra lệnh cho anh phó. Anh phó lập tức đáp lời, sau đó nhanh chóng dẫn người đi chặn cửa sau. Hoàng Thiên bước vào nhà từ cửa chính, phía sau lưng Hoàng Thiên còn có bốn người đàn em của anh phó đi theo. Còn cái tên Vũ Phương Đông kia hiện tại là kẻ ngoan ngoãn nhất, không cần Hoàng Thiên phải lên tiếng ra lệnh cho gã ta gã ta cũng cúp đuôi đi theo phía sau lưng anh. Không mất bao lâu, Hoàng Thiên đã tiến vào trong sân nhà. Nhưng mà điều khiến cho Hoàng Thiên bất ngờ nhất đó chính là, anh chỉ thấy được một đôi vợ chồng khoảng chừng hơn 50 tuổi, trong tay cầm sẻng đột một lao vọt ra từ bên trong nhà. Sau lưng của đôi vợ chồng kia còn có một gã thanh niên trẻ, có lẽ là khoảng 20 tuổi, trong tay gã thanh niên kia còn cầm một con dao phay, phẫn nộ trợn chừng mắt lên nhìn đoàn người của Hoàng Thiên mà điều khiến cho hoàng thiên càng sửng sốt hơn nữa là anh chỉ vừa mới bước chân vào sân nhưng sao chủ nhân của mảnh sân này lại đã kích động đến mức như thế này rồi vậy các người muốn làm cái gì vậy gã thanh niên trẻ tuổi lao vào tới chắn giữa đôi vợ chồng và đoàn người của hoàng thiên vừa vung vẩy con dao phai cầm trong tay vừa hét lên với hoàng thiên hoàng thiên biết được một nhà ba người này đã có hiểu lầm gì đó có lẽ bọn họ cho rằng anh đến là để nhằm vào bọn họ người anh em nhỏ này không cần phải kích động, một lát nữa bất kể có xảy ra chuyện gì đi nữa thì cũng không có liên quan đến một nhà ba người các người. Hoàng Thiên trấn an gã thanh niên trẻ tuổi đang kích động kia. Gã thanh niên trẻ tuổi kia rõ ràng là không ăn dáng vẻ hòa nhã này của Hoàng Thiên, nghi ngờ đảo tròn cặp mắt trắng dã của chính mình, nói: "Các người dẫn theo nhiều người tới đây như vậy là muốn làm cái gì?" "Ấy, đây không phải là anh Phương Đông hay sao?" Khi gã thanh niên trẻ tuổi kia nhìn thấy Vũ Phương Đông thì đột nhiên rơi vào tình trạng chố mắt nghẹn học, bởi vì dáng vẻ của Vũ Phương Đông lúc này thê thảm đến mức không nỡ nhìn. Mặt sưng mũi phù cũng không nói, trên miệng còn toàn là máu tươi, tóc cũng xù lên như cái ổ gà vậy. Vũ Phương Đông dùng sức nháy mắt với gã thanh niên kia một cái, ý bảo gã thanh niên nhanh chóng tránh sang một bên, nhường đường lại cho đoàn người của Hoàng Thiên. Nhưng mà gã thanh niên trẻ tuổi kia lại dường như không thèm quan tâm đến sự ra hiệu của Vũ Phương Đông, Nơi này chính là nhà của cậu ta, hơn nữa những người ở trong thôn nhỏ này căn bản đều là họ hàng trong cùng một dòng họ, chỉ cần kêu lên một tiếng, lập tức sẽ có hai ba chục người lao tới. Anh Phương Đông, có phải là anh đã bị cái tên này ép buộc gì hay không? Bọn họ tới đây để tìm chị Đông Mai sao? Gã thanh niên trẻ tuổi hỏi Vũ Phương Đông. Vũ Phương Đông không dám lên tiếng, trong lòng gấp gáp đến mức từng đợt mồ hôi lạnh nối nhau chảy xuống sau khi hoàng thiên nghe xong lời nói của gã thanh niên trẻ kia thì trong lòng lập tức nổi lên một trận kích động xem ra vũ phương đông không hề nói dối tiêu đông mai quả nhiên là đang ở nơi này ha ha cậu với chị đông mai của cậu quen thân lắm hay sao tránh ra đi cậu em nhỏ một lát nữa mà làm bị thương đến cậu thì không tốt lắm đâu hoàng thiên khẽ mỉm cười khuyên nhủ gã thanh niên gã thanh niên trẻ tuổi cắn răng nhanh chóng lấy điện thoại ra muốn gọi thêm người đến Hoàng Thiên cũng không có ngăn cản gã thanh niên kia, anh biết rõ ràng rằng, một khi gây tiếng động ở nơi này thì không cần gọi cũng sẽ có người dân trong thôn chạy tới để giúp đỡ, những thứ này đều là chuyện đã nằm trong dự tính. Sau khi gã thanh niên trẻ tuổi kia gọi điện thoại xong, bắt gặp được dáng vẻ bình tĩnh, thong dong của Hoàng Thiên thì trong lòng gã thanh niên này đột nhiên lại cảm thấy có chút bối rối. Tôi đã gọi thêm người tới đây rồi, anh còn không mau đi đi. Hay là anh thật sự không biết chữ chết được viết như thế nào sao? Gã thanh niên trẻ tuổi đảo tròng mắt trắng dã, hỏi Hoàng Thiên: "Nếu như cậu còn tiếp tục không tránh đường ra, vậy thì cũng đừng trách tôi." Sắc mặt của Hoàng Thiên bỗng nhiên trầm xuống, anh không có thời gian để mà lãng phí cùng với cái tên nhóc con làm càn làm bậy này. Gã thanh niên trẻ tuổi cũng không hề tỏ ra yếu thế chút nào, nắm chặt con dao phay ở trong tay sau đó chĩa thẳng về phía trước mặt của Hoàng Thiên, không ra tay chém Hoàng Thiên nhưng cũng không hề nhường đường rõ ràng là đang kéo dài thời gian để đợi người tiếp viện tới. Hoàng Thiên không để ý tới gã thanh niên trẻ tuổi này nữa, dẫn theo bốn người phía sau lưng, bước chân tiến lên, muốn đi vào bên trong nhà. Đứng lại hết cho tôi, nếu như còn bước thêm một bước nữa, tôi sẽ chém chết An Hy. Gã thanh niên nổi giận, trợn mắt lên hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên quay đầu lại, lạnh lùng nhìn gã thanh niên trẻ tuổi một cái, đương nhiên, Hoàng Thiên cũng không phải là loại người tùy tiện làm thương tổn đến những người vô tội, dẫu sao thì chính anh cũng biết được rõ ràng, loại hành động này của anh dù cho có nói như thế nào đi nữa thì cũng sẽ bị coi là tự tiện xâm phạm vào nhà dân, nếu như còn gây tổn thương cho người dân nữa, vậy thì sự việc sẽ biến thành quá đáng. Cậu tốt nhất là đừng nên làm những chuyện điên rồ, đợi sau khi tôi tìm được cái người mà cậu gọi chị Đông Mai đó rồi thì sẽ lập tức dẫn theo bà ta rời khỏi nơi này. Hoàng Thiên thấp giọng nói. Không thể được, chị Đông Mai là thần tài của nhà chúng tôi, anh nói đưa đi là có thể cứ thế mà đưa đi được sao?" Gã thanh niên trẻ tuổi tức giận nói. Hoàng Thiên vừa nghe xong thì lập tức hiểu ra, chẳng trách một nhà ba người này lại liều mạng đến như vậy, hóa ra là Tiêu Đông Mai đã cho bọn họ được hưởng một chút lợi ích. "Thần tài sao? Bà ta cho các người bao nhiêu tiền?" Hoàng Thiên lạnh lùng cười một tiếng. "Một ngày ở đây, chị Đông Mai sẽ cho nhà chúng tôi 15 triệu." Nếu như anh dám động đến chị Đông Mai, vậy thì tôi sẽ liều mạng với anh." Gã thanh niên trẻ tuổi vậy mà cũng rất thành thật, trực tiếp nói thẳng mức giá ra với Hoàng Thiên. Nghe xong câu này, Hoàng Thiên quả thực là có điểm dở khóc dở cười, nhưng mà anh cũng không nghĩ đến chuyện sẽ làm gã thanh niên trẻ tuổi này bị thương, như thế này đi, một chút nữa tôi sẽ đưa cho cậu 150 triệu, cậu đừng có tiếp tục chống đối với tôi nữa là được. "Này." Hai mắt của gã thanh niên trẻ tuổi nhất thời mở ra thật to, 150 triệu đối với gã thanh niên trẻ tuổi kia mà nói thì đó quả thực là một con số không hề nhỏ chút nào, dĩ nhiên cũng có được sức cám dỗ rất lớn. Điều anh nói có phải là thật hay không? Đương nhiên. Hoàng Thiên nói xong thì không tiếp tục dây dưa nữa, nhanh chóng sải bước đi về phía cửa. Quả nhiên có tiền thì có thể mở được cả con đường của thần linh. Có lời hứa hẹn 150 triệu kia của Hoàng Thiên, gã thanh niên trẻ tuổi cũng không hung hăng nữa mặc dù gã thanh niên trẻ tuổi vẫn còn nửa tin nửa ngờ nhưng cũng không cản đường của hoàng thiên nữa sao lời của bất cứ người nào con cũng đều tin vậy hả mẹ của gã thanh niên trẻ tuổi oán giận nói mẹ một lát nữa toàn bộ người trong thôn cũng đều tới đây nếu như cái tên kia dám nói lời mà không giữ lời vậy thì con sẽ khiến cho anh ta phải nằm mà đi ra ngoài gã thanh niên trẻ tuổi he he cười hai tiếng rõ ràng là đã vạch sẵn hết ý định từ sớm rồi Hoàng Thiên cũng đã nghe thấy được hết cuộc hội thoại này, nhưng anh cũng không có tâm trạng nào để mà lãng phí miệng lưỡi với hai người bọn họ. Chỉ cần một lát nữa anh có thể bắt được Tiêu Đông Mai, cho bọn họ 150 triệu cũng không sao, vốn dĩ cũng không phải là vấn đề gì lớn. Sau khi bước vào trong cửa, Hoàng Thiên liếc mắt một cái đã thấy được anh Phó. Chỉ thấy trên mặt anh Phó đang tràn ngập vẻ nóng nảy, dẫn theo sáu tên đàn em cẩn thận tìm kiếm khắp bên trong nhà. Cậu Thiên, Nhà này tổng cộng có 3 căn phòng, ngoài ra còn có một phòng bếp, tất cả đều đã được tìm kỹ một lượt rồi nhưng không tìm được người. Anh phó vô cùng đau đầu, báo lại với Hoàng Thiên. Sau khi nghe xong lời này, trong lòng của Hoàng Thiên cũng trở nên nặng nề, này quả thực là không ổn, chẳng lẽ Tiêu Đông Mai nghe thấy tiếng gió nên đã chạy trước rồi hay sao? Sau khi quay đầu lại nhìn Vũ Phương Đông một cái, Hoàng Thiên ngay lập tức liền gạt bỏ suy nghĩ này của chính mình. Vũ Phương Đông vẫn luôn ở trong tầm mắt của chính mình, những tên thành viên của Hắc Phong Đường kia cũng đã bị Tiêu Tấn đưa đi cả rồi, bọn họ cũng không thể có cơ hội nào để mà báo tin cho Tiêu Đông Mai. Trừ khi Tiêu Đông Mai có thể dự đoán trước được tương lai, mới có thể biết được Vũ Phương Đông đã thất thủ, hơn nữa còn dẫn người tới nơi này để bắt bà ta để mà chạy trốn. Nghĩ đến điểm này, Hoàng Thiên lại liếc mắt nhìn về phía gã thanh niên trẻ tuổi, nói, người anh em nhỏ này, chỉ cần cậu giao chị Đông Mai của cậu ra đây cho tôi cậu muốn bao nhiêu tiền thì cứ tự mình nói ra là được. Gã thanh niên trẻ tuổi âm thầm nuốt nước miếng, dáng vẻ kia của cậu ta rõ ràng là một kẻ vô cùng tham tiền. Đương nhiên rồi, trên cõi đời này làm gì có ai không hám tiền đâu chứ. Ngoại trừ 150 triệu anh vừa mới nói hồi nấy, tôi muốn anh cho tôi thêm 30 triệu. Hoàng Thiên vô cùng bất ngờ, gã thanh niên trẻ tuổi này bỏ ra nhiều công sức đến như vậy, chỉ là vì muốn đòi anh thêm 30 triệu thôi hay sao? Tôi cho cậu thêm 300 triệu, lập tức nói cho tôi biết, chị Đông Mai của cậu đang được giấu ở nơi nào." Hoàng Thiên nói. Gã thanh niên trẻ tuổi thiếu chút nữa thì ngã lăn ra đất, nghe xong lời của Hoàng Thiên thì cậu ta chỉ còn cảm thấy lâng lâng như chính mình đang nằm mơ mà thôi. 300 triệu, ở nơi này cũng đủ để cho gã thanh niên trẻ tuổi cưới được một cô vợ rồi, cậu ta có thể không kích động hay sao? "Ở, ờ, ở, ở, ở trong hầm trú ẩn." Người phụ nữ trung niên kia chắc chắn là đang trốn xuống dưới hầm trú ẩn rồi. Gã thanh niên trẻ tuổi chỉ vào nền đất ở phía bên trái của ngôi nhà, lớn tiếng hô lên với Hoàng Thiên, lúc này cậu ta cũng không là chị Đông Mai này chị Đông Mai nọ nữa, mà gọi thẳng Tiêu Đông Mai là người phụ nữ trung niên rồi. Trong lòng Hoàng Thiên lập tức dâng lên sự kích động, nhanh chóng nháy mắt với anh phó. Anh phó dẫn theo đám đàn em vọt vào phía bên trái của căn nhà, mở nắp của hầm trú ẩn lên. Trong một khoảnh khắc khi nắp hầm trú ẩn được mở ra, trong lòng Hoàng Thiên cũng dâng lên kích động vô cùng. Đối với Hoàng Thiên mà nói, hiện tại anh thật sự quá muốn nhìn thấy được Tiêu Đông Mai ngay lập tức. Bởi vì người đàn bà này thực sự là quá nguy hiểm, Hoàng Thiên vẫn luôn có một loại cảm giác chính mình sẽ bị bà ta làm cho rất thê thảm, có thể đây chính là bóng ma tuổi thơ vẫn luôn ám ảnh trong lòng anh. Anh phó cũng âm thầm nuốt nước miếng, anh ta cũng rất mong đợi có thể nhìn thấy được Tiêu Đông Mai ngay tức khắc anh A à muốn lập được công lớn ở trước mặt của Hoàng Thiên. Ngay khoảnh khắc nắp hầm được nhấc lên, một luồng không khí ẩm thấp và lạnh lẽo như từ cõi âm bất ngờ tản ra, mùi hương bên trong hầm trú ẩn cũng rất kỳ lạ. Không gian bên dưới chỉ có một màu đen tối, không nhìn rõ được bất cứ thứ gì, anh Phó nói với gã thanh niên trẻ tuổi, có đèn pin hay không vậy? Có có có, tôi lập tức đi lấy đến cho anh. Gã thanh niên trẻ tuổi đã hoàn toàn nghiêng về phía của Hoàng Thiên, bởi vì Hoàng Thiên đã hứa hẹn sẽ cho cậu ta 300 triệu, cho nên gã thanh niên trẻ tuổi cũng thay đổi thái độ, trở nên vô cùng ân cần. Rất nhanh sau đó, gã thanh niên trẻ tuổi đã lấy được một chiếc đèn pin trong nhà ra rồi đưa cho anh phó.